Sau một đêm ở nhà Khanh, hôm sau thức dậy, Khái thấy nỗi hăm hở mua nhà sống chung với em gái bỗng nhạt hẳn đi. Khái thường trầm ngâm cả ngày bên tách cà phê và điếu thuốc liên tục cháy trên môi. Nếu Duyệt hoặc Khanh không gợi hỏi thì Khái hoàn toàn như người câm. Nhà Khanh vốn chật và nghèo mà Khái bất ngờ ở lại không mang theo áo quần cùng những thứ cần thiết nên thấy rất khó chịu vì thiếu thốn. Nhưng cái chật chội, cái thiếu thốn ở nhà Khanh, Khái đều có thể vượt qua được. Chỉ có một động lực làm Khái thật sự day dứt là vì Khái chợt nghĩ ra một điều hãi hùng rằng Hương từng theo trai vào khách sạn, thì biết đâu giờ này khi Khái vắng nhà, Hương chẳng mang đàn ông vào ôm ấp ngay trong buồng ngủ của Khái và Hương. Thằng Linh chẳng hạn. Ý nghĩ ấy làm Khái bừng dậy giữa đêm khuya, mồ hôi vã ra như tắm. Bởi vậy, bước sang ngày thứ ba, Khái dứt khoát đòi về. Vợ chồng Khanh cản làm sao cũng không được. Duyệt bảo: "Anh về làm gì nữa? Anh cần bất cứ thứ gì thì chúng em chạy đi mua ngay. Chỉ sợ không có tiền thôi, chứ có tiền thì thứ gì mà chả mua được. Anh chịu khó ở tạm đây vài hôm rồi mua nhà mới." Trong thâm sâu, cả Duyệt và Khanh đều sợ Khái sẽ bị Hương dụ dỗ rồi đòi lại vàng, cho nên cả hai cùng tìm cách cản trở việc Khái tái ngộ với vợ. Nhưng Khái bảo Khanh: "Tính gì thì tính, tao cũng phải về đã. Cái nhà đó là nhà của tao, chẳng lẽ tao cho không nó à? Rồi còn biết bao nhiêu là đồ đạc trong nhà, bán ra cũng khối tiền. Mày đưa tao về, tao thu xếp mọi chuyện cho ổn thỏa. Trong lúc chờ đợi thì vợ chồng mày cứ việc đi tìm nhà đi. Được căn nào vừa ý đó thì sang cho tao coi. Có nhà mới rồi thì tao mới bán được cái nhà cũ." Khanh thấy ý anh đã quyết, đành miễn cưỡng làm theo, đón taxi đưa Khái trở về. Buổi trưa hôm ấy, chị Kiều và Hương vừa ăn cơm xong, đang ngồi dưới bếp bàn luận thì Khái dừng lại trước cửa nhà. Khanh dìu Khái xuống taxi và cất tiếng gọi lớn: "Chị Kiều ơi, ra phụ tôi một tay." Nghe giọng Khanh, Hương vừa mừng vừa giận. Mừng vì Khái chịu quay về, tức là Hương vẫn còn cơ hội thuyết phục. Nhưng giận vì mới hôm qua, khi Hương gọi sang rủ Khái về, Khanh đã ăn nói hỗn láo với Hương rồi cúp điện thoại. Chị Kiều nhìn Hương và dặn: "Bà cứ làm như là không có chuyện gì xảy ra, coi như là ông đi chơi vài hôm nhé. Để xem rồi là ông tính làm sao. Lúc này bà phải nhịn nhục mới được. Lấy được vàng rồi, muốn làm gì thì làm." Hương gật đầu, đứng dậy cùng chị Kiều tiến ra cửa. Khái vừa xuống xe, vịn vai Khanh lê vào. Chị Kiều vội đẩy cái xe lăn ở góc nhà tới gần Khái rồi phụ Khanh đỡ Khái vào. Nhìn Khanh, Hương ứa gan muốn đuổi Khanh ra khỏi nhà mình ngay lập tức. Nhưng Hương chưa kịp nói, Khanh đã bảo Khái: "Thôi em về nhé, cần gì thì cứ điện cho em, anh nhé." Rồi Khanh tất tả quay ra không thèm chào Hương. Trong nhà còn lại ba người, Hương quan sát Khái từ đầu tới chân và thất vọng nhận ra Khái về tay không, không mang theo chút gì cả. Nàng nén tiếng thở dài đưa mắt nhìn chị Kiều. Chị Kiều hiểu ý nhưng vẫn phải bám lấy chủ trương hòa rượu còn nước còn tát. Chị ân cần hỏi Khái: "Thế ông ăn gì chưa ạ? Bà với tôi vừa ăn xong, tôi lấy cơm ông sơi nhé." Khái nhìn thoáng Hương mặc bộ đồ lụa trắng thêu hai bông hồng lớn trước ngực, lòng dậy lên nỗi đau như dao đâm vào tim. Khái bảo chị Kiều: "Cho tôi ly nước đã." Vừa nói, Khái vừa lăn xe xuống sân sau, mặt hầm hầm vì câu chuyện Hương theo trai vào khách sạn Đồng Khánh lại vừa bừng dậy trong đầu Khái. Câu chuyện bịa đặt ấy giờ này Khái vẫn tin là có thật, với bao nhiêu chi tiết thêu dệt do Duyệt dựng đứng lên, làm hai đêm liền Khái thao thức không ngủ được. Có lúc Khái nắm chặt bàn tay, nghiến răng trong bóng tối, cương quyết sẽ trả hận. Rồi có lúc Khái lại đổi ý, định ở lại luôn với Khanh, không bao giờ thèm nhìn mặt Hương nữa. Bây giờ về đây gặp lại Hương, Khái càng thấy nhận xét của Duyệt về Hương là đúng. Hương lúc này ăn diện quá và đôi mắt đa tình lúc nào cũng toát ra nét lẳng lơ mời gọi. Khái xuống sân sau, lăn xe lại gần vách bếp, ngồi tránh ánh nắng trưa. Hương bưng ly nước lạnh trao cho Khái, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. Nàng đè nén mọi uất ức để dịu dàng bảo chồng: "Ăn cơm nhé, có tôm kho thịt ngon lắm." Khái không thèm đáp, đỡ ly nước uống cạn.
rồi run run moi gói thuốc trong túi, rút một điếu gắn lên môi. Hương lại hỏi: Ồ, hay là anh đi tắm cho nó khỏe người rồi ăn cơm? Khái ngửa mặt nhả khói rồi sẵn giọng đáp: Cô để mặc tôi không khiến cô phải lo cho tôi. Lối nói và thái độ của Khái làm Hương tức uất lên. Nàng đã cố gắng nhẫn nhục theo lời khuyên của chị Kiều để vuốt ve Khái, thế mà Khái không biết điều, còn dám lên mặt với nàng. Nàng quay nhìn chị Kiều phân trần, rồi bất ngờ quay lại, gay gắt bảo Khái: Tôi bảo là anh đi đòi vàng, anh sang anh ở luôn bên nhà con Khanh là thế nào? Vàng đâu? Vợ chồng nó nói cái gì mà bây giờ anh nghe lời chúng nó? Khái cầm cái ly vừa uống cạn, quăng mạnh vào tường, miệng thủy tinh văng tung tóe, gã rít lên: Vàng của tôi, cô không có quyền hỏi. Tôi muốn gửi ai mặc tôi muốn cho ai thì cho, không mắc mớ gì tới cô. Hương tức nghẹn không nói được, nước mắt bỗng trào ra. Chị Kiều lấy chổi quét mảnh thủy tinh hốt vào tờ giấy đổ vô thùng rác. Nghe Khái nói, chị ngừng tay ngẩng lên, nhỏ nhẹ bảo Khái: Ông nói thế không phải. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, của cải đã chia cho nhau, thừa mới tới người ngoài chứ. Khái trừng mắt quát lớn: Chị câm mồm đi, vợ chồng gì cái thứ lăng loạn như nó. Rồi quay sang Hương, Khái nói luôn một hơi những điều đã chất chứa từ mấy hôm nay. Và theo thói quen, mỗi khi chửi Hương, Khái đều đổi cách xưng hô cho hợp với nội dung câu nói của Khái. Gã nói: Mày đi với thằng nào vào khách sạn Đồng Khánh Năm, đường Nguyễn Chí Thanh? Thằng nào? Mày làm nhục tao, bôi do chất chấu vào mặt tao. Người ta bắt gặp quả tang, đồn âm mỹ cả lên, ai cũng biết. Tao còn mặt mũi nào mà sống nữa? Tao không ngu. Tao lấy vàng về đưa cho mày để mày dâng hết cho trai hay sao? Tao đã mất người rồi, bây giờ đưa vàng cho mày để tao mất luôn cả của nữa phải không? Chẳng những tao không lấy vàng về cho mày, mà tao sẽ bán luôn cái nhà này cho mày ra đường mà ở. Ăn cơm không muốn, muốn ăn cám. Hương bỏ lên nhà vì tức quá không nói được, nước mắt đầm đìa trên mặt. Khái thì mặt xám ngắt, vừa hút thuốc vừa thở hồng hộc. Chị Kiều cúi xuống hốt rác, vừa làm vừa ngẫm nghĩ cách giải quyết vấn đề giúp Hương. Chị ức lắm, Khái ngủ bên nhà Khanh có 2 đêm mà nảy sinh ra câu chuyện Hương theo trai vào khách sạn. Chị dựng cái chổi vào góc bếp rồi lấy củi ra phơi. Khái toan lăn xe lên nhà thì chị Kiều bình thản hỏi: Bà đi với người ta vào khách sạn lâu chưa ông? Tôi không ngờ bà tệ thế. Cách nói tự nhiên của chị Kiều cho Khái cái cảm tưởng là chị cũng hoàn toàn tin câu chuyện ngoại tình của Hương là có thật. Khái quay đầu đáp: Lâu rồi, cả mấy tháng nay, từ dạo tôi mới bị bệnh. Chính mắt bạn của thằng Duyệt nom thấy, báo cho thằng Duyệt hay. Lâu rồi à? Lâu rồi, cả mấy tháng rồi. Chị Kiều phủi 2 bàn tay vào nhau rồi đứng dậy, đến bên Khái và từ tốn trình bày: Tôi nói câu này ông đừng giận nhé. Bà vào khách sạn ngủ với người ta lâu rồi, cả mấy tháng nay rồi. Tại sao mãi tới bây giờ cô Khanh mới nói cho ông biết? Ông cứ nghĩ lại mà xem. Giả như là ông không gửi cô mấy chục cây vàng, và giả như bà không bắt ông đến đòi á, chắc cả đời cô chẳng bao giờ kể cho ông nghe cái chuyện mà bà vào khách sạn. Bởi vì làm gì có cái chuyện mà bà vào khách sạn để mà kể. Khái há mồm trố mắt nhìn chị Kiều. Tuy vậy, gã cố cãi một câu: Thì chính con Khanh nó không kể cho tôi nghe là vì nó thương tôi. Thế thì bây giờ cô hết thương ông rồi cô mới kể à? Khái không đáp, chị Kiều kết luận: Đấy, chỉ vì mấy chục cây vàng mà đặt đều tội lỗi cho người ta. Chỉ vì mấy chục cây vàng mà em gái ông phá hoại gia đình ông, dựng hết bao nhiêu là chuyện lên để ông nghi ngờ bà mà giao vàng cho cô Khanh. Có phải không ông? Bây giờ tôi xin ông nhé, tôi xin ông bình tĩnh xét lại và tự hỏi xem là cô em ông có thật lòng thương ông hay không. Nhớ lời Khanh dặn phải đề phòng chị Kiều là tay sai của Hương, Khái hầm hầm bảo chị: Còn nhà chị nữa, chuyện gì chị cũng bao che cho nó. Chị đứng hẳn về phía nó làm sao tôi tin chị được? Bao nhiêu năm nay chị ở với tôi trả tiền chị, chứ nó có đồng bạc nào dính túi mà trả cho chị. Tôi nói cho chị biết là dứt khoát tôi không lấy vàng về, tôi giao hết cho con Khanh nó giữ. Con Hương nó đừng có trông mong gì cả. Tôi sẽ bán cái nhà này, chị theo tôi về nhà mới, hay là chị muốn theo nó ra ngủ ngoài lề đường thì tùy ý chị. Từ nay chuyện vợ chồng tôi cấm chị không được xen vào. Chị chỉ cần biết công việc của chị mà thôi. Nói xong,
Khái lui xe vào tường. Chị Kiều ôm thêm một mớ củi trải mỏng trên sân xi măng rồi nói: "Chả nói ông cũng biết, tôi cũng đã có một thời có chồng có con. Chồng tôi với tôi học cùng lớp cho đến hết trung học. Khi còn cấp sách đến trường á, có bao giờ tôi ngờ là khi về ở với tôi, chồng tôi đổi hẳn tính nết, mèo mỡ lung tung, lấy cả bạn tôi đâu. Rồi ông ấy trốn ra nước ngoài với người khác mà chả hề liên lạc bảo lãnh cho tôi. Phận đàn bà với nhau, tôi rất thông cảm hoàn cảnh của bà. Ngay từ khi mà khi ông chưa có bệnh kia, tôi bây giờ tôi chẳng ai thân thích, có mỗi đứa con thì lại vắn số. Cho nên tôi luôn luôn coi cái gia đình ông bà là gia đình tôi. Cái gì phải thì tôi nói, cái gì sai thì tôi cản. Ông có giận là tôi đành chịu. Bà khổ vì ông quá nhiều rồi. Ông đừng có nghe lời người ta mà nghi oan cho bà thì tội nghiệp lắm." Khái cúi đầu im lặng nén tiếng thở dài. Một lúc sau, gã lăn xe ra sân trước, ngồi dưới tàn cây trứng cá, ngay ở cái vị trí quen thuộc thường lệ. Từ đó, suốt ngày hai vợ chồng không nói với nhau lời nào. Không khí trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo như bãi tha ma. Hễ cần trao đổi điều gì thì phải đi qua trung gian chị Kiều hoặc đứa con gái. Chuyện lấy lại vàng từ tay vợ chồng Khanh kể như không còn hy vọng gì nữa. Xôi hỏng bỏng khóc, Hương mất cả chì lẫn chài, sống trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bên cạnh Hương có hai người cố vấn thường trực là Xuyến và chị Kiều, nhưng xem chừng cả hai đều không nghĩ ra được kế hoạch nào khả dĩ làm Khái xét lại thành kiến của gã, bởi vì một khi gã đã tin chắc Hương từng theo trai vào khách sạn. Một tuần lễ sau, sáng chủ nhật trời trong, Khái đang ngồi ăn xôi lạc dưới gốc cây trứng cá thì có chiếc xe tải nhỏ lăn bánh tới và đậu ngay trước sân nhà Khái. Nắng vừa lên, mặt trời chênh chếch vượt khỏi mái tôn bên kia đường chiếu thẳng vào chỗ Khái ngồi. Khái vội xoay nghiêng một chút để tránh ánh nắng và nhìn cho rõ mấy khuôn mặt vừa xuống xe tiến vào nhà mình. Từ buồng lái chiếc xe tải, người tài xế to con mang mắt kính đen đẩy cửa bước ra cùng với một thanh niên mặc áo thun trắng cháo lòng rách vai, miệng ngậm điếu thuốc, nheo mắt tránh khói. Sau cùng là một người đàn bà chạc tuổi 40 đẫy đà son phấn, đeo cái bóp Chanel, nét mặt vênh vênh tự đắc. Chị có cái phong thái hiu hiu của một người chủ hụi thành công hoặc của chủ tiệm vàng đông khách. Lạ một điều là cả ba đến ngay trước mặt Khái, nhưng dường như không ai bận tâm đến sự hiện diện của Khái. Khái ngơ ngác nhìn, mồm ngừng nhai xôi, trố mắt hỏi: Bà kiếm ai? Hai anh kiếm ai? Chắc lộn nhà rồi." Người đàn bà có cái dáng oai vệ vẫn không thèm nhìn Khái, chỉ quay sang hỏi người tài xế: "Nè, phải nhà này không chú sao?" Gã tài xế đáp: "Đúng rồi, nhà chị Hương, tôi biết mà." Khái vội vàng ngước lên chen vào: "Hương là tên vợ tôi, mấy anh kiếm bà xã tôi có chuyện gì?" Tất cả đều lờ Khái đi. Người tài xế gỡ mắt kiếng tiến lại trước cửa ra vào, nhìn vô phòng khách và cất tiếng gọi lớn: "Chị Hương ơi, chị Hương!" Khái lăn xe lại gần, vỗ nhẹ vào đùi người tài xế và lặp lại: "Mấy anh kiếm vợ tôi có chuyện gì đó?" Cả ba đều không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn sâu vào nhà Hương chờ đợi. Từ sân sau, Hương và chị Kiều cùng bước nhanh lên. Người đàn bà lạ mặt dẫn hai thanh niên đi vô, đứng giữa phòng khách và đảo mắt nhìn quanh một cách soi mói. Hương chào mọi người rồi thân mật nói: "Uống gì không chị Tư? Cà phê nha. Uống rồi tôi chạy qua bên kia tôi mua, pha nhà mất công lắm. Ô, hay là mỗi người làm tô bún riêu cho nó chắc bụng, tôi gọi người bưng qua nhé." Người đàn bà mà Hương gọi là chị Tư bảo Hương: "Thôi gọi đi, hai chú này ăn hủ tiếu rồi. Làm liền đi, lát nữa nóng chịu không nổi đâu. Bữa nay nắng gắt lắm, làm đi." Hương moi tờ giấy gấp làm tư trong túi áo mở ra, cúi xuống nhẩm đọc và nói: Vâng, không ăn uống gì thì dọn luôn đi. Khiêng cái bộ salon này trước nhé. Rồi tủ chè, rồi tivi, rồi đầu máy video. Mấy cái thứ đó nặng á. Rồi tới dàn máy hát. Thứ nào cũng còn tốt nguyên cả. Cái bàn viết thì trên lầu cũng nặng lắm đó nha. Rồi hai cái quạt máy, rồi cái đài xây nhô ba băng. Để đâu rồi nhỉ? Dưới nhà và cái giường nữa. Tạm thời chuyến này chị Tư lấy mấy thứ. Rồi như là tôi nói ngày hôm qua đó. Đây này, tôi còn ghi giấy đây này. Chị Tư gật đầu rồi quay lại bảo hai gã đàn em: Làm liền tụi bay, chiều nay đi thêm chuyến nữa rồi tao cho tụi bay nghỉ, lẹ lên. Khái tức giận lăn xe lại, đứng chặn ngay ở cửa. Từ lúc thấy ba người lạ mặt bước vào nhà mà không thèm chào hỏi mình một lời,
Khái vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Gã bỏ dở gói xôi, lớn tiếng hỏi: mấy người là ai? Vô nhà tôi làm gì đấy? Cả ba đã được Hương dặn trước nên không ai để ý đến Khái. Hai gã thanh niên bắt tay ngay vào việc, mỗi người một đầu khiêng cái ghế sofa ra trước tiên. Khái ngồi chặn cửa và quát lên: mang đồ đạc của tôi đi đâu thế này? Cả đám không ai thèm trả lời. Chỉ có chị Kiều chạy vội ra, đẩy xe lăn của Khái lại dưới gốc cây trứng cá và giải thích: bà hết tiền xài, thành ra gọi người ta tới bán bớt đồ đạc. Ông cứ ngồi yên đây nhé, đừng có tới gần cửa ra vào, người ta đụng vào thì khổ. Nhưng Khái cứ lao tới và hét lên: Ai cho nó bán? Hai anh kia, để lại đó, không được khiêng ra. Tất cả đều như những người điếc, không quan tâm tới Khái. Cái sofa đã được đẩy lên sau xe tải, rồi đến cái tủ chè bằng gỗ quý, rồi đến hai cái ghế bành và chiếc bàn vuông. Dàn máy hát có cặp loa khá lớn và mấy cây đèn trang trí lần lượt ra đi trước mắt Khái. Khái cứ lao vào thì chị Kiều lại lôi ra, mặc cho gã mếu máo khóc. Chị Kiều định đẩy Khái xuống nhà sau, bởi hàng xóm và con nít bu đông quá xôn xao bàn tán về Khái. Nhưng Hương bảo chị cứ để Khái ngồi ngoài sân, để Khái thấy tận mắt sự trừng phạt nhẹ nhàng của Hương. Nhìn Khái sụt sùi phản kháng, có người thầm trách Hương tàn ác, nhưng cũng có người hả dạ vì trước đây Khái vốn phách lối với láng giềng. Chị Kiều điềm tĩnh nói với Khái: bà bảo tôi là bà cần tiền tiêu, nên bà sẽ bán dần mọi thứ trong nhà. Bán hết đồ đạc rồi ấy, bà bán luôn cái xe lăn của ông đấy. Tiền sư cha con đĩ, nó cần tiền sao nó không nói với tôi? Thế ông còn tiền à? Ông còn tiền sao ông không đưa cho bà? Tại nó không hỏi tôi. Ông nói thế chứ tôi thấy bà hỏi ông bao nhiêu lần trước mặt mà có bao giờ ông đưa đâu. Khái quay sang mắng chị Kiều: còn chị nữa, chị biết trước là nó gọi người đến bán đồ đạc, tại sao chị không cản nó mà chị cũng không báo cho tôi biết trước? Chị thông đồng với nó phải không? Ôi dồi ôi, tôi làm sao tôi dám cản bà? Quyền của bà muốn làm gì bà làm chứ. Chị Kiều cứ buông tay ra là Khái lại lao tới chặn ở cửa. Bởi vậy chị cứ phải đứng tại gốc cây trứng cá, giữ chặt cái xe lăn của Khái để đừng làm vướng lối. Khái vùng vẫy chửi rủa, nhưng đám người kia coi như không có Khái trên đời. Khái quát chị Kiều: chị buông tôi ra để tôi đi gọi công an. Ôi giời, ông muốn đi gọi công an thì để tôi đẩy ông đi gọi cho nó đỡ vất vả. Nhưng mà ông báo công an làm gì cho nó mất thì giờ. Bà gọi người ta đến mua bán công khai chứ có trộm cắp gì đâu mà báo công an. Chị Kiều vừa dứt lời thì Hương từ dưới bếp đi lên, tay xách cái radio ba băng trao cho người tài xế. Khái nhoài người định chộp lấy nhưng không được. Gã đành buốt nhói nhìn theo ứa lệ. Từ ngày bị què, cái đài là niềm vui bất ly thân của Khái. Để Khái tiêu khiển thì giờ và vỗ về giấc ngủ. Khái còn đang vật vã vì mất cái đài thì hai gã thanh niên từ trong nhà chui ra, khiêng theo luôn cái giường của Khái. Khái nắm tay đấm thùng thục vào gốc cây bên cạnh, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng trên mặt. Trẻ con người lớn từ từ kéo nhau bu quanh. Họ bu quanh không phải chỉ chú ý đến Khái đang gào thét chửi rủa. Trong xóm lao động, chuyện cãi nhau hoặc đánh nhau vỡ đầu diễn ra như cơm bữa, không còn là những biến cố hấp dẫn người ta. Họ chuyển sang nhìn ngắm và bình phẩm về những món hàng khuôn ra từ nhà Khái để nhẩm đoán xem giá tiền như thế nào. Chị Kiều lại trấn an Khái: không sao ông ạ, bà có bảo tôi là giữ lại cái mùng cho ông, chứ nằm đất mà không có mùng, muỗi nó đốt chết. Khái không nói được nữa, chỉ vừa khóc vừa chửi. Chị Kiều lại thêm: còn cái giường của bà với cái dung trên lầu thì bà giữ lại. Nói chung bà chỉ bán đồ đạc dưới nhà thôi, trên lầu cứ để nguyên. Bà bảo dưới nhà cần rộng rãi cho ông đi lại cho nó dễ dàng. Với lại bán đồ đạc trước chứ lúc mà bán nhà đỡ phải dọn. Ai cho nó bán nhà? Còn khốn nạn nó phản tôi. Ông nói sao thế? Tôi thấy ông phản bà chứ bà đâu có phản ông. Gia tài có bao nhiêu là ông cứ đưa cho người ta hết, rồi ông lại bảo là bà phản ông là thế nào. Nhưng mà thôi ông ạ, ông bà sắp ly hôn rồi, đằng nào cũng phải bán nhà thì thả bán trước nó được giá hơn. Đợi đến lúc ra tòa cãi nhau đòi chia của rồi bán tống bán tháo nó mất giá lắm. Ừ hay, nó đòi ly hôn hả? Đâu có, bà bảo với tôi là ông nhất định bỏ bà mà. Khái càng uất ức kêu lên: ui giời ơi, con đĩ nó vu oan giá họa cho tôi. Nó đi theo dai vào khách sạn, bây giờ nó còn đổ tiếng ác cho tôi. Chị Kiều vừa giải thích vừa khổ công vật lộn với Khái đến cả tiếng đồng hồ. Mãi tới lúc Khái kêu gào lớn quá, lại thêm hàng xóm và con nít đứng đầy quanh đường quan sát, Hương mới bảo chị Kiều:
đẩy Khái vô tận sân sau, bỏ Khái ngồi đó. Khái nhất định lao lên nhà, Khương đành phải khép luôn cánh cửa ngăn nhà trên với nhà bếp và cài then trong lại. Từ đó, tiếng gào thét của Khái sau bức tường kín trở thành lẻ loi, không còn ai chú ý tới nữa. Chị Kiều xuống nhà lấy chổi lên quét dọn, Hương thì đi tới đi lui ngắm nhìn cái phòng trống. Khái lăn xe lên nhìn quanh và nghẹn ngào chửi rủa tiếp. Con Dung đi chơi từ sáng, chạy về ngơ ngác nhìn căn nhà trống. Hương dịu dàng bảo con: "Mình sắp dọn đi chỗ khác rồi con ạ. Mẹ bán bớt lấy tiền đong gạo, con chuẩn bị thay quần áo nhé. Dì Phụng sắp đón con sang nhà bà ngoại. Đi vào rửa mặt thay quần áo đi con." Con bé chạy xuống nhà, Khái lau nước mắt ứa gan nhìn Hương. Lần đầu tiên từ một tuần nay, Khái đành trực tiếp nói chuyện với Hương. Gã nhìn Hương gay gắt bảo: "Mày lộng quá rồi, muốn làm gì thì làm, không hỏi tao một tiếng. Mọi thứ trong nhà này là của tao, tao bỏ tiền ra mua chứ mày có cái đích gì mà mày được quyền bán, đồ mất dạy." Hương đếm một ít tiền trao cho chị Kiều và thản nhiên bảo: "Chị dọn dẹp đi nhá, dọn xong thì đi chợ, tôi chạy sang cô Xuyến một chút, con Dung nó về bà ngoại không ăn cơm nhà đâu." Dứt lời, Hương xăm xăm bước ra ngoài, mặc Khái nhìn theo lầu bầu chửi. Hương đi được khoảng nửa giờ thì chị Kiều xách giỏ ra chợ. Khái lăn xe vào nhà, ngồi nhìn căn phòng quạnh hiu vừa được quét dọn sạch sẽ. Gã phẫn uất gọi điện thoại cho Khanh, nhưng vợ chồng Khanh đã ra tiệm, chỉ có thằng Quyết nói chuyện với Khái. Khái vừa gác máy thì Phụng đến đón con bé Dung. Phụng là em gái út của Hương, hiện còn độc thân, đang ở với bố mẹ. Phụng nhìn Khái và hỏi: "Chị Hương đâu rồi anh Khái?" "Sang nhà bà Xuyến, suốt ngày ở bên ấy chẳng hiểu đã bàn mưu tính kế gì." Khái vừa dứt lời thì con Dung từ trên lầu chạy xuống, líu lo nắm tay Phụng và tạm biệt Khái. Một lúc sau, Hương trở về cùng với Ninh. Khái chố mắt nhìn hai người, bao nhiêu uất ức đột ngột trào lên như thắt con tim, bởi cả tuần nay Khái vẫn tin rằng cái thằng đàn ông từng đưa Hương vào khách sạn Đồng Khánh chính là Ninh. Câu chuyện dựng đứng của Duyệt và Khanh đang giết dần Khái, làm gã chết lần chết mòn trong đau khổ và hận thù. Khái thù Hương và càng oán Ninh đã quyến rũ Hương. Vết thương nhức buốt ấy cứ có lúc bùng lên rồi có lúc lại lắng xuống, nhưng lúc nào cũng âm ỉ khôn nguôi. Thì hôm nay Ninh lù lù vác mặt đến, hân hoan đi bên Hương, ngang nhiên bước vào nhà. Khái ước gì có sẵn khẩu súng trong tay để xông lại bắn nát mặt kẻ tình địch khốn kiếp. Nhưng Khái đành ngồi chịu trận, dương mắt nhìn Ninh và Hương. Ninh giơ tay tươi cười chào: "Anh Khái, khỏe không anh Khái?" Ninh vừa dứt lời thì Hương đã kéo tay vào trong. Ninh đứng giữa căn phòng khách trống rỗng, ngửa mặt nhìn quanh rồi nói: "Ôi giời, bỏ hết đồ đạc, cái căn nhà này rộng quá, chiều ngang chắc là đến 5 thước phải không Hương?" Hai người đang nói chuyện thì Khái lăn xe vào và bảo Ninh: "Tao yêu cầu mày đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức." Ninh vốn là người tự trọng nên quay lại nói: Tôi đâu có tự ý qua đây, bà xã anh mời tôi mà." Hương nhíu mày nhìn Ninh không bằng lòng. Màn kịch mà Hương đang diễn đã được thông báo trước cho mọi người, kể cả Xuyến, Ninh, chị Kiều và chị Tư Trợ Trời. Mọi người cùng nhất trí là phải lờ hẳn Khái, coi như không có Khái trên cõi đời này. Đó là biện pháp sơ khởi của Hương để trả đũa việc Khái đưa hết vàng cho vợ chồng Khanh. Khái ngồi ở góc nhà sát cửa sổ, tiếp tục lảm nhảm chửi Hương rồi bảo Ninh: "Tao cấm mày từ nay không được lai vãng đến nhà tao, muốn đú đợn với nhau thì đem nhau đi chỗ khác cho khuất mắt tao." Hương bình thản bảo Ninh bằng giọng rất tha thiết: "Người khác thì Hương không có cho thuê đâu đó nha, nhưng mà anh thì Hương lúc nào cũng sẵn lòng. Anh muốn ở dưới này hay là ở trên lầu cũng được. Đàn ông độc thân như anh thì đâu có đồ đạc gì nhiều đâu, kê cái giường nhỏ là đủ rồi. Anh ở ngoài phòng khách này đi làm cũng tiện nè. Còn nếu anh thích lên trên lầu thì Hương nhường cho anh cái phòng khách, Hương ở trong buồng ngủ." Khái trợn mắt nhìn Hương quăng bẹt điếu thuốc đang cháy xuống nền gạch bông rồi chỉ mặt Hương gào lên: "Nhà này là nhà của tao, mày có quyền gì mà rước thằng khác vào đây? Nhà tao để ở, tao không cho đứa nào thuê cả." Hương tiếp tục bảo Ninh: "Ngày mai đó anh bắt đầu dọn vào được rồi. Cái ghế bố của anh bên bà Xuyến đó, anh cứ vác sang đây là xong. Tối nay nếu mà anh chưa kịp dọn đồ đạc thì ngủ tạm trên lầu,
Bộ salon mây của Hương cũng êm lắm. Khái tức lộn ruột chỉ mặt Ninh nói lớn: mày mà dọn vào nhà tao, tao đâm chết. Ninh gật đầu không thèm nhìn Khái. À, cảm ơn Hương, ở gần đây với chị Xuyến đi lại cũng tiện, mà nhất là lại gần sở làm của tôi nữa. Lát nữa tôi lấy đồ đạc qua ở luôn đêm nay khỏi phải về. Cảm ơn Hương nhiều lắm. Hương nấu cơm tháng cho tôi ăn luôn nhé. Hương gạt đi: Hương phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Anh dọn vào ở với Hương, nhà có đàn ông cần gì cũng đỡ. Huống chi anh lại phụ tiền trợ cho Hương. Lúc này gạo trâu củi quế, tiền bạc khó kiếm, thêm được đồng nào hay đồng đó. Anh ăn cơm luôn với Hương nhé. Có gì ăn lấy, cơm nhà nghèo anh thông cảm nhé. Ninh và Hương cứ quay mặt đi hướng nào thì Khái lại khổ sở lăn xe lại hướng đó để nhìn thẳng vào mặt hai kẻ thù. Khái gay gắt nhắc lại: Tao nói trước rồi đấy, mày mà dọn vào nhà tao là có án mạng. Tao bây giờ sống cũng như chết, đếch sợ thằng nào cả. Hương kéo tay Ninh vào trong và bảo: Thôi lên lầu ngồi đi anh, dưới này ồn ào quá. Với lại dưới này làm gì còn ghế gì đâu mà ngồi. Thôi lên lầu với em. Khái lại quát lên: Thằng Ninh, tao cấm mày không được lên lầu nhà tao. Hai người thản nhiên sánh vai nhau bước lại cầu thang. Tuy biết là Khái tàn phế phải ngồi xe lăn, nhưng Ninh vẫn cẩn thận liếc mắt đề phòng, bởi Khái có thể bất chợt vớ cái gì quăng vào đầu Ninh hay Hương. Bằng chứng là chủ nhật tuần trước, Khái đã ném bao nhiêu bát đĩa và chai lọ lên lầu, đồng thời chém con dao xuống cầu thang để cảnh cáo Hương. Thoáng trong khoảnh khắc, Ninh cảm thấy trò chơi chẳng đang tham dự là một ván bài khá nguy hiểm. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì ngàn đời ân hận. Chàng chỉ ngạc nhiên là không hiểu tại sao Xuyến lại căm thù Khái dường như còn hơn cả Hương nữa. Ninh sánh vai Hương tới chân thang, Khái đuổi xe theo và dọa Ninh: mày mà lên lầu nhà tao thì ở luôn trên ấy, đừng có xuống nữa. Mày muốn xuống phải bước qua xác chết của tao, ông truyền đời báo danh cho mày biết như thế. Hai người bình thản đi lên, coi như không có Khái trong căn nhà này. Khái tiếp tục ngước nhìn theo và chửi rủa bằng những lời hết sức tục tằn. Hương đã toan bước xuống, đẩy Khái ra sân sau rồi khép cửa cài then lại để Khái không lên được nhà trên. Nhưng nàng ngẫm nghĩ một chút rồi đổi ý, cứ để vậy cho Khái đứng tại chân thang mà gào thét. Nàng đưa Ninh vào phòng khách trên lầu, ngồi ở bộ salon mây giữa nhà, rồi tiến lại khép bớt cánh cửa chính và cửa sổ vì nắng trên ban công đang hắt vào tận chỗ Ninh ngồi. Hương ngồi xuống cái ghế đối diện Ninh và hạ giọng bảo chàng: Cả tuần nay không gặp anh để mà kể cho anh nghe, tình hình căng thẳng lắm. Ninh gật đầu nói: Tôi biết cả rồi, tối hôm qua bà Xuyến có nói cho tôi nghe, lúc nãy thì chính Hương cũng có kể sơ sơ. Chủ nhật trước tôi ở nhà Hương về thì ông ấy làm hòa với Hương, rồi đích thân đi đòi lại vàng, có đúng không nào? Tôi tưởng mọi chuyện như vậy là êm rồi chứ, tôi cũng mừng vì giúp được Hương phần nào. Nhưng mà khi ông Khái sang nhà cô Khanh thì cô em bịa chuyện, chẳng những ông Khái không lấy vàng về mà còn chửi Hương, đúng không nào? Tôi nghĩ mà chán cho cuộc đời. Cô Khanh là em ruột mà đâu có thương ông anh tàn tật. Lòng tham làm con người mất hết lý trí và tình nghĩa. Giọng Ninh nói nhỏ quá, làm như sợ Khái dưới chân thang nghe được. Hương phải bỏ cái ghế đang ngồi, bước sang cái ghế kế sát bên Ninh và bảo: Anh biết không, vợ chồng con Khanh nó đặt chuyện, bảo là có người bắt gặp tôi theo trai vào khách sạn. Ông Khái không tin ngay à? Mà anh biết ông ấy nghi tôi đi với ai vào khách sạn không? Ông dứt khoát là anh đưa tôi vào khách sạn Đồng Khánh. Ninh chố mắt nhắc lại: Tôi à? Tôi đi với Hương vào khách sạn à? Rồi chàng buột miệng cười: Nếu vậy thì thích nhỉ? Anh thích vào khách sạn với Hương lắm mà. Ninh im lặng không đáp. Một lúc sau chàng mới nói như tự nhủ: Mà lạ nhỉ, tại sao ông ấy lại nghi tôi? Thế mới buồn cười. Cả đời tôi có biết cái mặt mũi khách sạn nó ra làm sao đâu. Nhất là cái khách sạn Đồng Khánh, tôi chả biết nó nằm ở đâu. Ông ấy nghe lời con Khanh, cho nên ông ấy sợ rằng lấy vàng về đưa cho tôi rồi tôi đưa cho trai, tức là tôi cho anh đó. Hương thấy Ninh có vẻ xúc động mạnh, hai bàn tay run run đặt trên đùi. Nàng vội nói đùa: Mà dù Hương có mê anh, Hương cũng đâu có dại mà cho anh mấy chục cây vàng. Ninh nhìn Hương trìu mến và gượng cười: Biết đâu đấy,
Tại Hương chưa mê tôi nên Hương mới nói mạnh như vậy. Không, mê là một chuyện, tiền bạc là chuyện khác. Về tiền bạc Hương sáng suốt lắm. Tôi không tin. Nếu sáng suốt về tiền bạc thì Hương đâu có để cả 100 cây vàng lọt vào tay người khác. Hương lắc đầu thở dài và sự hối hận trở lại theo câu nói của Ninh. Hai người ngồi sát bên nhau, Hương đột ngột nắm lấy bàn tay Ninh và nói: Nhưng xúi em trai mình lấy một người bạn đã có chồng thì Xuyến lại không dám, bởi bố mẹ Xuyến sẽ suốt đời đay nghiến. Chuyện lỡ đôi của chính Xuyến đã chẳng ra gì, là nỗi buồn hiu hắt cho cha mẹ theo quan niệm Á Đông. Bây giờ nếu lại thêm Ninh lấy người đàn bà giang dở thì e rằng thiên hạ sẽ gọi gia đình nàng là nhà không có phúc. Chính vì vậy mà lắm lúc nàng muốn Hương gần gũi Ninh, rồi lắm khi lại ngăn cản sự gặp gỡ của hai người vì sợ đi quá đà. Nằm nói chuyện một lúc, Ninh chợt nhận ra Khái không chửi nữa, đồng thời có những tiếng lục đục khá lớn ở dưới nhà, dường như Khái đang làm gì ở chân thang. Ninh hạ giọng bảo Hương: "Anh thấy Hương nên cẩn thận nhé. Ông Khái đã có thể làm liều,
Vẫn biết là ông ấy ngồi xe lăn, nhưng cũng có lúc Hương không đề phòng, ông ấy chỉ cần giấu một con dao nhỏ. Tôi nói vậy là chắc là Hương hiểu. Em không sợ, ông ấy không có dám làm gì em đâu. Lần đầu tiên Hương xưng em với Ninh mà không cảm thấy một chút gì gượng gạo, bởi khi đã nằm sát bên một người đàn ông thì tiếng em dường như trở thành phản xạ tự nhiên bật ra từ đáy lòng. Hai người đều nằm nghiêng, quay mặt vào nhau. Hương mân mê cái nút áo ngực của Ninh nhưng không cởi ra, còn Ninh thì đặt một bàn tay trên vai Hương, xoa nhẹ nhẹ qua lớp vải mỏng mịn màng. Nhưng hình ảnh Khái dưới chân thang liên tục ám ảnh, làm Ninh cứ nhụt chí, chỉ nằm yên bên cạnh. Chàng lấy làm tiếc chàng được gần gũi Hương trong hoàn cảnh khó xử này, nhưng lại tự an ủi rằng nếu không có hoàn cảnh này thì chưa chắc Hương đã tạo cơ hội cho chàng được nằm bên cạnh. Hương nhích sát vào người Ninh và thì thầm: Nằm đây thích hơn là vào khách sạn anh nhỉ? Ninh khẽ gật đầu. Dĩ nhiên nằm với Hương thì ở đâu chả thích, nhưng chàng không xua được hình ảnh của Khái, cho nên chàng nhắc: Dưới nhà sao im lặng quá à? Anh không biết ông ấy làm gì ở dưới đó. Chắc là đi gọi công an như tuần trước chứ gì. Kệ ông. Tuy nói thế nhưng để chiều ý Ninh, Hương từ từ ngồi dậy và bảo: Anh cứ nằm yên đây nhé, để em ra xem ông ấy giở cái trò gì. Hương đi chân không, rón rén bước ra, nhẹ nhẹ mở cửa buồng ngủ, rồi men theo bức tường, ngó xuống dưới. Quả nhiên đúng như Ninh đoán, Khái đang dựng pháo đài để chuẩn bị tấn công. Con Jun xéo lắm cũng quản. Khái tự thấy mình lâm vào bước đường cùng, phải ra tay bằng mọi cách. Việc đầu tiên là Khái gọi điện thoại cho Khanh, kêu hai vợ chồng sang tiếp tay tống cổ Ninh ra khỏi nhà. Khái gọi cầu may thôi, vì đã đoán trước giờ này Duyệt và Khanh đang ở ngoài tiệm. Thậm chí hai đứa con, Khanh cũng không có đứa nào ở nhà. Khái gác máy rồi nghĩ kế một mình tự đối phó. Trên lầu văng vẳng tiếng nói của Hương và Ninh, Khái biết chắc hai người đang nằm với nhau trong buồng và có thể đã cởi hết quần áo. Gã sôi máu lăn xe xuống bếp, kiếm chai dầu hôi nhóm lửa. Nhưng lay hoay mãi không tìm thấy, gã khổ sở khom người lượm từng nắm củ mang lên chất thành một đống tại chân thang. Khi Hương len lén nhìn xuống, nàng giật mình thấy Khái đã để cả sấp báo cũ trên bậc thang thứ nhất, rồi xếp củi đè lên trên. Mớ củi đã khá cao. Từ ngày Khái ngồi một chỗ, Hương mua cho gã khá nhiều báo ngày và báo tuần để gã đọc cho giết thì giờ. Những chồng báo ấy, dĩ nhiên Khái cũng giống như mọi người khác, đọc xong đều giữ lại để dùng cho nhiều việc. Và một trong những việc ấy bây giờ là gã đem ra làm mồi lửa đốt nhà, nhằm thiêu sống hai kẻ gian dâm đang ôm nhau trên lầu. Khái dự định ngay sau khi bật lửa châm vào đống báo, gã sẽ lăn xe ra sân rồi bỏ chạy càng xa càng tốt, hoặc nếu cần thì đến thẳng trụ sở ban công an đầu thú cũng được. Giờ phút này thì Khái bất cần đời, định mệnh muốn đưa đẩy làm sao gã cũng chấp nhận, gã chỉ mong giết chết cho bằng được Hương và Ninh mà thôi. Nhìn cảnh tượng dưới chân thang, Hương chợt hiểu ra, nàng lao xuống và quát lên: Anh làm cái gì thế? Khái vừa moi cái hộp quẹt Zippo ra chưa kịp bật, gã ngẩng lên vừa thở vừa nói: Tao giết hai đứa chúng mày chứ làm gì, tao giết con đĩ rồi tao đi tù. Hương đạp lên đống củi, nhảy xuống và đẩy Khái lùi ra xa. Cái bật lửa trong tay Khái rớt xuống nền gạch bông. Hương lượm lên và quăng luôn vào đống củi. Rồi nàng nắm cái xe lăn của Khái đẩy xuống sân sau. Trong cơn bực tức, nàng đẩy quá mạnh khiến chiếc xe lao đi vùn vụt và đập vào bờ tường đối diện, làm Khái la oai oái. Hương bỏ gã ngồi đó, hầm hầm quay lên nhà, đóng cửa cài then trong, nhốt Khái luôn dưới bếp. Nghĩa là nếu Khái có liều lĩnh đốt nhà thì chính Khái cũng không có đường chạy thoát thân. Trên lầu, Ninh nghe tiếng Hương quát tháo cũng hoảng hốt chạy xuống coi, thấy đống củi ở chân thang. Chàng rùng mình vì không ngờ Khái táo bạo đến thế. Chút xíu nữa thì chàng nằm trên giàn hỏa. Trong khoảnh khắc, chàng thấy mình nên rút lui khỏi trò chơi nguy hiểm này để tránh những hậu quả mà chàng không lường được. Gặp Hương ở chân thang, Ninh xúc động bảo: Anh dặn Hương phải cẩn thận là vì thế. Ông ấy bẩm sinh là người ác. Hương cứ nhớ lại cái cách đối xử của ông ấy đối với Hương ngày trước là biết rồi. Người như ông ấy chuyện gì cũng dám làm. Hương gật đầu đồng ý với Ninh rồi nắm tay Ninh lôi ra phòng khách. Nhưng phòng khách đã trống trơn vì đồ đạc sáng nay bán hết.
đến ngay cái giường của Khái cũng không còn để làm chỗ ngồi tạm. Quay lên lầu trong tình huống này thì cả hai cùng thấy không nên. Mặc dầu Khái đã bị nhốt dưới bếp, Ninh hỏi: làm gì bây giờ Hương? Hương chưa kịp đáp thì có tiếng đập mạnh sau cánh cửa ngăn đôi nhà bếp với nhà trên. Khái bị nhốt dưới đó đã ném một vật gì khá nặng vào cửa, kèm theo câu chửi: tao không giết được chúng mày hôm nay thì cũng có ngày tao cho chúng mày xuống âm phủ mà ôm nhau. Rồi tiếp theo là tiếng bát đĩa liên tục ném vào tường, âm thanh vỡ vụn, mảnh sành vương vãi đầy sân. Hương biết chắc Khái đang ngồi bên cạnh giỏ bát, cứ việc tiện tay nhặt từng cái mà quăng, và mỗi lần quăng là mỗi lần trực tục: tổ cha con đi ngựa. Hương ngẫm nghĩ một chút rồi bảo Ninh: thôi, anh về bên bà Xuyến, lát nữa em qua nhé. Ninh gật đầu, hai tay nắm chặt bàn tay Hương và ân cần dặn: Hương phải cẩn thận đề phòng, đừng có coi thường. Hương không nói gì, ôm Kỳ lấy Ninh một lúc khá lâu rồi tiễn chàng ra cửa. Ninh lại dặn: anh chờ Hương bên bà Xuyến, Hương nhớ là đừng có nóng nảy quá, tính ông ấy liều lĩnh lắm. Hương gật đầu ưu tư nói: chắc em cũng phải mau giải quyết, mẹ con em dọn đi chỗ khác, chứ ở chung với ông này có ngày nguy hiểm lắm. Ninh cũng vừa nghĩ đến điều ấy nhưng chẳng ngại, chưa dám nói ra. Chàng bi quan đề nghị: nếu cần thì tạm thời cho cháu nó về bên ngoại, hoặc tối cho nó ngủ bên bà Xuyến cũng được. Hương gật đầu rồi đứng trông theo Ninh cho đến khi chàng đi xa hẳn mới quay vào, một mình đứng giữa phòng khách nhìn đống củi ở chân thang, vừa giận vừa sợ mà không biết phải xử trí thế nào. Nàng dùng mình tưởng tượng ra giữa đêm khuya hai mẹ con đang ngủ trên lầu, Khái nổi cơn điên đổ dầu hôi vào chân cầu thang và châm lửa. Hương lắc đầu mấy cái, cố xua đuổi ý nghĩ đen tối ấy. Khi nghĩ đến đứa con gái 8 tuổi, nàng vẫn biết Khái là người có ác tính bẩm sinh, nhưng nàng không ngờ Khái dám chất củi đốt nhà. Cái biện pháp đưa Ninh về để làm áp lực từ nay chắc chắn không còn dùng được nữa. Chị Kiều đi chợ về, nhìn vào chân thang ngơ ngác hỏi: bà ôm củi lên đây làm cái gì thế này? Hương vắn tắt kể lại đầu đuôi những gì vừa xảy ra trong căn nhà phức tạp này rồi kết luận: chị thấy có ghê không? Ông định thiêu sống tôi đấy. Chị Kiều lặng người, đứng yên một lúc rồi bảo Hương: thôi để tôi xuống xem cái ông làm gì dưới đấy. Hương nhắc chị: này, cẩn thận nhé, ông ấy đang ném bao nhiêu là chén bát dưới bếp đấy. Tới trước cánh cửa khép, chị Kiều đặt giỏ xuống chân, khẽ kéo then ngang rồi từ từ mở hé miệng nói lớn: tôi đây ông ơi. Cùng với câu nói ấy, chị quay đầu lại nhìn Hương. Hương bảo: chị ở nhà dọn dẹp đi nhé, tôi qua cô Xuyến. Chị Kiều hiểu ý gật đầu. Chị đẩy nhẹ cánh cửa mở hé và nhắc lại: Tôi đây, tôi xuống đây, ông đừng có ném cái gì nữa nhé. Chị mở rộng cánh cửa và thấy hiện ra trước mắt một cảnh tượng hoang tàn như vừa động đất. Bát chén ly tách nồi niêu song chảo quăng đầy từ trong bếp ra ngoài sân. Mảnh sành, mảnh thủy tinh văng vãi khắp nơi. Khái thì ngồi thở hổn hển trên xe lăn, tay lăm lăm con dao bỏ củi. Mồ hôi ướt đầm đìa trên mặt, loang xuống hai bên ngực. Chị Kiều vội lên tiếng cho tình hình bớt căng thẳng: giời ơi, ông làm gì mà khổ sở thế này? Nhà đã không có tiền mà ông cứ đập mãi thì chén đũa đâu ăn. Tôi chưa giết được con khốn nạn ấy thì tôi chưa thể yên được. Chị không ở nhà mà chứng kiến, nó dám đem thằng Ninh về ôm nhau ngay trước mặt tôi. Chị Kiều không nói gì. Chị tiến lại gỡ con dao trong tay Khái, bỏ xuống đống củi bên cạnh. Rồi chị lấy khăn nhúng nước, lau mặt cho Khái để gã bớt nóng. Khái vẫn nói lảm nhảm kể tội Hương. Chị Kiều đẩy gã lên nhà trên và nói: thôi ông cứ ra sân ngồi cho nó mát đi, để tôi quét dọn trong này. Chị để gã ngồi dưới gốc cây trứng cá như thường lệ, rồi chạy sang bên kia đường mua cho gã ly cà phê đá. Khái moi gói thuốc trong túi, gắn một điếu trên môi nhưng tìm mãi không có cái hộp quẹt. Cái bật lửa Zippo Hương quăng vô đống củi vẫn còn trong đó. Khái lại nhét điếu thuốc trở lại và bất giác thở dài. Chị Kiều bưng ly cà phê về cho Khái. Khái háo hức đỡ lấy và nói ngay: chị vào lấy cho tôi hộp diêm, con vợ thổ tả của tôi nó quăng mất cái bật lửa Zippo của tôi vào đống củi rồi. Chị Kiều vào bếp quét dọn thật kỹ những mảnh vụn trên sân sau, rồi mới cầm hộp quẹt trở ra cho Khái. Chị đẩy Khái vô nhà trở lại, ngồi giữa căn phòng khách trống trơn. Chị cần nói với Khái những điều không nên nói ngoài sân.
Hai cái quạt máy đã bán mất sáng nay. Chị lấy tạm tờ báo, ngồi bên cạnh quạt mồ hôi cho Khái và nhỏ nhẹ thuyết phục. Ông giải quá, nhà của ông mà ông định đốt, vừa mất nhà mà lại vừa đi tù. Ông giận bà nhưng mà phải còn nghĩ đến bé Dung nữa chứ. Khái uất ức gắt lên. Tôi sống cũng như chết, tôi sợ gì đi tù. Nhưng mà mọi chuyện đều do ông gây ra cả. Mà việc này tôi thấy nó dễ giải quyết lắm. Tôi chả hiểu tại sao ông cứ để như thế này. Vừa khổ sở cho ông mà lại vừa vất vả cho bà. Ông cứ nghe lời tôi đi, tôi chả giấu ông điều gì bao giờ. Tôi đã nói với ông nhiều lần rằng cô Khanh á, tuy là em gái của ông, nhưng mà chỉ nghĩ đến vàng, đến tiền thôi chứ chả bao giờ nghĩ đến ông. Cô ấy muốn lấy vàng của ông cho nên mới đặt chuyện nói xấu bà. Đã thế lại thêm cái cậu Duyệt nữa, chả phải là người tử tế. Tôi thề với ông nhé, là cho đến giờ phút này này, bà không hề có tình ý với ai hết. Còn bảo là bà đi với người ta vào khách sạn á, thì lại càng lếu láo không tin đâu được. Ông cứ bảo cô Khanh mời cái người nào mà non thấy bà vào khách sạn đến đây gặp ông bà, ba mặt một lời xem là có đúng sự thật hay là không. Chị lúc nào chả nói tốt cho nó. Mới lúc nãy nó mang thằng Ninh lên lầu, chị còn bênh nó nữa hay thôi. Trời ơi, nói là bênh bà thì cũng đúng thôi. Nhưng thật ra đó, tôi nghĩ là gia đình ông bà coi như là gia đình của tôi. Ông không nghe lời tôi hôm nay, ông hối hận về sau á. Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi nhé. Cái chủ nhật tuần trước á, lúc mà tôi đưa ông lại nhà cô Khanh á, nhìn thoáng qua là tôi biết liền à. Nếu mà cô Khanh không có lòng tham á, tại sao mà khi ông đòi ông lấy lại vàng á, cả hai vợ chồng cứ kiếm cách là khất lần là thế nào? Của ông thì phải trả cho ông chứ, sao lại tìm cách giữ lại? Còn Khanh nó giữ là nó giữ hộ tôi. Ông ơi, ông ở với bà 10 năm tất nhiên là ông biết tính bà rồi. Dạo trước ông vợ bé vợ mọn khắp nơi, cô Cẩm rồi cô Tuyết rồi còn bao nhiêu là cô nữa. Bà cứ thui thủi một mình ở nhà, có bao giờ mà bà phàn nàn ông đâu. Lúc ấy là bà còn trẻ, còn đẹp, còn thiếu gì người ve vãn. Nhưng bà chỉ biết có mỗi một mình ông, dù là ông hắt hủi, bấy nhiêu là đủ thấy bà là người chung thủy hết lòng với ông rồi. Bây giờ đó, ông chỉ vì một tiếng đồn mà đưa hết tài sản cho người khác. Ông nghĩ xem là ông xử như thế có phải hay không. Với lại ông cứ nhớ một điều này nhé, là cái hôm mà cô Khanh đến đây ôm 3 hộp vàng, bà bắt gặp răng lấy được một hộp. Nếu bà tham á, bà đã lấy ngay cái hộp đấy rồi, chứ đâu có mà cái chuyện mà đưa lại cho ông rồi để ông đưa nốt cho cô Khanh. Mà nói cho cùng á, ông giấu vàng trên trần nhà bà biết từ lâu rồi, ngay cái hồi ông còn khỏe mạnh cơ. Bà vẫn bảo với tôi là như vậy, nếu mà bà mê người khác á, thì ngay cái lúc ông bị nạn, bà cạnh trần rồi lấy hết vàng ôm đi theo người ta rồi, bỏ ông lại một mình từ đời nào rồi đấy. Sao mà ông chả bao giờ nghĩ ra cái điều đấy.
sở mãi về câu hỏi đó. Rõ ràng là ông thấy cô Khanh làm khổ ông chưa? Tôi đã thưa với ông rằng chuyện ấy hoàn toàn dựng đứng, do cậu Duyệt bịa ra đấy. Bịa ra để hại bà, để ông đừng có tin bà mà đưa vàng cho vợ chồng cậu ấy. Tôi thì tôi không có dám quả quyết cô Khanh là người xấu chứ, nhưng mà tôi dám cam đoan là với ông là cậu Duyệt là người rất là tệ. Vợ thì tất nhiên phải nghe lời chồng, cho nên cô Khanh cũng đầm ra xấu lầy. Khái lại ngồi im. Cả tuần nay Khái sống lặng lẽ, thỉnh thoảng Khanh có điện thoại qua thăm hỏi, nhưng chỉ được hai đêm đầu. Khanh hối thúc Khái bán nhà dọn sang ở chung với Khanh. Từ đêm thứ ba đến giờ thì dường như Khanh đã đổi ý, không đả động gì đến việc rước Khái về ở chung nữa. Điều đó chính Khái không hề để ý, cho đến lúc này khi chị Kiều nói ra, Khái mới mơ hồ cảm thấy có cái gì không ổn. Phải chăng vì vợ chồng nó đã nắm được vàng trong tay rồi thì còn mời Khái dọn vô làm gì cho phiền phức. Nhân tiện, chị Kiều tấn công thêm về mặt tình cảm. Ông cứ thử tưởng tượng nè, nếu bây giờ bà có 100 cây vàng, bà đem đưa hết cho người nhà của bà mà không đưa cho ông, thì ông thấy làm sao? Nhưng mà thôi, tôi đề nghị như thế này với ông nhé. Ông muốn gửi vàng cho cô Khanh cũng được, chuyện ấy tùy ông. Nhưng mà để thử lòng cô Khanh á, xem cô có thật bụng với ông hay không á, thì ông bảo là cô ấy mang hết vàng lại cho ông. Hễ mà cô ấy mang trả đủ rồi, ông cứ đưa cho cô ấy giữ lại. Ông cứ làm như thế thử xem mà lời tôi nói đúng hay là sai. Ừ, như vậy cũng được đấy, kế hay. Để tôi xem bụng dạ nó thế nào. Vâng, bà có bàn với tôi là nếu mà ông lấy được vàng về, ông cứ giữ lấy, chứ không cần phải đưa cho bà. Sở dĩ mà bà muốn ông lấy lại là chỉ vì là bà sợ mai sau ông về già, ông không có tiền tiêu. Nhất là bà nghĩ đến tương lai của cái Dung nữa. Lo là lo cho ông với cái Dung đấy thôi. Chứ ông cũng biết mà, tôi thì tôi chưa thấy ai như bà. Chả bao giờ có tính tham lam. Cô Khanh ôm đi 3 hộp vàng, bà giằng lại được 1 hộp mà bà còn không thèm lấy cơ mà. Nếu thế thì để tối nay tôi bảo vợ chồng con Khanh nó mang hết lại đây cho tôi. Tôi sẽ làm theo lời chị. Nó trả đủ rồi thì tôi lại đưa cho chúng nó cầm về mà giữ hộ tôi. Chị Kiều thấy rõ là Khái vẫn không muốn trao vàng cho Hương quản lý. Gã chỉ nhen nhúm ngờ vực lòng thành thật của vợ chồng Khanh, nên muốn làm theo lời chị để thử xem chị nhận xét đúng hay sai. Chị buồn lắm bởi cách cư xử của Khái quá bất công, mà chị không làm cách nào vạch cho Khái thấy rõ. Nghĩa là cho đến giờ phút này, Khái vẫn sợ vợ mình ngoại tình và sẽ dâng hết cho người đàn ông khác. Tuy nhiên, nếu quả thực chiều nay Khái bắt Khanh phải trả lại vàng, thì cũng là một bước tiến khả quan rồi. Từ từ rồi lại tính tới bước kế tiếp, chị nhấn mạnh. Vâng, nhưng mà ông nhớ hộ tôi điều này nhé. Nếu ông hỏi mà vợ chồng cô Khanh cứ mượn cớ này cớ kia, lần nữa không trả ngay, tức là có ý gian. Bởi vì vàng là vàng của ông, ông hỏi thì phải đưa ngay chứ. Tại sao lại cứ tìm cách chối quanh là thế nào? Được rồi, giờ này chúng nó đang ở ngoài chợ, tối nay tôi sẽ gọi. Chị Kiều sung sướng lắm, làm như mình có phần hồn trong tổng số gần 100 lượng vàng đó. Chị tỉ tê bên tai Khái những lời ca tụng Hương. Bấy lâu nay ông cứ nghĩ oan cho bà, tội nghiệp. Ông phụ lòng tốt của bà đối với ông. Tôi biết là có nhiều người đang đeo đuổi bà đấy, nhưng mà bà chả thèm để ý đến ai. Khái đăm chiêu cúi đầu suy nghĩ. Chị Kiều dè dặt hỏi. Thế tôi gọi bà về nói chuyện với ông nhé. Khái khẽ gật đầu. Chị Kiều liền đứng ngay dậy đi nhanh sang nhà Xuyến. Đúng ra thì chị có thể gọi điện thoại cho Xuyến cũng được, nhưng chị muốn dọc đường kể đầu đuôi cho Hương nghe, để nàng biết rõ tình hình mà xử sự với Khái. Chị lạc quan hy vọng rằng lần này chị sẽ hàn gắn được sự rạn nứt giữa hai vợ chồng. Và nếu Hương lấy lại được 100 lượng vàng thì công lao của chị không phải là nhỏ. Ngồi lại một mình, Khái ưu tư suy nghĩ về nhận xét của chị Kiều đối với Khanh, và rất hy vọng rằng phán đoán của chị Kiều là sai. Dù sao đi nữa thì Khái cũng sẽ thử xem Khanh có máu tham hay không. Điều đó chắc chắn chỉ chiều nay là kết quả. Từ bên nhà Xuyến về, Hương bước vào sân, nhìn Khái dò xét. Thấy Khái không nói gì, Hương ngồi xuống cầm tờ báo quạt cho Khái, nhưng mặt Khái khinh khỉnh quay đi. Hương nói, Em đưa anh tắm một tí cho nó khỏe nhé. Trời nóng quá, không khéo lại sắp mưa rồi. Khái không thèm trả lời, một lúc sau mới hờn dỗi bảo Hương, cái giường của tôi cũng đem bán,
tối nay tôi nằm vào đâu? Thôi, để chốc nữa em đi mua cho anh cái khác, đẹp hơn. Cái giường nó cũ quá rồi, lâu lâu vẫn có dẹp đấy. Còn nếu mà không kịp mua giường mới thì anh cứ nằm tạm giường chị Kiều một tối cũng được cái mà. Chị Kiều vào nhà bưng cái khay nhôm đựng bình trà và hai cái tách nhỏ ra cho Khái và Hương. Chị lật húp cái chậu làm bàn, đặt khay lên đó rồi đưa mắt nhìn Hương làm hiệu. Hương hiểu ý, liền hạ giọng nhập đề, nói nhỏ chỉ vừa để ba người vừa nghe. Chuyện ấy bây giờ anh tính làm sao? Chị Kiều ngồi xổm bên Hương và chen vào. Tôi vừa bàn với ông là muốn thử lòng cô Khanh và cậu Duyệt, thì ông cứ làm bộ đòi hết vàng. Nếu mà họ bằng lòng trả ngay, tức là họ không có ý tham. Chừng đó ông cứ đưa cho vợ chồng cô Khanh giữ cũng được. Còn nếu mà họ cứ kiếm cách thất lần, tức là ông phải đề phòng. Ông bảo là tối nay ông điện cho cô Khanh, làm y như vậy. Hương thở phào nhẹ nhõm, hăm hở hỏi Khái. Thế chiều nay anh có cần em cùng với chị Kiều đi sang nhà con Khanh hay không? Để anh đi một mình, vợ chồng nó tỉ tê vài câu, anh lại siêu lòng giống như hôm nọ. Mà phải sang tận nơi đòi, chứ ngồi nhà điện thì khó khăn lắm. Ờ, thì đi chung luôn cũng được. Thấy chưa, rõ đúng là mua cái vất vả vào thân. Vàng của mình đưa cho người ta, bây giờ đòi lại cũng khó. Khó cái gì mà khó, tại anh không muốn, chứ anh bảo một tiếng là chúng nó phải nghe. Chiều nay anh sẽ lấy về hết cho em xem. Hương đưa mắt nhìn chị Kiều chia sẻ niềm vui, dù là niềm vui chưa trọn vẹn. Nàng giữ nét mặt nghiêm trang, bình thường, để Khái đừng thấy sự háo hức quá của nàng. Ngừng một chút, Khái phân vân hạ giọng hỏi Hương. Nói thế nào với vợ chồng nó để đòi vàng? Tự dưng mới đưa bây giờ lại bắt nó trả cả thì thấy nó cũng hơi kỳ. Câu hỏi này Khái từng nêu ra tuần trước và Hương cũng vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình. Của anh chứ anh vay mượn ai đâu mà ngại. Huống chi anh đã cho nó tới 3 cây vàng rồi, rộng rãi quá chứ còn gì nữa. Nhưng mà nếu anh cần phịa ra một lý do gì, chẳng hạn như là tậu nhà cũng được nữa. Ừ, vậy cũng được. Cứ nói là anh tìm mua căn nhà ngoài phố. Chị Kiều mừng rỡ nhìn Hương rồi đứng dậy bỏ vào bếp để hai vợ chồng nói chuyện. Chị tin rằng chuyến này Hương sẽ đạt được ý nguyện. Sau bữa cơm chiều thịnh soạn, gồm phần lớn những món ăn nấu sẵn ngoài tiệm mua về, trong khi chị Kiều dọn dẹp dưới bếp, thì Hương đẩy Khái lên nhà và nhấc điện thoại quay số gọi Khanh. Khái nói lớn. Khanh đó hả? Đi đâu mà lúc nãy tao gọi mãi chả thấy? Em đi có tí việc. Nghe giọng nói mệt mỏi của Khanh, Khái ngạc nhiên nhận ngay ra dường như có cái gì khang khác. Bình thường từ khi Khái đưa vàng, mỗi lần Khái phone là Khanh reo vui trong điện thoại. Hôm nay thì xỉu lắm, hững hờ đến độ Khái cảm thấy thất vọng. Khái nói. Mày ốm đấy hả? Cảm hay sao mà nói bé thế? Tao qua mày bây giờ nghe không? Tao qua, tao với lại chị mày đón taxi qua bên nhà mày. Anh qua làm cái gì vậy? Có việc gì không anh? Khái không đè nén được cơn giận, gã gắt lên. Con này mày hay nhỉ? Tao qua nhà mày mà mày lại hỏi tao qua để làm gì à? Tao là anh mày, tao thăm mày không được hay sao? Thôi thôi, được rồi. Mà thôi anh khỏi qua nữa. Em cũng đang muốn gặp anh đây này. Anh cứ ở nhà đi, em qua liền bây giờ. Anh đi lại bất tiện lắm. Em đi liền đây. Không có cái gì bất tiện cả. Tao đi taxi qua, có bà Hương với chị Kiều phụ tao. Vợ chồng mày cứ đợi tao ở nhà. Thôi được rồi mà, em qua anh liền. Anh đừng có đi, em qua ngay bây giờ. Khái buông ống nghe xuống đùi, ngẩng lên nhìn Hương từ nãy đến giờ đứng phía sau vẫn đang trố mắt theo dõi. Khái nói nhỏ. Con Khanh nó đòi qua đây. Vợ chồng nó qua đây cũng được, nhưng mà phải mang tất cả vàng trả lại cho anh. Dứt khoát bảo nó phải mang tất cả trả anh. Khái gật đầu rồi nhấc điện thoại lên và bảo Khanh. Thằng Duyệt đâu? Cả mày và nó cùng sang đây. Tao muốn gặp cả hai đứa. Nhưng nhớ là phải mang tất cả sang cho tao. Mang tất thì trừ 3 cây tao cho mày thôi. Vâng, thì để em sang gặp anh rồi nói chuyện. Không có nói chuyện gì cả. Tao bảo sao mày cứ làm y như vậy. Đến lúc này thì Khái không còn do dự nữa, không còn phải chờ Hương nhắc nhở nữa. Gã thấy đúng như lời chị Kiều đã cảnh giác. Có cái gì mờ ám trong đầu vợ chồng Duyệt, cho nên mỗi lần Khái mở miệng đòi vàng là đều gặp khó khăn. Vì Khanh kiếm cớ hoãn binh, gã nhắc lại với Khanh. Mày qua liền đi, tao chờ. Nhớ mang trả tao tất cả, nghe chưa? Vâng, em qua liền, khổ quá, em đi ngay bây giờ. Khái gác điện thoại, quay sang Hương, mặt hầm hầm nhắc lại.
cái con phải gió. Mình bảo mình qua nhà nó lại hỏi anh qua làm gì. Mới cách đây mấy hôm thì thân thất nói cười, hôm nay bỗng dưng nói chuyện nhạt như nước ốc. Chị Kiều từ dưới bếp mon men đi lên, lo lắng đưa mắt nhìn Hương. Hương đẩy chồng ra sân và ưu tư bảo. Em thấy có cái gì nó kỳ cục lắm anh à. Nhưng mà thôi, cứ để lát nữa xem sao. Còn nó ăn nói làm sao chứ. Cần nhất là em phải cương quyết nhé, đừng có như lần trước. Rồi Hương để Khái ngồi đó quay vào nhà. Chị Kiều dè dặt bảo Hương. Ông bà đòi sang nhà cô Khanh, mà cô Khanh không bằng lòng, lại tự ý sang đây thì tôi sợ chuyện không lành. Đời nào cô ấy mang vàng sang giả lại cho ông bà, chắc chắn lại kiếm cớ này cớ kia lại khất lần ấy. Hương cũng mơ hồ cảm thấy như thế, nhưng biết làm sao bây giờ. Nàng nói, thôi cứ để xem nó ăn nói như thế nào đã. Nếu nó không mang vàng trả lại cho tôi thì cả nhà mình đi theo nó về nhà lấy cũng được kia mà. Ba người lóng ngóng chờ khoảng một tiếng đồng hồ thì Khanh đến. Cô xuống xe ôm đi nhanh vào sân, nét mặt nhợt nhạt như người mất hồn. Đến bên Khái, cô ngồi thụp xuống bên cạnh và mếu máo khóc ngay. Anh ơi, anh Duyệt bỏ đi mất rồi. Mày nói cái gì? Thằng Duyệt đi đâu? Em đâu có biết, được đi 4 hôm nay rồi. Đi đâu thì nó cũng phải về chứ, vợ con làm sao nó bỏ được. Nhưng mà tao không cần thằng Duyệt. Tao dặn mày là mang trả tao đầy đủ. Mày có mang vàng sang hay không? Dứt câu, Khái lăn xe vào hẳn trong nhà. Vì thấy dăm ba người đứng hóng mát bên con hẻm đối diện đang chăm chú nhìn sang theo dõi. Có thể họ chỉ vô tình nhìn anh em Khái, nhưng Khái sợ họ nghe được câu chuyện đòi vàng của mình, nên gã thấy cần phải kín đáo hơn. Vừa vào tới phòng khách, Khái nhắc lại, mày có mang vàng trả tao hay không? Làm gì mà còn mà trả? Anh Duyệt anh lấy hết đi rồi, lấy tất cả anh trốn đi rồi. Cái gì? Thằng Duyệt ăn cắp hết rồi à? Thật không? Thôi, thôi thế là mày giết tao rồi Khanh ơi, mày giết tao rồi. Khanh càng khóc lớn, hai tay ôm lấy vai Khái. Khái lắc đầu, não nuột than. Ôi trời ơi, thế này thì bỏ mẹ rồi. Rồi Khái ngoẹo đầu sang một bên á khẩu, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hai dòng nước mắt từ từ chảy trên má. Ngay từ lúc Khanh xuống xe ôm, Khái đã để ý thấy em gái mình đi tay không, làm gã giật mình lo ngại. Nhưng Khái chỉ tưởng rằng Khanh lại giở trò câu dở, chưa muốn trả vàng cho Khái, chứ không bao giờ Khái có thể hình dung nổi toàn bộ gia tài đã bị mất cắp. Bây giờ thì rõ ràng cả hai anh em cùng trắng tay. Hương và chị Kiều từ dưới bếp đi lên, choáng váng nhìn Khanh quỳ bên Khái nức nở khóc. Hương đưa mắt nhìn chị Kiều, chị Kiều khẽ lắc đầu, biểu lộ cùng một ý nghĩ như nhau. Cả hai đều tin chắc đây chỉ là một màn kịch hai vợ chồng Khanh dàn cảnh để cướp gia tài của Khái. Hương tiến lại nghiêm mặt hỏi Khanh. Chú Duyệt bỏ đi từ bao giờ? Khanh ngẩng lên đáp. Dạ, 4 bữa rồi chị ơi, từ hôm thứ tư. Hương gay gắt vặn lại. Từ hôm
thứ tư. Tại sao từ hôm đó tới giờ cô không báo cho anh Khái biết? Khanh sột sùi nói. Thì tại vì em cứ tưởng là anh ấy đi nhậu với bạn bè, thế nào cũng quay về, ai ngờ anh ấy đi luôn. Chị Kiều chen vào. Rồi từ hôm đó tới bây giờ bà chưa báo công an à? Khanh lắc đầu. Hương bực bội quát lên. Thế giả như hôm nay mà anh Khái không gọi cô thì chắc là cô vẫn không gọi anh Khái để cho biết là chồng cô ôm hết vàng của anh Khái trốn đi à? Giả như một năm nữa anh Khái mới đòi vàng thì cô vẫn cứ giấu chuyện này à? Như vậy thì làm sao chúng tôi tin cô được? Vợ chồng cô toa dập với nhau chứ còn cái gì nữa? Quay sang Khái, Hương bảo. Anh đừng có tin nữa. Chắc chắn vợ chồng đồng lõa chứ không thể do một mình thằng Duyệt được. Khanh càng khóc lớn hơn. Em thề với anh chị là em không có ý gian. Tất cả đều do nhà em cả. Hương càng nóng nảy hơn, nàng nhấn mạnh. Cô không có ý gian mà tại sao lần nào nhà tôi gọi ra ngỏ ý đòi vàng, cô đều kiếm cách thoái thác không chịu trả. Vàng của vợ chồng tôi gửi cô, 2-3 lần nhà tôi sang đòi, cô đều chần chừ không chịu trả. Tại sao như vậy? Đã thế cô lại còn đặt điều nói xấu tôi nữa. Rõ ràng cô âm mưu cướp tài sản của vợ chồng tôi ngay từ phút đầu. Bây giờ cô còn nói cái gì nữa? Cô bịa đặt với anh Khái là tôi theo trai vào khách sạn để anh Khái đừng đưa vàng cho tôi. Như vậy không phải là cô âm mưu ăn cướp là cái gì? Cô còn chối nữa à? Rồi quay sang Khái, Hương gằn giọng cho rõ từng chữ. Anh, bây giờ anh với em ra công an, khai thẳng với công an là em gái anh ăn cắp 100 cây vàng, có chị Kiều làm chứng. Anh cứ để công an điều tra lấy lại vàng cho anh. Anh hứa với công an là xong việc này, biếu họ vài cây vàng bồi dưỡng là họ làm đến nơi đến chốn à? Đi, anh đi với em ra gặp em Bửu ngay bây giờ. Em sẽ nói chuyện với anh Bửu. Khanh sợ hãi lê lại, ngồi xuống cái ghế đọc ngay bên chân Hương, ngước mắt lên nhìn nàng. Căn phòng khách trống trơn vì đồ đạc Hương đã bán hết, phải mang mấy cái ghế gỗ từ dưới bếp lên để ngồi tạm. Khanh khổ sở bảo Hương. Trời ơi, chị nói thế oan cho em. Em đâu có ý đó đâu. Tất cả đều do anh Duyệt mà ra cả. Em đâu có ngờ là anh ấy khốn nạn đến như thế. Ngay cả chuyện vụ oan cho chị á, cũng do anh ấy đầu têu ra chứ đâu phải là em. Khổ cho em. Em đâu có ngờ là thằng chồng em nó mất dạy đến như vậy. Khái hùng hổ lăn xe tới như sắp sửa tát vào mặt em gái. Gã quát lên. Nhưng tao đã dặn đi dặn lại mãi là mày phải giấu kín. Chỉ một mình mày được biết thôi. Tại sao mày cho thằng Duyệt biết là tao gửi vàng mày? Khanh quay sang Khái, giơ hai bàn tay và sụt sùi phân trần. Cái đó mà anh cũng trách em đó ạ. Chính anh sang ở nhà mấy hôm, anh cho mới biết chứ đâu phải là em. Với lại giấu làm sao được. Anh ở bên nhà em cả mấy ngày rồi, nhà thì bé còn con. Anh với em nói chuyện gì mà chồng em chả nghe thấy. Thôi thì bây giờ anh chị cứ báo công an cho công an nó lùng bắt ông ấy đi. Có chồng như thế em nhục nhã lắm. Nhưng mà em chỉ xin anh chị hiểu cho lòng em thì em đội ơn anh chị lắm. Giờ này khi nói câu ấy, quả thật trong thâm sâu, Khanh còn cảm thấy ê chề hơn cả Hương và Khái nữa. Khanh nhớ rất rõ sáng thứ tư, Duyệt đưa con đi học rồi chở Khanh ghé hiệu phở. Trước khi ra tiệm guốc, vợ chồng lúc này yêu đời lắm, ăn xài rộng rãi y như đã nắm chắc trong tay một gia tài khổng lồ. Thuở trước chưa có vàng Khái gửi, năm thì 10 họa mới dám bước vào hiệu phở. Ăn sáng thường nhật chỉ là gói xôi hay củ khoai luộc. Bây giờ thì rủng rỉnh tiền bạc, tiêu xài mạnh bạo ít đắn đo. Dù rằng thật sự hai người vẫn nghèo như xưa. Phú quý sinh lễ nghĩa, Duyệt bỗng chốc trở nên lịch sự và ân cần với vợ, khác hẳn thời còn Hàn Vi. Ăn phở xong, Duyệt rót nước trà cho vợ. Khanh mở bóp đếm tiền trao cho Duyệt rồi bảo. Dép cao su số nhỏ hết sạch rồi nhé. Anh lấy độ 3 đôi. Xăng đan thì mỗi số 1 đôi thôi, từ 37 đến 42. Nhưng mà nhớ phải trả giá đấy. Mấy con mẹ chợ Sài Gòn nói thách lắm. Duyệt cất tiền vào túi, âu yếm nhìn vợ cười thoải mái. Anh đi mua hàng đã mấy năm rồi, em lại còn phải dặn anh trả giá. Anh biết chứ. À mà nhân tiện xuống chợ Sài Gòn, em xem có lấy bóp luôn không? Thì lấy vài cái cũng được, nhưng mà đừng có lấy bóp ra nhé. Tiệm mình thì toàn khách bình dân, lấy cái loại rẻ tiền bằng simili á, đừng lấy ra thật, không ai mua đâu. Duyệt cẩn thận nhẩm lại tất cả những món hàng vợ dặn. Gã vừa đốt điếu thuốc thì Khanh lại rộng. Thôi, cho em ra mở cửa tiệm, trễ rồi. Duyệt ngoan ngoãn đứng ngay dậy, rít vội vài hơi thuốc rồi quăng ra lề đường. Mấy hôm nay, Duyệt tỏ ra yêu đời và chiều vợ lắm. Vợ nói gì cũng nghe ngay.
Duyệt đẩy Honda ra, đạp máy và ân cần nhắc vợ: lát nữa em nhớ mua cái gì cho các con, tội nghiệp chúng nó, thằng Quyết lúc nào cũng chỉ thèm ăn giò. Khanh gật đầu cảm động. Về đến tiệm, Khanh leo xuống, Duyệt chở đầu xe sang số hướng về phía Sài Gòn. Khanh vừa mở khóa cánh cửa sắt, vừa nói vối theo: này nhớ về sớm nha anh. Duyệt ngoái cổ lại mỉm cười gật đầu rồi phóng vọt đi. Khanh vui vẻ ngó theo, còn thấy cánh tay trái Duyệt đưa lên vẫy vẫy như thủa hai người mới hẹn hò. Cái jacket da màu đen của Duyệt không cài nút, để hai vạt áo phất phới bay theo gió khi Duyệt cúi rạp người lao vụt đi. Thường thì mỗi tuần Duyệt đi mua hàng một lần, và lần nào Duyệt cũng lợi dụng thì giờ ghé vào quán bia ôm hay động mãi dâm trá hình để giải sầu. Nhưng riêng hôm nay thì Duyệt không thúng xuống thẳng chợ Sài Gòn, cũng không tìm nơi giải trí, mà chạy thẳng về nhà. Nhà Duyệt giờ này dĩ nhiên không có ai. Duyệt dựng Honda ngoài sân, khóa lại cẩn thận rồi vô nhà khép cửa, cài thêm trong cho thật an toàn. Gã đi thẳng xuống bếp, mắt lấm lét nhìn quanh, mặc dầu biết chắc chẳng có ai rình rập. Gã mở cánh cửa cầu tiêu bước vào và lại cẩn thận khép cửa. Khúc rẽ cuộc đời Duyệt chính là mấy phút trong căn nhà cầu chật chội, quanh năm bốc mùi khó chịu này. Duyệt ngửa cổ trông lên, trên nóc cầu tiêu có mấy miếng ván dày bắc ngang, dùng làm kệ để những thứ lặt vặt tuy chẳng dùng đến bao giờ nhưng không nỡ vứt đi. Chẳng hạn vài cái nồi cũ, cái gối mây, cái radio không còn ruột. Lẫn trong mớ đồ đạc phế thải ấy có một thứ thật quý, đó là ba hộp vàng của Khái mà Khanh giấu trên đó. Tuần trước khi mới nhận vàng về, Khanh để tạm một hộp trên bàn thờ dưới bát nhang, hai hộp kia thì nhét trong thùng gạo. Khi Khái đến đòi lần thứ nhất, Duyệt sợ vợ yếu lòng trả lại nên lặng lẽ lôi ra từ thùng gạo vùi dưới đống củi. Khái về rồi mọi chuyện êm xuôi, Duyệt mới moi lên trao hết cho vợ và để mặc vợ phụ trách việc cất giữ lâu dài. Duyệt không muốn xí vào, bởi vì dù sao đối với Duyệt cũng là người ngoài. Duyệt ra vẻ hững hờ bảo vợ: em để đâu thì để, nhưng để đâu thì phải nhớ. Bất thần mà anh Khái có hỏi đến thì phải trả ngay cho anh ấy. Khanh đi một vòng quanh nhà, tham quan mọi góc cạnh rồi quyết định giấu trong cầu tiêu. Duyệt ở nhà trên làm bộ đóng lại cái ghế gãy chân, nhưng mắt vẫn lấm lét theo dõi từng động tác của vợ. Nhà nhỏ như cái bát úp, ngóc ngách nào mà Duyệt không biết. Bởi vậy chẳng cần hỏi, Duyệt cũng đoán chắc vợ mình để vàng trong nhà cầu. Những ngày kế tiếp, Duyệt ít khi nhắc đến số vàng của Khái. Khanh có vô tình gợi đến, Duyệt cũng chỉ ậm ừ làm như không bận tâm. Gã thường bảo: anh Khái tin em mà giao vàng cho em, anh cũng thấy an lòng. Em giữ thì còn, chứ lọt vào tay bà Hương thì chỉ nay mai là anh Khái sẽ khóc hận. Thậm chí Duyệt còn vờ vịt làm như không biết Khanh giấu vàng trong cầu tiêu, cho nên gã nhắc lại: vàng của anh Khái em nhớ cất ở chỗ nào thật cao, thật kín, và cần nhất là để ở chỗ cao để các con nó không với tay tới. Trẻ con nhiều khi nó vô tình. Em biết rồi, anh yên chí, em cất kỹ lắm. Nói chung Khanh vừa sống lại được những ngày rất hạnh phúc. Tiền bạc dư giả, dù là tiền của người khác, nợ nần đã thanh toán xong. Nhất là Duyệt tỏ ra chí thú làm ăn, gắn bó với vợ con, giảm hẳn những buổi nhậu, quên cả giờ giấc. Nhưng quãng thời gian hạnh phúc ấy diễn ra quá ngắn. Hôm nay là ngày mà Khanh không ngờ đời mình vừa bước sang một khúc quanh bi thảm. Giao tiền cho chồng đi mua hàng ở chợ Sài Gòn, Khanh cứ ngồi ở tiệm guốc dài cổ mà chờ. Thường thì mọi chuyến sắm hàng như thế chỉ mất vài tiếng đồng hồ, Duyệt đã trở lại. Hôm nay Khanh đợi đến gần giờ đóng cửa, Duyệt vẫn chưa về. Về làm gì nữa, bởi Duyệt có đi mua hàng đâu mà về. Gã về nhà vào thẳng cầu tiêu, lôi ra cả ba hộp vàng đổ xuống. Bốn túi quần và hai túi áo jacket, Duyệt chia vàng ra, nhét đầy vào. Phần còn lại, Duyệt bỏ hết vô cái túi Adidas treo ở ghi đông xe cùng vài thứ lặt vặt. Xong rồi, Duyệt cẩn thận ra sau nhà, bốc đất sỏi nhét vào ba cái hộp biscuit rỗng và lại đặt lên nắp cầu tiêu ở đúng vị trí cũ. Gã đứng trong bếp, nhìn quanh căn nhà mũi bay vo ve, rồi bước nhanh ra sân. Suốt mấy đêm vừa qua thao thức, Duyệt thấy không thể ở lại bên vợ con được nữa. Với số vàng gần 100 cây, chân trời hoa mộng sẽ mở ra cho Duyệt, tràn đầy rượu và gái.
Cơ hội ngàn vàng này không dễ gì Duyệt gặp được. Bởi vậy Duyệt quyết định ra đi. Ngồi trên Honda, gã còn quay nhìn một lần nữa mái ấm 10 năm của gã trước khi sang số, bắt đầu một cuộc hành trình không hẹn ngày tái ngộ. Buổi chiều, Khanh nóng ruột đóng cửa tiệm sớm hơn nửa tiếng rồi đón xe ôm phóng về nhà. Hai đứa con đã tan học từ lâu, ngồi chơi thơ thẩn ngoài sân vì không có ai mở cửa cho vào nhà. Khanh sửng sốt hỏi: "Ủa, thế bố mày không coi nhà? Đi đâu từ sáng đến giờ không biết nữa." Rồi Khanh vừa mở cửa vừa than: "Lại lê la nhậu nhẹt chứ đi đâu nữa. Khổ quá. Mấy hôm tưởng chưa rồi, hóa ra lại chứng nào tật nấy." Rồi ba mẹ con ăn cơm tối, coi tivi và lên giường ngủ. Duyệt vẫn biệt tâm. Khanh luôn miệng càu nhàu bực bội, dù rằng việc chồng cô đi nhậu ban đêm không phải là chuyện lạ. Chờ hai con ngủ say, Khanh lại rón rén ra mở cửa, ngóng ngóng nhìn theo hai bên con hẻm, để rồi thất vọng trở vào. Thêm một ngày nữa, rồi một ngày nữa, thứ năm và thứ sáu, Duyệt vẫn vắng nhà, Khanh mới bắt đầu lo. Cô gọi điện thoại cho vài nơi quen biết, những khuôn mặt đỏ gay, thường ngồi chung bàn nhậu với Duyệt. Chẳng ai biết Duyệt ở đâu. Khanh mếu máo gọi sang nhà Khôi, người anh kế của Khanh để hỏi thăm. Nhưng dĩ nhiên Khôi cũng chẳng biết gì, vì giữa Khôi và Khanh bình thường tuy có gắn bó, nhưng Duyệt thì rất ít sang đây. Cô toan gọi cho Khái nhưng lại gạt đi vì sợ Khái nổi cơn thịnh nộ. Bước sang ngày thứ tư, Khanh bắt đầu nhỏ lệ vì linh cảm thấy chuyện bất thường đang xảy đến với mình. Không lẽ Duyệt đi chợ Sài Gòn rồi gặp tai nạn xe cán chết mà đã ba hôm không ai biết hay sao? Chuyện ấy vô lý quá, chắc chắn chỉ có thể kết luận là Duyệt bỏ đi. Khanh nằm chăn trở, gần trọn đêm tự đặt ra hàng chục câu hỏi trong đầu và thấy câu nào cũng vô lý theo cách nhìn chủ quan của cô. Cô đứng nhìn quanh căn nhà quạnh hiu và nước mắt bỗng dưng trào ra. Cô tự hỏi, bao nhiêu năm nay túng thiếu, vợ chồng khăng khít bên nhau, tại sao bây giờ nợ nần đã trả xong lại ôm cả đống vàng Khái gửi mà Duyệt vẫn bỏ đi? Khanh ngẫm nghĩ mãi không tìm ra lời giải đáp. Cô lấy khăn, nhúng nước lau mặt, rồi hỏi hai con cũng vừa thức giấc: "Chúng mày ở nhà chơi hay ra tiệm với mẹ?" Thằng Quyết đòi ở nhà, em nó thì đòi theo mẹ. Hai anh em vừa ăn xôi vừa cãi nhau. Khanh vào nhà cầu đi tiểu, ngước nhìn lên tấm ván bắc ngang nóc. Theo thói quen, ba cái hộp bánh biscuit vẫn nằm yên chỗ cũ. Cô bước ra và bảo hai con: "Hay thôi đi, cứ ở nhà. Chiều mẹ đóng cửa về sớm, ở nhà xem bố mẹ điện thoại về không." Dứt lời, Khanh đứng tần ngần một lúc, rồi chẳng hiểu do động lực nào thúc đẩy, cô quay vào nhà cầu, lôi một hộp vàng xuống coi lại cho chắc. Không muốn để các con thấy, Khanh khép cửa nhà cầu và mở hộp biscuit. Cô thét lên một tiếng hãi hùng và buông rơi cái hộp xuống chân. "Ôi giời ơi, tôi chết tôi rồi." Đất khô trộn với sỏi đá văng tung tóe. Khanh cuống quýt vói tay lên, lấy nốt hai hộp kia, đôi tay run run mở nắp, và mỗi lần mở là mỗi lần kêu lên thất thanh. Hai đứa con nghe mẹ kêu cũng chạy vào, ngơ ngác nhìn ba cái hộp biscuit cùng với đất cát trải đầy cầu tiêu. Khanh lảo đảo bước ra, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào vách tường và ôm mặt vật vã khóc. Giờ này thì cô mới hiểu được tại sao Duyệt vắng nhà mấy hôm nay. Thằng chồng phản bội của cô đã lấy hết vàng và trốn đi biệt tích với ai rồi. Trời cao đất dày ơi, tôi đâu ngờ là nó khốn nạn như thế này. Cùng với câu nói ấy, bao nhiêu thương nhớ mấy hôm nay bỗng chốc biến thành căm hận ngút trời. Cô nghĩ nhanh đến Khái và càng tội nghiệp cho ông anh bất hạnh của mình, giờ này trắng tay chỉ vì tin ở Khanh, giao hết tài sản cho Khanh. Hai đứa con đứng sớ rớ bên cạnh, nhìn mẹ ngồi khóc không hiểu nguyên cớ gì, nhưng không đứa nào dám hỏi. Thằng Quyết lấm lét bỏ ra sân, trước khi đi còn len lén bốc theo nắm xôi. Con em gái nán lại ngồi xuống bên mẹ. Bố mẹ nó đôi lúc vẫn cãi nhau là chuyện thường, nhất là mỗi khi Duyệt vui bạn bè đi nhậu quên giờ giấc. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nó thấy mẹ ngồi khóc thảm thiết, tưởng chừng như bố nó vừa chết bất đắc kỳ tử. Con bé dè dặt nắm bàn tay mẹ. Khanh ôm con vào lòng và tấm tức hơn: "Con ơi, mẹ con mình khổ rồi con ơi." Một lúc sau, Khanh buông con ra, ngồi im như pho tượng, đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào bức tường đối diện. Mặt Khanh lem luốc đất cát. Cô không khóc nữa mà tự nhủ lòng phải nhìn vào thực tế để xem nên giải quyết vấn đề như thế nào.
điện thoại ngay báo tin cho Khái biết, hoặc đón xe ôm chạy qua nhà Khái thú nhận chuyện đã lỡ. Không được, Khanh sợ lắm. Cả một đống vàng, cả một núi của giữa thời buổi gạo châu củi quế này, Khái có thể tự vẫn ngay khi biết toàn bộ tài sản vừa tan theo mây khói. Khanh nhấc ống điện thoại lên rồi lại phân vân đặt xuống và ngồi khóc rưng rức trên chiếc ghế ni lông đã cũ rích. Khanh không thể ngờ được đời mình lại gặp phải thằng đàn ông khốn nạn là Duyệt, mở miệng ra nói toàn chuyện nhân nghĩa mà bụng dạ đầy những toan tính cướp đoạt của người khác. Cô tự cảm thấy mình đang phạm một tội tày trời, Khái không thể nào tha thứ được, cho nên cô cứ đành lờ đi được ngày nào hay ngày ấy. Biết đâu chẳng có một phép lạ nào giúp cô tìm ra Duyệt. Cô nôn nao đi ra đi vào một lúc rồi lấy xe đạp chạy lung tung, ghé bất cứ nhà nào có người từng ăn nhậu với Duyệt trước đây để nhờ họ lùng kiếm tông tích. Dĩ nhiên chẳng ai biết, bởi Duyệt đâu có dại mà lai vãng gần nhà trong khi đã có gần 100 cây vàng. Sau một ngày dài mệt mỏi thăm hỏi, Khanh đạp xe về ngồi bệt ngoài thềm. Hai đứa con bu lại xin tiền mua bắp nướng. Khanh đờ đẫn không đáp. Khanh hững hờ móc túi áo rút ra một nắm tiền cho hai con, rồi cứ ngồi yên như pho tượng, mặc cho đàn muỗi vo ve bay quanh. Mãi đến khi hai đứa bé ồn ào từ ngoài đường mang bắp nướng về, Khanh mới đứng dậy vào nhà, đi thẳng xuống bếp. Vừa lúc ấy có tiếng phone reo, thằng Quyết nhấc lên rồi gọi lớn: "Mẹ ơi, bác Khái, nhanh lên mẹ ơi, bác Khái gọi." Khanh lo lắng chạy lên, run run đỡ ông nghe. Khái đòi sang gặp Khanh, lại có cả Hương đi theo. Khái và Hương cùng sang thì chắc chắn chỉ để nói chuyện vàng. Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, Khanh đành tự ý qua nhà Khái và thú thật một lần cho xong. Nghe những lời kể lể đẫm lệ của Khanh, Khái ngồi lặng trong xe, lắc đầu sang một bên, giận ứ lên tới cổ nhưng không biết nói gì hơn. Nếu quả đúng như vậy thì đời Khái đang bước vào một ngõ tối vô định. Chỉ riêng Hương thì vẫn tin là vàng chưa mất, vẫn tin rằng Khanh toa giặc với chồng, giấu vàng ở nhà rồi làm bộ khóc lóc để nuốt trọn tài sản của Khái. Nàng nghĩ dù Duyệt có máu tham thì cũng chỉ dám lấy vài chục cây, chứ không thể liều lĩnh ôm trọn cả ba hộp. Bởi vậy Hương bảo Khanh: "Không thể nào như thế được. Thôi không có nói lời thôi gì hết á. Bây giờ cô đưa chúng tôi về nhà, tìm kỹ trong nhà xem mà chú ấy có giấu chỗ nào nữa không mà cô không biết." Dứt lời Hương bảo chị Kiều: "Chị chạy ra ngõ đi, gọi các taxi vào đây." Khanh thành thật đáp: "Vâng, em mời anh chị qua nhà em. Em cũng mong tìm lại được vàng để em khỏi có mang tội với anh Khái. Nếu mà tìm lại được, anh Khái gửi em một lượng em cũng không dám giữ nữa. Em đâu có ngờ chồng em nó khốn nạn như vậy." Bấy giờ Khái mới quát lên: "Thằng chồng mày nó khốn nạn từ lâu rồi. Mở mồm ra là nói chuyện nhân nghĩa, nhưng tao hỏi mày, nó trốn đi từ hôm thứ Tư, tại sao mãi đến hôm nay mày vẫn không cho tao biết? Tao không gọi điện thoại cho mày thì mày lờ luôn có phải không?" "Thì em đã nói là ông ấy trốn đi từ hôm thứ Tư, nhưng mà em cứ tưởng là ông ấy đi nhậu với bạn bè rồi ham vui không chịu về. Trước đây thỉnh thoảng nhà em cũng có vắng nhà một hai đêm, uống say rồi lăn ra ngủ ở nhà người ta. Thì anh còn lạ cái gì nữa? Đàn ông thì ai có chả có lúc ham vui, cho nên em đâu có để ý. Mãi đến sáng nay này, có người đến gọi em mua nhà, em lôi ba hộp vàng xuống kiểm tra thì mới phát hiện là mất hết rồi, chỉ còn toàn là đất với cát thôi." Hương gạt đi: "Thôi cô đừng có nói nữa, rõ ràng vợ chồng cô âm mưu ngay từ đầu mà, đặt điều nói xấu tôi đủ thứ với anh Khái rồi, để anh Khái đừng có ra vàng cho tôi, cô còn chối cái gì nữa?" Khanh khổ sở phân trần: "Trời ơi, bây giờ chị có chửi em cũng đành chịu, chứ em không có biết nói thế nào cho chị tin lòng em nữa. Việc này hoàn toàn là do chồng em, chứ em không có một ý gian nào hết." Khanh vừa dứt lời thì chiếc taxi đến trước cửa. Chị Kiều bước xuống, phụ Hương đỡ Khái lên xe. Khanh chui vô ngồi phía trước, Hương khóa cửa nhà rồi vào ngồi bên cạnh Khái. Phía bên kia là chị Kiều. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi con hẻm lúc mặt trời đã lặn hẳn, sau dãy nhà đối diện và con phố chính đã bắt đầu lên đèn. Đến nhà Khanh, chị Kiều và Hương đỡ Khái vào đặt ngồi ở salon. Thằng Quyết đang xem tivi vội vàng lôi em gái đứng dậy, khoanh tay chào một người thân tuy khỏe nhưng rất phú quý mà bố mẹ nó thường ca ngợi. Khanh bật hết mọi ngọn đèn trong nhà, đồng thời quát thằng con bê cái quạt máy ra, mở hết tốc lực chiếu thẳng vào người Khái để đuổi muỗi. Rồi Khanh hướng dẫn Hương và chị Kiều
bắt đầu cuộc hành quân lục soát toàn diện căn nhà, mà chạm đầu tiên là cầu tiêu. Khanh chỉ ba cái hộp còn nằm nguyên trên nền nhà, giữa đống đất cát văng vãi và cát nghĩa. Đây này, em cất cả ba hộp trên này này. Sáng nay mở ra, em mới biết là mất hết. Thì có ai ngờ là ông quỷ quái đến như vậy, lấy hết vàng rồi còn đổ đầy đất vào. Khanh vừa dứt lời thì từ nhà trên có tiếng Khái vọng xuống. Hay là thằng Duyệt nó giấu chỗ khác, lục hết cả nhà xem thế nào. Vâng vâng vâng, em lục hết mà. Hôm anh mới giao á, thì em để một hộp trên bàn thờ dưới bát nhang, hai hộp kia thì em nhét vào lu gạo. Cái hôm mà anh Khái ở đây với chúng em nè, mấy hôm sau về thì em lại gác lên nắp cầu tiêu, vì em sợ để dưới đất á, trẻ con nó vô tình lục ra hết. Em đâu có ngờ là... Hương và chị Kiều bước ra khỏi nhà cầu, đảo mắt nhìn quanh rồi bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách trong bếp. Để chứng tỏ lòng thành, Khanh cũng tiếp tay mở từng cái hũ, từng cái nồi, lật tung cả đống củi. Hết nhà bếp lên đến nhà trên, dưới gầm giường, trong ngăn tủ, trên bàn thờ, trong áo gối. Dĩ nhiên chả có gì, bởi Duyệt đã ôm đi hết. Hương ra phòng khách nhìn Khái lắc đầu tuyệt vọng. Thấy thằng Quyết đứng sớ rỡ bên cạnh, Hương vẫy nó lại gần và hỏi nhỏ. Này, bố cháu đi từ hồi nào đó? Thằng Quyết từ nãy đến giờ lo lắng nhìn người lớn lục soát, không hiểu họ tìm gì, nhưng đoán là có chuyện nghiêm trọng lắm. Nghe Hương hỏi, nó sợ hãi khoanh tay đáp lại từng câu rất tỉ mỉ và rành rẽ. Hương thở dài xua tay bảo. Thôi được rồi, cháu ra sân chơi đi. Những câu trả lời của thằng bé cho Hương thấy là Khanh nói thật, bởi đều đúng với những lời Khanh đã kể với Khái. Khanh nói thật, có nghĩa là Khái và Hương đến ngày tàn rồi, bởi toàn bộ số vàng không còn trong căn nhà này nữa. Thủ phạm tuy chỉ là một mình Duyệt, nhưng dù sao đi nữa thì Khanh vẫn có tội, bởi đã toa dập với chồng, bịa đặt chuyện xấu xa cho Hương, khiến Khái ngờ vực mà giao hết vàng cho Khanh. Nhưng xét cho cùng thì thảm kịch xảy ra hôm nay vẫn là do Khái. Khái phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Khái ngồi trên ghế theo dõi mẩu đối thoại giữa Hương và thằng Quyết, cũng thấy là Khanh nói thật. Đến giờ này, Khái mới đau đớn nhìn ra đời mình bắt đầu tàn trong ngõ hẻm. Gã cất tiếng gọi. Khanh ơi, lên ta bảo. Khanh và chị Kiều đang lục lọi lần thứ hai dưới nhà bếp vội ngừng tay chạy lên. Khái nói. Như vậy là mất thật rồi. Đã đến nước này thì sáng mai tao với mày cùng ra công an. Mày không muốn rắc rối thì phải khai hết. Tao sẽ khai rằng tao giao cho vợ chồng mày 100 cây vàng để nhờ mua nhà. Chưa kịp lấy nhà thì thằng chồng mày ăn cắp và trốn đi. Cái ông gì định bán nhà cho mày đấy, mày nên nhờ ông ấy đứng ra làm chứng là có ý mua nhà thật. Còn chị Kiều thì sẽ làm chứng là tao có giao ba hộp vàng cho mày trước mặt chị Kiều. Nhớ chưa? Bây giờ tao về. 8 giờ sáng mai có mặt ở nhà tao. Nhớ mang theo vài bức hình chụp của thằng Duyệt để công an in lệnh truy nã.
Tối hôm qua khi vợ chồng Khôi ra về rồi, cả nhà Khái như bao phủ một màu tang ngút trời. Hương không nói lời nào với Khái, không tỏ một thái độ gì đối với người chồng ngu muội. Nỗi im lặng tuyệt vọng của nàng làm Khái khổ sở vô cùng. Khái ngồi chết điếng trong xe lăn giữa căn nhà trống vì đồ đạc đã bán hết. Hương đứng dưới bếp nhỏ to với chị Kiều một lúc khá lâu rồi mới đánh răng rửa mặt lên lầu. Chị Kiều căng cho Khái cái mồng cá nhân trên nền nhà rồi lặng lẽ xuống bếp. Khái khổ sở lăn xe theo và ngậm ngùi nói: "Ôi trời ơi, rõ là sai một ly đi một dặm. Thật, ở đời chẳng bao giờ học được chữ ngờ." Chị Kiều đã chán ngấy con người Khái nên không thèm nói gì, chỉ mạnh tay rũ cái chiếu nhỏ cho sạch bụi theo thói quen trước khi lên giường. Khái lại thêm: "Tôi mà bắt lại được thằng Duyệt thì tôi băm nó ra làm trăm mảnh." Chị Kiều đang trải chiếu, ngừng tay quay lại nhìn Khái bằng ánh mắt oán trách, chút hết nỗi uất hận trong lòng. "Ông nói thế cũng như không, góc bể chân trời. Làm thế nào mà bắt lại được khi người ta cố tình bỏ trốn? Bắt lại được thì còn nói chuyện gì nữa. Bà với tôi van lại ông biết bao nhiêu lần, bảo Long giữ vàng lại. Ông không muốn giao cho bà thì cứ giữ lấy một mình, chứ ai lại đem nó cho người khác. Đồng tiền nó liền khúc ruột, ông mất sạch cả rồi. Bây giờ bảo là không học được chữ ngờ. Sao lại không học được chữ ngờ? Cái xã hội này người ta lừa nhau nhăn nhản, hàng ngày ông đọc báo ông không thấy sao mà ông bảo là ông không ngờ." Trên lầu, Hương vừa vào giường nằm với con, nghe giọng chị Kiều khá lớn dưới nhà, vội chạy ra cầu thang nói vọng xuống: "Thôi ngủ đi chị Kiều ơi, hoài hơi, đừng nói nữa." Chị Kiều thở dài bảo Khái: "Ôi giời, thôi ông lên nhà đi, tôi đi ngủ đây." Rồi không chờ Khái chở đầu xe lăn, chị buông mùng chui vào và vói tay tắt đèn. Chị nằm chăn trở nghe tiếng ho của Khái, tiếng lục đục của Hương trên lầu. Cả ba cùng thao thức, cùng đau buồn. Quá nửa đêm chị ngồi dậy đi tiểu, còn nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ của Hương trên gác. Chị đoán là Hương không ngủ được, thơ thẩn ra ngồi ngoài ban công chờ sáng. Khi những tiếng giao hàng đầu tiên vang lên ngoài đường, chị Kiều đã ngồi bật dậy. Chị chưa biết nay mai chuyện gì sẽ diễn ra trong căn nhà bất hạnh này, nhưng chị nhìn thấy trước cái tương lai đổ vỡ khó lòng tránh khỏi. Chị đưa tay bật đèn rồi vén mùng, gấp chăn xếp ngay ngắn dưới đuôi giường. Vừa lúc đó Hương trên lầu đi xuống và bước thẳng vào buồng tắm. Trên lầu cũng có buồng tắm, nhưng vì không muốn đánh thức con dậy sớm nên hầu như sáng nào Hương cũng xuống tắm dưới nhà. Chị Kiều châm bếp dầu, nấu nước sôi. Công việc thường lệ đầu tiên trong ngày của chị là pha một bình trà lớn để trong ấm ủ và rót đầy nước sôi vào cái bình thủy Trung Quốc đặt trên bàn ăn để dùng cho cả ngày. Trông qua cửa sổ phía sau, thấy trời đã sáng rõ. Chị quay lên nhà trên, đẩy rộng hai cánh cửa sổ,
phía trước cho ánh sáng lùa vào trước khi chị khuân hết mấy cái ghế ở phòng khách xuống trả lại cho bàn ăn. Hương từ buồng tắm bước ra, tóc cột cao phía sau, đôi mắt đỏ ngầu lờ đờ mệt mỏi. Nàng phơi cái quần lót ở đầu sợi dây căng ngang mảnh sân, rồi uể oải tiến lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Chị Kiều dè dặt hỏi: Bà uống cà phê cho tỉnh táo nhé, nước mới sôi, bà uống thì tôi pha. Hương cười buồn: Ôi giời, tôi có bao giờ uống cà phê đâu. Chị Kiều tự rót cho mình ly trà nóng rồi bảo: Tôi cũng như bà, cả đêm chả ngủ được. Hương rót cho mình tách trà, ngồi uống cho cạn, rồi ngồi thêm một lúc nữa. Nàng dặn công việc cho chị Kiều rồi đi thẳng ra ban công an phường để tìm Bửu. Nàng sẽ mời Bửu về nhà ăn sáng, sẽ gọi cả Xuyến qua rồi cùng nhau bàn kế hoạch truy lùng Duyệt, dù có phải tốn kém chút ít bồi dưỡng cho Bửu và các đồng chí của gã. Phải làm ngay, bởi nếu để chậm thì dù có bắt được Duyệt, vàng cũng sẽ chả còn lại bao nhiêu. Chẳng riêng gì Hương và Xuyến, mà về phía Khanh cũng năng nổ không kém trong việc đi tìm Duyệt. Khanh tiếp tục chạy đôn chạy đáo, thăm hỏi chỗ này, gọi điện thoại chỗ kia. Tiệm guốc đóng mở thất thường, ba mẹ con ôm nhau khóc rưng rức từng đêm. Khanh đã mất chồng, lại thêm mối thù của Khái và Hương, cuộc đời chưa bao giờ lâm vào cảnh bi thảm như hôm nay. Cuộc phiêu lưu của Duyệt đã bước sang ngày thứ bảy, nghĩa là đúng một tuần lễ. Duyệt vẫn còn lanh quanh ở Sài Gòn, chưa đi xa như Khái và Hương dự đoán. Hôm đầu từ giã vợ con với căn nhà trong khu bùn lầy nước đọng, suốt ngày vo ve tiếng mũi, Duyệt ghé ngay tiệm vàng bán tạm một cây lấy tiền rằn tối. Vàng lúc này đang xuống giá, nợ vàng mấy năm trước bây giờ mua vàng trả lại thì lợi, chứ bán ra thì lỗ khá nhiều, nên Duyệt chỉ tống đỡ một cây. Rồi Duyệt lâng lâng phóng xe sang quận 7, ghé những địa điểm ăn chơi mà trước đây Duyệt phải bòn rút của vợ tiệm guốc một cách khó khăn mới có đủ khả năng hưởng thụ một chuyến. Hôm nay thì Duyệt trở lại chốn cũ với cái phong thái rất nghênh ngang tự tin, vì bên mình đang đeo kè kè cả đống vàng. Duyệt thích chỗ này lắm, bởi quán nhậu quây riêng từng bàn kín đáo, khách bàn này không trông thấy bàn kia. Chỉ có nơi đây Duyệt mới được thưởng thức cùng một lúc cả hai thứ mà gã rất say mê, đó là rượu và gái. Duyệt kêu hai cô tiếp viên trẻ đẹp, ra lệnh cho họ cởi hết quần áo để thay nhau phục vụ Duyệt đủ kiểu đủ cách. Quán không có máy lạnh, nhưng quạt máy quay vù vù, và nhất là phía sau là nguyên một cánh đồng trống, gió lùa vào thường xuyên. Rượu bia tuôn ra ồn ồn cùng với các thức nhắm cao lương mỹ vị. Thuốc lá hàng ngoại, chủ yếu là 3 số 5, đốt không ngừng tay. Sau chuyến giải sầu sơ khởi ấy, Duyệt sang quận 10 chui vào khách sạn Đồng Khánh nằm tính toán tương lai. Nơi đây Duyệt từng lui tới vài lần mua vui trong chốc lát, và lần này Duyệt cũng chỉ dự định sẽ nằm một đêm rồi ra đi, bỏ hẳn Sài Gòn, chứ ở lâu khó giấu nổi tông thích. Cái cảnh điều hưu sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, dĩ nhiên Duyệt không vui. Bỏ vợ bỏ con mò vào đây, chẳng lẽ để nhìn 4 bức tường. Thành ra dù chỉ dự trù có một đêm, Duyệt cũng phải đi kiếm gái. Nhân viên quản lý khách sạn có sẵn dịch vụ này, nhưng Duyệt không hài lòng vì mấy cô lên trình diện Duyệt đều thuộc loại đang hết thời, mặc dầu xét về tuổi thì thật sự chưa già. Duyệt lúc này giàu đâm ra khó tính, cần phải kén chọn kỹ lưỡng. Gã rộng lượng phát cho mỗi cô một ít tiền rồi đuổi ra sân. Duyệt xuống văn phòng, chi cho gã quản lý ít tiền bồi dưỡng rồi lấy xe phóng đi lanh quanh, dĩ nhiên né khu chợ Bến Thành và vùng trung tâm thị tứ Sài Gòn vì sợ gặp người quen. Duyệt chạy một vòng chợ lớn rồi quay về hưởng lạc tại những quán nhậu trá hình mọc lên rải rác ở vùng ngoại ô quận 7. Mãi đến nửa khuya, Duyệt mới chánh choáng chạy về hotel lăn ra ngủ. Liên tiếp 3 hôm như vậy, đêm nào về nằm suy tính. Duyệt cũng định ra Vũng Tàu hoặc lên Đà Lạt ẩn cư, nhưng rồi cứ chần chờ tiếc Sài Gòn và rốt cuộc vẫn nán lại khách sạn Đồng Khánh vì chưa quyết định sẽ đi đâu. Chiều chủ nhật, nghĩa là cách đây 3 hôm, Duyệt đi ăn tối về sớm hơn thường lệ. Vừa giảm tốc độ lăn xe vào sân thì gã nhân viên quản lý khách sạn từ trong quầy đi ra, ghé tai nói nhỏ với Duyệt vài câu. Duyệt không biết tên thật của gã, nhưng có lần đến đây chơi, nghe mấy cô gái điếm gọi gã là anh Tám thì Duyệt cũng gọi theo.
Duyệt sáng mắt gật đầu và bảo: Thật hả? Anh Tám bảo nó lên phòng tôi. Anh có đảm bảo là thứ xịn không? Đừng để tôi mất công đuổi người ta ra, tội nghiệp. Tám nghiêm trọng nhấn mạnh: Nữ sinh mà, con nhà lành, mới 16 tuổi, nghiệp dư thôi. Duyệt muốn phì cười vì đã chán ngấy cái câu điệp khúc quen thuộc đó. Bao nhiêu lần đi chơi, gặp những em nát bấy, lâu năm dày dạn chiến trường mà vẫn được chủ động giới thiệu là nữ sinh nghèo cần tiền đóng học phí. Thôi thì cứ thử xem sao. Duyệt khóa xe thơ thới lên phòng, ngồi coi tivi được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Duyệt hồi hộp chạy lao ra mở, và quả nhiên vừa thấy cô gái, Duyệt gật gù hài lòng ngay. Duyệt lôi con bé vào, cài then cửa và hỏi: Em tên gì? Dạ em tên Liễu, anh tên gì? Duyệt thấy buồn cười với cái tính hồn nhiên của con bé qua câu nói đầu tiên. Gã vui vẻ nói: Em đâu có cần biết tên anh. Suốt mấy ngày ăn chơi, bữa nay Duyệt mới gặp được người ưng ý. Từ cái dáng dấp, khuôn mặt, mái tóc, thân hình và tính nết, điểm nào Duyệt cũng hài lòng. Quả đúng như lời Tám nói, con nhà nghèo mới vô nghề, chưa gột hết cái nét hiền lành của gái quê lên tỉnh kiếm sống. Ý định rời Sài Gòn tạm gác qua một bên, Duyệt xuống điều đình với Tám để giữ cô gái lại với mình thêm vài ngày. Dĩ nhiên không có gì trở ngại, vì ngoài tiền phòng trả đều đặn từng ngày cho khách sạn, ngoài thù lao trả sòng phẳng từng ngày cho Liễu, Duyệt còn hào phóng rúi cho Tám một nắm tiền, làm Tám vô cùng thán phục, bởi thấy Duyệt ăn xài rộng hơn cả Việt Kiều. Gặp Liễu, ý định rời thành phố của Duyệt không còn thôi thúc như mấy hôm đầu nữa. Có người đẹp bên cạnh, sống những ngày tự do thoải mái chỉ biết ăn và chơi, nhưng Duyệt vẫn vướng bận một nỗi bực mình chưa giải quyết được. Đó là cái túi đựng gần 100 cây vàng. Đổi ra tiền thì nhiều quá, mà không biết để ở đâu, huống chi vàng đang tạm thời mất giá. Giữ nguyên đống vàng trong cái túi Adidas thì lúc nào cũng phải đeo kè kè bên vai, không dám rời một bước. Vật bất ly thân, đi tắm, đi cầu, Duyệt đều ôm theo, khiến Liễu lắm lúc nhìn Duyệt thấy buồn cười. Nửa đêm có khi giật mình thức giấc, Duyệt xoay người thò tay ngay xuống gầm giường, nơi gã cột cái túi đựng vàng. Vì sợ sơ hở thì Liễu sẽ lấy cắp và trốn đi. Phóng xe ra đường, dù chỉ để mua gói thuốc, Duyệt cũng mang cái túi trên vai. Ngay tại khách sạn này cũng có buồng kho để khách gửi tạm hành lý, nhưng làm sao Duyệt dám mạo hiểm mà giao gia tài cho người khác. Sáng hôm sau Duyệt dậy trễ, tiếng đập cửa của nhân viên phục vụ làm Duyệt thức giấc. Họ vào quét dọn và thay ra giường. Liễu vội vàng chạy ra mở hé cánh cửa và bảo họ đi dọn phòng khác, lát nữa trở lại. Nhưng Liễu quay vào thì Duyệt đã ngồi hẳn lên, mắt kèm nhèm nhìn Liễu. Liễu mặc quần jean, áo thun trắng, bộ đồ hàng ngoại mà Duyệt mới mua tặng hôm qua, trông rất lạ mắt. Duyệt đưa tay che miệng ngáp và hỏi: Mấy giờ rồi em? Dạ 10 giờ. Duyệt nhoài người lấy gói thuốc, làm tấm đắp tuột hẳn xuống tới bắp chân, khoe ra tấm thân đen đủi và nhất là cọc mông thâm xịt của gã. Gã châm điếu thuốc rồi nói: 10 giờ rồi kìa, em dậy lâu chưa? Dạ em dậy lâu rồi, chắc chừng đó án 8 giờ. Em vô tắm rồi ra đây ngồi chờ anh nè, chờ hoài mà không thấy anh thức. Duyệt đang ngồi tựa lưng vào vách nghe Liễu nói, bỗng giật mình chồm người ngó xuống gầm giường. Gã thở phào nhẹ nhõm vì cái túi Adidas vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Ở với Liễu chỉ vài hôm, tình thân cứ mỗi lúc một mặn nồng hơn trong lòng Duyệt, bởi lúc nào Duyệt cũng thấy Liễu hồn nhiên, tươi mát gấp trăm lần người vợ quanh năm lam lũ của Duyệt. Huống chi đêm ngày chỉ có ăn với chơi thì làm gì cho thoải mái. Một buổi sáng vừa thức dậy, Duyệt cao hứng hỏi Liễu: Em đi Vũng Tàu chơi với anh không? Vũng Tàu hoặc là Đà Lạt? Vũng Tàu hả anh? Đi chứ, anh cho em đi liền à. Hồi đó tới giờ em nghe nói hoài mà đâu có nhìn thấy Vũng Tàu lần nào đâu. Duyệt gật đầu nhìn Liễu bằng ánh mắt tội nghiệp rồi dịu dàng bảo: Vậy thì để anh vô tắm rồi ra đưa em đi ăn sáng, ăn sáng xong thì mình tính. Liễu đứng dậy tiến lại kéo hết màn cửa sổ cho ánh sáng lùa vào. Duyệt cũng bước xuống đi nhanh vào buồng tắm. Chưa kịp khép cửa, Duyệt sực nhớ ra túi vàng ở gầm giường. Gã lại vội chạy ra ngồi thụp xuống, cởi sợi dây và tòng ngồng xách túi vàng vào cầu tiêu. Cũng may là lúc đó Liễu đang đứng nhìn ra cửa sổ phía sau nên không để ý tới Duyệt. Nghe tiếng nước xối trong bồn tắm, Liễu bỏ ra gặp Tám để hỏi ý kiến về việc Duyệt rủ đi Vũng Tàu.
Từ ngày hành nghề mãi dâm, Liễu vẫn coi Tám là người anh đỡ đầu của mình. Đỡ đầu có nghĩa là ngoài tiền hoa hồng Liễu nộp cho Tám, lâu lâu Liễu còn cho Tám ngủ một đêm miễn phí. Tám sinh tại miền Nam, nhưng cha mẹ vốn là dân miền Bắc di cư, lập nghiệp ở Cần Thơ. Từ nhỏ đi học rồi lớn lên làm đủ mọi thứ nghề, Tám chung đụng gần gũi với đa số người địa phương, cho nên giọng nói nửa Bắc nửa Nam. Bạn bè thường gọi Tám là thằng Bắc Kỳ mất gốc. Sau khi ở Campuchia về, Tám lên Sài Gòn vào thời kỳ đổi mới, và nhờ có bản lãnh giang hồ, gã được mướn làm quản lý khách sạn, đến nay đã 4 năm. Ngoài sân, ánh nắng đã chan hòa chiếu trên những khóm bông ngũ sắc rực rỡ. Tám đang đứng sau quầy trước màn ảnh máy vi tính kiểm tra số khách đăng ký hôm qua thì Liễu bước vào. Khách sạn nhỏ nên Tám kiêm nhiệm nhiều công việc, từ giấy tờ đến lao động chân tay như nhặt rác và tưới những chậu hoa quanh sân. Liễu lên tiếng chào Tám, nhưng Tám đang bận điện thoại nên chỉ giơ tay đáp lại. Liễu ngồi xuống ghế sát tường, mở một tờ tạp chí ra xem. Liễu đang say mê coi hình ca sĩ thì Duyệt từ ngoài cửa văn phòng xách cái túi bước vào. Liễu buông vội tờ báo đứng dậy, nhưng Duyệt bảo: "Em ngồi chờ anh chừng 15 phút, anh sẽ quay lại đón em đi ăn sáng." "Anh đâu vậy? Cho em theo luôn rồi không?" Con bé này thật là ngây ngô. Duyệt đi bán vàng lấy tiền xài, làm sao cho Liễu đi theo được. Duyệt cười: "Anh chạy ra đây một chút, em cứ ở đây, hoặc là vô phòng chờ anh cũng được." Tám ngẩng lên chào Duyệt rồi quay sang mắng Liễu: "Anh ấy nói chờ ở đây thì em cứ ngồi chờ, không có được hỏi vớ vẩn, em kỳ cục thật." Rồi Tám tươi cười bảo Duyệt: "Ông anh cứ đi đi, tôi giữ nó lại đây cho ông anh." Duyệt gật đầu rồi quay ra lấy Honda phóng ra đường. Tám nhìn theo, chờ Duyệt ra khỏi sân, rẽ sang hướng trái. Tám mới bỏ quầy lại ngồi bên Liễu và đặt bàn tay lên đùi Liễu xoa nhẹ nhẹ trên lớp vải quần jean. Tám hỏi: "Cha đó chơi đẹp không em?" "Trời ơi khỏi chê anh ơi, em chưa từng thấy anh cha nào tốt như anh Chả nghe, chơi đẹp hơn Việt Kiều luôn á." Tám moi túi áo lấy thuốc 3 số 5 ra hút. Liễu bảo: "Anh, ổng rủ em đi Vũng Tàu nè, đi Đà Lạt nữa, em đi theo ổng nha." Tám ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại: "Thật không? Vũng Tàu với Đà Lạt à? Vậy thì ông nhiều tiền thật, chắc mới trúng mánh, mà chắc là phải trúng lớn, chứ hồi đó ông ấy tới đây coi bộ nghèo lắm." Liễu im lặng nhìn ra sân, đôi mắt mông lung nghĩ ngợi, khá lâu cô mới nhắc lại nhận xét của Tám: "Chắc chị quá, chắc mới trúng mánh quá. Hèn gì đi đâu ông cũng ôm theo cái túi, không có rời một bước nữa. Dám ông để tiền trong đó lắm anh Tám. Trời anh Tám biết không hen, em ở chung phòng với ổng à, mà ổng đi tắm nè, ổng đi cầu nè, ổng đều xách ôm cái túi bên cạnh gì nè. Ban đêm ông ngủ nghe, ổng cột cái túi vô chân giường, ngay sát cái chỗ ông nằm á. Sáng sớm thức dậy cái ông dòm liền, ông kiểm tra liền à. Chắc ông sợ em chôn của ổng quá à." Tám gật gù nhất trí: "Ừ, em nói anh mới để ý, đi đâu cũng đeo cái túi trên vai, chắc là tiền nhiều quá mà không dám gửi ai." Rồi Tám xoay người, giữ gón tay vào mặt Liễu và dặn: "Nhưng em phải nhớ rằng, cái gì của người ta em không được động tới. Nhân viên của anh làm ở khách sạn này đều được học tập chính sách đối với khách mướn phòng. Ăn cắp bất cứ thứ gì của khách, dù lớn dù nhỏ, đều bị đuổi ngay và giao cho công an xử lý." "Trời anh Tám làm em quê anh Tám. Anh Tám biết tánh em mà, em đâu có bao giờ chôm chĩa của ai cái gì." "Thì anh cũng nhắc chừng em vậy thôi. Em đi chơi với ông ra Vũng Tàu đi. Em khéo moi thì chuyến này sẽ kiếm được bộn. Anh thấy ông coi bộ đàng hoàng mà chịu chơi. Thôi em đi đi." "Cảm ơn anh nghe. Đi thì chắc chắn là phải đi rồi, nhưng mà ít ra thì cũng phải hỏi anh tiếng. Hồi đó tới giờ đó, đâu ai cho em đi Vũng Tàu đâu." Tám rít hơi thuốc, ngửa mặt nhả khói rồi hỏi: "Ông có nói chừng nào đi không em?" "Không biết nữa, nhưng có thể là hôm nay hay là sáng mai gì á." "Bữa nay thì trễ rồi. Nếu đi thì thường thường người ta đi sáng sớm, đi buổi trưa thì nắng lắm. Thường thường ngủ dậy là người ta đi liền." Nói dứt câu, Tám đứng lên đặt bàn tay trên vai Liễu và bảo: "Em đi chơi vui nghe, anh phải xuống kiểm tra nhà kho." Tám bước lại quầy làm việc, cẩn thận nhắc lại một lần nữa: "Em nói ông ấy sáng mai đi là tốt nhất, đừng đi bây giờ nắng lắm." Liễu gật đầu hài lòng: "Dạ, chút xíu nữa em nói với ổng nghe, em mua quà tặng anh Tám nữa đó nghe." Tám gật đầu nhìn Liễu cười hiền hòa rồi chỉ tay ra sân:
vì Duyệt vừa phóng xe về đón Liễu đi ăn sáng. Tối hôm đó, Duyệt quyết định đưa Liễu đi nhà hàng Pháp, vừa để đổi món, vừa để tránh gặp người quen, và cũng là để Liễu thấy được nội công ăn chơi đa dạng của Duyệt. Duyệt nảy ra ý định này là nhờ lúc sáng đi bán vàng, tình cờ đọc tờ báo thấy quảng cáo một nhà hàng Pháp mới khai trương, gồm những món ăn Tây thật hấp dẫn, dành cho du khách nước ngoài và Việt kiều về thăm nhà. Nói cách khác, nhà hàng chém rất đẹp. Hồng Đa vừa chuyển bánh ra khỏi hotel, Duyệt nhắc lại cho Liễu biết sáng mai sẽ lên đường đi Vũng Tàu, ở chừng một tuần rồi lên Đà Lạt. Như cô nhân tình bé nhỏ vừa bước vào ngưỡng cửa tình yêu, Liễu sung sướng vô cùng, ôm chặt lấy Duyệt và luôn miệng nói đủ mọi thứ chuyện trên đời. Tới nhà hàng, hai người được bồi bàn đưa vào cái bàn vuông ở sâu trong góc, sát cửa sổ, trông ra mảnh sân nhỏ có những khóm hoa cắt tỉa gọn gàng như trong vườn ngự uyển. Ngọn nến đặt giữa bàn tỏa ánh sáng lung linh, làm tăng thêm vẻ đẹp mặn mà của Liễu, đồng thời cũng làm giảm bớt rất nhiều nét quê kịch đen đủi của Duyệt. Liễu cảm động lắm, đưa mắt nhìn quanh và càng thán phục sự lịch lãm của Duyệt. Nhà hàng Tây có cái đặc điểm là thức ăn thì đơn giản, nhưng bày biện rất cầu kỳ. Chén, bát, dao, nĩa, thứ nào cũng sáng loáng. Lại thêm hai cốc rượu vang chân cao đặt bên cạnh cái lọ pha lê cắm một bông hồng tươi, cố ý làm cho thực khách cảm thấy mình nghiêm trọng và quý phái. Duyệt và Liễu ăn súp hai vị, rồi Duyệt gọi cho Liễu con tôm hùm đút lò phủ ngập đầy bơ. Còn Duyệt thì kêu đĩa thịt bò Chateaubriand, chẳng biết có ngon không, nhưng nghe tên đã thấy hấp dẫn vì lạ tai. Cuối cùng là chuối chiên với kem dừa, kèm theo hai ly cà phê sữa đặc để Duyệt ngồi nán lại, nhâm nhi hút thuốc vì chả mấy khi hẹn hò trong khung cảnh đầm ấm. Dàng. Xe đang lăn êm trên khúc đường nhỏ dập bóng cây, và Duyệt đang miên man vẽ ra dự tính tương lai những ngày sắp tới, thì bỗng có chiếc cúp từ phía sau lao vọt lên, chạy song song với Duyệt. Chiếc cúp màu đỏ từ hai thanh niên cao lớn, mặt mũi cô hồn, làm Duyệt giật mình giảm tốc độ và ngó xuống cái túi Adidas treo ở ni đông. Liễu ngồi phía sau, tựa vào vai Duyệt, mắt vẫn lim dim không để ý tới ngoại cảnh. Duyệt cho xe phóng nhanh để vượt lên, chiếc cúp cũng lao theo, rồi bất chợt ép sát vào xe Duyệt, bắt Duyệt phải quẹo xiên vào lề đường, suýt nữa đâm vô gốc cây. Duyệt thắng gấp, chiếc cúp cũng thắng lại chặn đầu Duyệt, rồi nhanh như cắt hai gã thanh niên to lớn dựng xe, lao lại, một đứa rút con dao khua lên loang loáng, một đứa cầm thanh sắt to bản trong tay trái, tay phải giật mạnh cái túi Adidas máng ở khi đông xe. Liễu hoảng sợ chạy lùi, đứng núp sau một gốc cây. Còn Duyệt thì kinh hãi, vừa giằng cái túi lại, vừa u ớ kêu lên: "Ơ, mấy anh làm cái gì thế này?" Chiếc Honda đa của Duyệt đổ cành sang một bên, máy vẫn nổ đều đặn và bánh sau quay tít mù. Duyệt lạng quạng đứng dậy, tay giữ chặt cái túi Adidas, hai gã du côn cùng rít lên: "Tao đâm chết mẹ mày bây giờ, buông ra, câm mồm, đưa cái túi đây." Vừa nói hai gã vừa xúm lại giật mạnh cái túi Adidas. Duyệt cố níu lại nhưng không đủ sức, lại thêm thanh sắt của thằng du đạn vừa dưa lên định đập xuống đầu Duyệt, làm Duyệt run rẩy buông tay ra, bước lùi lại, bỏ cuộc chạy lấy người. Hai thằng du côn cướp được túi vàng, leo lên xe phóng vọt đi, để lại Duyệt xanh xám mặt mày, tuyệt vọng đứng ngó theo. Chúng đi khá xa rồi, Liễu mới mon men từ gốc cây chui ra, lại gần Duyệt, hơi thở vẫn còn dồn dập. Duyệt nhớn nhác nhìn quanh, tâm thần chưa ổn định, còn bàng hoàng như trong một giấc mơ. Gã luống cuống dựng xe lên, miệng vẫn á khẩu không nói được lời nào.
Gã tắt máy rồi thẫn thờ ngồi bệt xuống lề đường, nghe nhịp tim đập thình thịch. Liễu kéo tay Duyệt và giục hai ba lần, Duyệt vẫn ngồi yên, đưa bàn tay lên lùa vào mái tóc. Một chiếc xe ôm chạy ngang, thấy Liễu níu tay Duyệt, tưởng là vợ chồng cãi nhau nên Thắng gấp lại và hỏi: "Anh chị có cần chuyện gì không?" Duyệt không đáp, nhưng Liễu nói lớn: Ông làm ơn kêu giùm công an tụi tôi đi, tụi tôi vừa bị cướp." Nghe hai chữ công an, Duyệt bừng tỉnh, hoảng hốt giơ tay ngăn lại: Khỏi, đừng kêu, không có gì đâu, chúng tôi đi ngay bây giờ." Dứt lời, gã đứng dậy, leo lên ngồi trên yên mà đầu vẫn choáng váng, vừa sợ vừa tức. Duyệt đạp máy, Liễu lên ngồi phía sau bảo Duyệt: "Trời đất ơi, sao không kêu công an, mình bị cướp mà, trong túi anh đựng gì vậy? Bộ không có gì đáng giá hay sao?" Duyệt không nói gì, sang số cho xe từ từ lăn bánh. Liễu lại nhắc: Chạy lại ngã tư báo công an nghe anh." Bấy giờ Duyệt mới não để đáp: "Báo làm cái gì, đằng nào cũng mất hết rồi." Dĩ nhiên Duyệt chính là thằng ăn trộm, làm sao dám chỉnh công an. Của thiên trả địa, mất đành chịu chứ khai ra thì đúng là lại ông, tôi ở bụi này. Liễu vẫn còn thắc mắc: "Nhưng mà anh để cái gì trong túi? Anh nói anh mất là anh mất cái gì?" Duyệt mếu máo đáp: "Tiền chứ cái gì nữa." "Cái gì? Tiền hả? Nhiều hay ít? Mất tất cả bao nhiêu tiền?" Duyệt tủi thân rơm rớm nước mắt, đáng lẽ chẳng nên nói ra, nhưng giờ phút này Duyệt đã lâm vào cảnh cô đơn tuyệt đối, chỉ còn trông vào chút lòng thương hại của Liễu, nên gã nghẹn ngào nói: "Toàn là vàng 4 số 9. "Vàng 4 số 9? Nhưng mà nhiều hay ít?" "Gần 100 cây, tính ra là hơn 400 triệu. Liễu lặng người, muốn té xuống mặt đường. Khá lâu, cô mới nhắc lại: Trời đất ơi, 100 cây vàng. Trời đất ơi, anh phải đi báo công an chứ, biết đâu người ta bắt lại được. Trời ơi, phải báo công an liền anh ơi. Hai đứa tụi nó chạy xe, anh tả hình dáng rồi quần áo tụi nó mặc, sao cho công an nghe. Hên thì họ lấy lại được cho anh, không được nhiều thì được ít. Trời ơi, lẹ lên anh ơi, trời ơi." Duyệt không còn trí óc nào để nói chuyện với Liễu nữa. Qua những giây phút kinh hoàng giờ này, Duyệt đang cố tập trung tư tưởng để tính xem ngày mai sẽ đi đâu, sẽ làm gì và tương lai những ngày sắp tới sẽ ra sao. Đau đớn nhất cho Duyệt là hôm ăn cắp vàng ở nhà mang đi, Duyệt đã chia bớt ra nhét mỗi túi jacket vài cây. Nhưng rồi khi vào quán nhậu, trời nóng nực, Duyệt thường phải cởi jacket khoác lên thành ghế. Tiếp viên trong quán bia ôm thường có tật tái máy, nên Duyệt sợ bị móc túi, gã lại tập trung vàng bỏ hết vào một cái túi, đó là cái túi Adidas, thành ra bây giờ trắng tay. May mà sáng nay Duyệt mới bán đi một lượng, nên trong túi cũng còn dư để trả tiền khách sạn và chút ít dần túi tiêu vặt ngày mai khi giã từ Oten bắt đầu cuộc đời vô định. Hơn 11 giờ Duyệt về đến khách sạn. Ngang qua văn phòng, Duyệt thấy Tám vẫn còn đang đứng sau quầy nói chuyện điện thoại. Thấy Duyệt, Tám giơ tay vẫy chào thân mật. Duyệt cho xe vào bãi đậu dành riêng cho khách, khóa lại cẩn thận rồi thất thểu bước dọc theo hành lang về phòng mình. Liễu theo sau cằn nhằn: "Mất cả trăm cây vàng ông đi báo công an, anh thiệt kỳ cục à." Nói dứt câu ấy, Liễu tự hỏi: "Phải chăng Duyệt giàu lắm cho nên không bận tâm đến con số vừa mất?" Cũng không phải, vì rõ ràng lúc nãy Duyệt đã mếu máo khi bị cướp, và lúc này vẫn còn đang ủ rũ vì tiếc của. Mà dù Duyệt có dư tiền đi chăng nữa thì khi mất 100 cây vàng vẫn phải báo công an mới phải. Duyệt mệt mỏi mở khóa phòng, lạng quạng bước vào, nằm vật ra giường không thèm cởi giày và áo khoác. Liễu đưa tay bật đèn, Duyệt nhìn vừa tội nghiệp vừa bực bội. Duyệt nằm ngửa, hai cánh tay dang rộng, đầu ngẹo sang một bên, mắt nhắm nghiền lại. Sự hối hận dày vò tâm can khiến Duyệt chỉ muốn chết phứt cho xong. Liễu không biết làm gì, nói gì để an ủi Duyệt. Liễu vẫn ấm ức vì Duyệt không chịu nhờ công an truy lùng thủ phạm. Cô đứng một lúc rồi quay ra hành lang. Trước khi khép cửa, Liễu hỏi: "Em điện với công an, nói là họ lên gặp anh được không?" Duyệt đang nằm ngửa ngồi bật dậy quát lên: "Đã bảo là không là không, đừng có lắm chuyện." Liễu sợ hãi bước nhanh ra ngoài. Duyệt lại nằm vật xuống nhắm mắt lại. Tại sao cuộc đời lại đẩy Duyệt vào bước đường cùng như thế này? Duyệt tự hỏi và nước mắt bỗng trào ra. Bên ngoài, Liễu bước nhanh theo hành lang vắng ngắt, tiến lại phía văn phòng.
Các buồng ngủ phần lớn đều đã tắt đèn tối om. Gã nhân viên bảo vệ mặc đồng phục màu đen đậm, tay cầm điện thoại và đèn pin, đi tới đi lui ngoài sân. Phòng trực chỉ còn mình Tám cặm cụi làm việc. Sau quầy hình chữ nhật, trên đó có đặt máy vi tính. Liễu đẩy cửa bước vào, ho nhẹ vài tiếng. Tám đưa tay vặn nhỏ nút volume màn ảnh truyền hình. Liễu tiến lại gần, mặt tái nhợt thì thầm bảo Tám: Anh Tám ơi, tụi em bị cướp, vừa mới thức thấy nè. Ông bị tụi nó lộn mất cái túi rồi, mất hết trơn rồi. Bị cướp à? Chết cha, có sao không? Cái túi mà ông vẫn đeo trên lưng ấy chứ gì? Mất cái gì trong đó? Dạ, 100 cây vàng, toàn là 4 số 9 không à, mất hết rồi. Tám lặng người đứng yên, khá lâu mới bồi ngồi than: Trời ơi, tội nghiệp ông ấy quá. Mà tại sao lại mang tới 100 cây vàng trong người, rồi đi khơi khơi ngoài đường làm chi? Phải ông ấy gửi đây anh giữ cho ông ấy thì đâu có mất. Khách sạn có nhà kho mà, có cả tủ sắt nữa. Khách gửi thứ gì cũng có biên nhận đâu ra đó. Có người gửi cả hột xoan ở đây mà. Vậy mới nói chứ. Thôi, em vô với ông ấy đi. Hỏi ông ấy có cần kêu công an thì cho anh biết ngay. Liễu gật đầu rồi quay gót, từng bước nặng nề dọc theo hành lang về cái phòng 3 số 6. Cái phòng mang số 9 nút Duyệt đã cẩn thận chọn lựa lúc đăng ký. Thế mà rút cục vẫn xui. Dù chẳng phải tài sản của Liễu, nhưng Liễu vẫn thấy hết sức xót xa. Bởi mấy ngày qua sống bên Duyệt, Duyệt đã tỏ ra ân cần với Liễu như cặp tình nhân trong thời kỳ chớm nở. Ở văn phòng còn lại một mình, Tám bồn chồn đốt thuốc hút, nghĩ đến con số 100 cây vàng của Duyệt vừa bị cướp. Tám nhìn đồng hồ rồi bước ra khép cửa, cài then lại. Bỗng có tiếng điện thoại reo. Tám chạy lao vào quầy, hồi hộp nhấc ống nghe áp vào tai. Alo, khách sạn Đồng Khánh. Không biết bên kia nói gì, nhưng Tám mở to mắt rồi vung tay gằn giọng đáp: Bao nhiêu? Mày nói 20 cây à? Ô má, đừng có qua mặt tao. 100 cây toàn là vàng 4 số 9, giỡn hoài. Tụi bay muốn làm ăn lâu dài với tao thì đừng có chơi gác. Tao không chỉ cho tụi bay thì làm sao tụi bay vồ được chuyến này. Nó về tới đây rồi, đang nằm trong phòng. Con Liễu cũng về tới đây rồi. Tụi bay cứ giữ nó đi, cấm không được tới đây. Cũng không được gọi điện thoại cho tao ở khách sạn này nữa. Ngày mai tao sẽ liên lạc với tụi mày bằng điện thoại di động. Được rồi, giữ nó đi. Làm gì mà gấp vậy? Ngày mai nó đi khỏi đây thì mình gặp nhau. Ok, bye. Tám gác máy thở phào nhẹ nhõm, nét mặt tươi hẳn lên. Gã không thể ngờ trong cái túi trên vai Duyệt mà gã theo dõi mấy hôm nay lại chứa đến cả 100 cây vàng. Lúc đầu khi thấy Duyệt đi đâu cũng đeo kè kè cái túi, Tám chỉ đoán là trong đó đựng máy móc gì đắt giá mà Duyệt không dám để trong phòng. Cho đến khi nghe Liễu bảo rằng ngay cả lúc đi tắm, đi cầu, Duyệt cũng không sợ, thì Tám tin chắc trong cái túi ấy phải có tiền hoặc đá quý hoặc bạch phiến. Nghĩ thế, Tám quyết định báo cho đàn em biết để đánh cướp. Hai gã đàn em của Tám theo Duyệt ngay từ khách sạn mà Duyệt không biết. Chúng kiên nhẫn chờ Duyệt ăn tối xong, để khúc đường vắng bớt người qua lại, chúng mới ra tay. Tám không ngờ chuyến này thắng lợi vượt chỉ tiêu, quá sự dự kiến của chính gã. Thank you.
Qua một đêm thức trắng, nhưng không mệt chút nào, Tám hân hoan kéo màn mở hết các cửa sổ rồi vặn nút nhạc êm dịu. Tám pha cà phê bưng ra đứng ngoài sân thưởng thức. Không khí ban mai trong lành, sương đêm còn đọng lại dịu mát, làm Tám thấy vô cùng khoan khoái. Gã đứng một lúc thì có chiếc ô tô con phân phối báo chạy vào. Người tài xế nhảy xuống chào Tám, rồi vòng ra mở cửa sau, lấy một gói ni lông lớn trao cho Tám. Ông ta nhận tiền viết bên lai rồi lặng lẽ lên xe quay ra cổng. Tám đứng một lúc nữa hút tàn điếu thuốc mới quay vào văn phòng. Gã đặt tách cà phê, ngồi xuống ghế bố lấy tờ công an ra coi lướt nhanh những tin trộm cướp xảy ra trong thành phố. Tám rất chú ý đến loại tin này vì cứ lâu lâu lại thấy một thằng bạn mình bị bắt. Hôm nay thì Tám đặc biệt theo dõi kết quả vụ xử án Tân Trường Xanh với số tiền buôn lậu và hối lộ quá lớn. Đọc danh sách những người bị kêu án, Tám thấy thất vọng vì trong đó không có thằng bạn nào đi tù, nhất là không có ai quen bị tử hình. Nửa tiếng sau, Tám chạy lại gõ cửa phòng 306. Liễu đang nằm với Duyệt, đi nhanh ra mở và ngạc nhiên hỏi Tám. Ủa anh Tám, có chuyện gì vậy anh Tám? Tám không đáp, gạt Liễu tránh ra một bên rồi bước hẳn vào, tay vẫn cầm tờ báo. Duyệt mắt nhắm mắt mở vì cả đêm không ngủ, mệt mỏi ngóc đầu lên, nhìn Tám và hỏi bằng giọng não nuột. Gì đây anh Tám? Hỏi xong ấy, Duyệt rơm rớm nước mắt chờ đợi một lời phân ưu của Tám, bởi Tám đã biết mọi chi tiết về vụ chấn lột tối hôm qua. Nhưng Duyệt lầm, Tám đăm đăm nhìn Duyệt, rồi đến ngồi xuống mép giường. Liễu khép cửa và cũng tiến lại đứng bên cạnh Tám. Tám trải tờ báo trước mặt Duyệt và chỉ ngón tay vào một ô vuông ở trang 2 có in bức hình trắng đen của chính Duyệt. Tám điềm tĩnh nói, anh biết tin này chưa? Để tôi đọc cho anh nghe. Bố cáo, chồng tôi là Lưu Phú Duyệt, sinh năm 1966, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chồng tôi can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của anh tôi 92 cây vàng 4 số 9. Bị can đã có lệnh truy nã của phòng hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Ai phát hiện Lưu Phú Duyệt ở đâu, xin báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hay đội 5 phòng hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 865-6180. Tôi sẽ hậu tạ 5 triệu đồng. Ai chứa chấp bao che sẽ bị xử lý theo pháp luật. Ký tên Nguyễn Thị Khanh. Duyệt tái mặt chồm người chúi đầu xuống trang báo. Bên cạnh mấy dòng bố cáo ấy còn có tấm hình của Duyệt. Phía dưới ghi chú rất rõ về tuổi tác, chiều cao, sức nặng và màu tóc của Duyệt. Khanh cũng ghi luôn số điện thoại của Khanh và của Khái để thiên hạ tiện liên lạc. Duyệt choáng váng, há mồm nhìn Tám cầu khẩn. Tám nhân từ vỗ vai Duyệt và bảo, tôi không phải là người ham tiền. Nếu tôi tham, tôi chỉ việc kêu công an tới bắt anh ngay bây giờ. Anh vô tù, còn tôi lãnh thưởng của vợ anh. 5 triệu lớn lắm chứ đâu có ít. Nhưng anh là khách quen, tôi không nỡ làm như vậy. Duyệt ú ớ cám ơn rồi đưa mắt nhìn Liễu. Trong 3 người thì Liễu kinh ngạc hơn cả. Đàn ông dối vợ đi chơi gái là chuyện thường, nhưng Liễu không ngờ Duyệt ăn cắp cả 100 cây vàng của vợ rồi bỏ nhà trốn đi, định xây tổ ấm với Liễu. Như vậy thì Duyệt bị cướp là đáng rồi, có oan ức gì đâu. Hèn gì Liễu cứ giục Duyệt báo công an mà Duyệt lờ đi. Tám lại vỗ vai Duyệt và tiếp, anh thu xếp đi liền đi, giờ này còn sớm, chắc chưa có mấy người coi báo. Đi ngay đi, kiếm cái nón đội lên đầu cho người ta khỏi nhận diện. Tiền phòng anh còn thiếu, tôi tặng anh bữa nay. Còn em nữa, thiếu tiền em 2 bữa chưa có trả đó. Tám phất tay bảo Liễu, để anh trả cho em. Anh Duyệt đang gặp xui, em nên thông cảm. Duyệt bồn rồn tuột xuống, mặc vội quần áo vào. Gã chả có đồ đạc gì ngoài cái bàn chải đánh răng, bộ pyjama và 2 cái quần lót vàng ố. Gã vứt hết, quay lại run run cảm ơn Tám một lần nữa rồi ra cửa. Duyệt lấm lét nhìn quanh rồi cúi mặt men theo hành lang ra góc sân lấy xe. Dù chưa biết đi đâu, Duyệt cũng thấy số mình còn may mắn. Hay đúng ra trên đời còn có những người biết trọng nghĩa, khinh tài, coi nhẹ đồng tiền như Tám. 5 triệu đồng tiền thưởng mà Tám dám từ chối, lại còn ân cần mở đường cho Duyệt chạy. Ơn này suốt đời Duyệt sẽ không quên. Rồi thời gian cứ lạnh lùng trôi,
kể từ hôm báo chí đăng lệnh truy nã của Sở Công an thành phố cùng với bố cáo của Khanh, tính đến nay đã hơn một tháng, vẫn chả có tin tức gì của Duyệt. Một buổi tối thứ bảy, Xuyến rủ Hương sang ăn cơm vì Ninh thường ghé đây vào dịp cuối tuần, ngủ lại tới sáng thứ hai đi làm luôn. Như một thói quen, Ninh sang với chị thì đứa con gái Xuyến lại về bên ông bà ngoại, ở chơi tới chiều chủ nhật Xuyến mới qua đón. Hương càng ngày càng cảm thấy đậm đà tình cảm với Ninh từ sau khi hai người nằm với nhau trên lầu, mà mục đích tiên khởi chỉ là để chọc giận Khái. Lộng giả thành chân, sau màn kịch trung động ấy, đêm đêm nằm với con, Hương thấy quạnh hiu và càng hay nhớ đến Ninh. Ăn cơm xong, Ninh rủ Xuyến và Hương đi uống cà phê. Đi uống cà phê thực ra chỉ là đi tìm cái khung cảnh đầm ấm của một quán nước, chứ cà phê ở nhà pha ngon hơn. Xuyến từ chối, lấy cớ phải đi giao hàng. Nàng giục Ninh: "Em đưa Hương đi đi." Hương làm bộ nói: "Thôi mày ơi, mày không đi tao đi làm gì, về nhà nằm cho rồi." Xuyến lườm: "Ơ hay, mày đang buồn cần tìm chỗ giải khuây chứ về nhà bây giờ làm cái gì? Về để điên lên à? Thôi đi đi." Rằng co thêm hai ba câu nữa rồi Hương cũng leo lên Honda của Ninh, phóng ra khỏi con hẻm. Ngang qua nhà mình, Hương bảo Ninh ngừng lại để nàng vào lấy chìa khóa vì sợ về khuya. Nhà chỉ có mình chị Kiều đang giặt quần áo phía sau. Chiều nay khi Phụng đi làm về, đã ghé ngang đón con Dung về bên ngoại, còn Khái thì sang nhà Khanh từ hôm qua. Từ hôm Duyệt trốn đi, đây là lần thứ hai Khanh qua đón Khái về ở với mình. Đón Khái về là điều bất đắc dĩ, chứ Khanh không muốn chút nào, vì Khái bây giờ hay bản gắt khó chịu lắm. Mà Khanh thì vì mặc cảm chồng ăn trộm nên cứ phải cắn răng chịu nhục. Hôm đầu hai anh em bàn chuyện tương lai thực tế, Khanh nêu ra nhận xét: "Không lấy lại được vàng thì thế nào bà Hương cũng bỏ anh. Mà cho dù có lấy lại đi chăng nữa, em tin chắc bà cũng bỏ anh à?" "Cũng cái mồm độc địa của mày, đến giờ này vẫn còn đổ tiếng ác cho người ta. Chỉ vì mày với thằng Duyệt đặt điều láo lếu, tao mới giao hết vàng cho mày để giờ này ra nông nỗi này. Con Hương nó bỏ tao hay không, tao chưa biết. Chỉ biết rằng vợ chồng mày âm mưu cướp sạch cả vốn của tao. Bây giờ tao trắng tay mà mày vẫn mở mồm đổ tội cho nó." "Thôi anh à, chuyện lỡ rồi. Em cũng không biết phải là nói làm sao bây giờ nữa. Ngày ấy em xúi anh là tại vì em thương anh, chứ em đâu có ngờ là ông Duyệt ông mới tham như vậy." "Mày ở với nó cả 10 năm nay rồi mà mày không biết cái tính mất dạy của nó hay sao?" "Biết thế nào được anh, bình thường thì ông ấy đâu có tệ như thế. Đến khi thấy cả một đống vàng thì mới tối mắt rồi nảy ra lòng tham chứ còn. Trời ơi, biết thế này thì..." "Biết thế này thì làm sao? Con Hương nó sang tận đây đòi lại, tao cũng sang hỏi mày mấy bận. Nếu mày không có máu tham thì ít ra mày cũng phải giả lại tao một nửa chứ. Mày với chồng mày tìm đủ mọi cách vu oan giá họa cho con Hương để khư khư giữ lấy vàng của tao. Tao què quặt ngồi một chỗ, có biết gì chuyện ngoài đường. Mày bảo chính mắt mày nom thấy con Hương vào khách sạn với trai. Tao tin mày cho nên tao mới giao vàng cho mày để bây giờ khổ sở như thế này." Đại khái thì vẫn những luận điệu cũ được lặp đi lặp lại cả chục lần giữa Khái và Khanh. Trắng tay rồi thì người này đổ lỗi cho người kia, quanh quẩn chẳng giải quyết được gì. Khanh im lặng một lúc rồi bùi ngùi nói: "Em có muốn mất chồng đâu, em có hưởng được gì trong cái đống vàng của anh đâu. Nhưng chuyện lỡ rồi, anh nhắc làm cái gì nữa. Anh bảo em đăng bố cáo tìm ông ấy, em đăng ngay đấy, để cho anh hiểu lòng em. Chứ có đời nào mà lại vợ lại treo giải thưởng cho ai bắt chồng mình. Thiên hạ người ta chửi với mặt em chứ em có sung sướng cái gì. Hôm nay em đón anh qua là bàn việc thực tế. Em cũng mong là bà Hương với anh không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nếu vạn nhất bà đòi ly hôn á, thì anh tính làm sao? Đấy là câu chuyện em muốn bàn với anh để anh em mình cùng..."
Đang thì đang vậy thôi chứ, bà cứ coi như mất hẳn rồi, đừng nghĩ đến nữa. Chờ đến khi bắt được ông Duyệt thì vàng chả còn. Ấy là chưa kể vợ chồng ông Duyệt biết đâu trá thông đồng với nhau, bày ra cái trò khổ nhục kế để nuốt trọn số vàng của bà. Bây giờ đó thì bà nên giải quyết chuyện của bà hơn là ngồi chờ ông Duyệt. Hương lo lắng hỏi lại. Nhưng mà tôi rối trí, tôi có tính toán được cái gì đâu. Chị cũng như là người trong nhà đó, lúc nào tôi cũng coi chị là chị của tôi. Thế ý chị bây giờ tôi phải làm cái gì? Chị Kiều đang vặt rau ở sân sau, ngừng tay ngước lên nhìn Hương ngồi ưu tư tại bàn. Chị quay đầu ngó lên nhà như sợ Khái nghe thấy. Mặc dầu không có Khái ở đó, chị hạ giọng bảo Hương. Tôi đề nghị là bà kiếm việc làm đi, hoặc là bà ra kinh doanh buôn bán cái gì rồi tôi phụ bà. Nhưng mà muốn thế thì bà phải gọi cô Khanh sang, bảo cô ấy mang ông Khái về ở hẳn bên đó. Lúc có của đó, ông không tin bà, cô Khanh lại xúi giục láo léo để lấy hết vàng của bà. Thì bây giờ cô ấy phải có trách nhiệm lo cho ông chứ. Cứ cho ông sang ở hẳn bên ấy, rồi bà mới tôi mới rảnh tay mà kiếm việc làm. Chứ cứ ngồi không cả nhà thế này thì lấy gì mà ăn. Bà thấy bà tôi bàn thế có phải không? Hương gật gù tán đồng ngay. Ôi trời, vậy mà tôi nghĩ không ra, chị nói phải lắm. Thế là lập tức nàng đứng dậy ra sân, nói cái ý ấy cho Khái biết, rồi đẩy xe Khái vô nhà để gọi điện cho Khanh. Khái bây giờ ở thế yếu lắm nên ít khi dám cãi lời vợ. Qua ở nhà Khanh thì Khái ngại vô cùng vì vừa chật trội vừa nhiều mũi, nhất là không có người thạo việc như chị Kiều giúp. Huống chi con hẻm bé còn con trước cửa nhà Khanh, lại không có những sinh hoạt sầm uất như khu nhà Khái hiện nay, suốt ngày vang lên tiếng nhạc và dòng người qua lại không ngừng để tạo niềm vui giải khuây cho Khái. Nhưng cái tội làm mất vàng lớn quá, Khái và Khanh phải đoái công chuộc tội, không dám phản đối đề nghị của Hương. Thế là Khái rơm rớm nước mắt, lên taxi theo Khanh và thằng Quyết về nhà. Ở bên Khanh được mấy hôm, Khái thấy tù túng khó chịu quá, lại bắt Khanh đưa về. Khái đòi về thì Khanh cho về ngay, bởi chính cô cũng đang khổ sở vì sự hiện diện của Khái. Anh em thằng Quyết còn bé quá, lại lười biếng, không muốn ngày ngày tắm rửa thay quần áo và dìu Khái vô cầu tiêu. Khanh sẵn sàng phụ giúp Khái, nhưng cô phải đóng cửa tiệm guốc gần một tuần lễ, xót ruột vì không thu nhập được đồng bạc nào. Bởi vậy Khái vừa ngỏ lời đòi về, Khanh sai thằng Quyết ra đầu ngõ gọi taxi ngay, chỉ sợ Khái đổi ý. Khái bảo Khanh, mày còn tiền đưa cho tao một ít. Con Hương bây giờ nó khó khăn lắm, mà tao cũng chẳng dám mở mồm hỏi. Đến ly cà phê bao thuốc cũng phải ngửa tay xin, mà mỗi lần nó bố thí cho tao thì nó mắng như tát nước vào mặt. Chung quy cũng tại vợ chồng mày. Cực chẳng đã, Khanh đành mở tủ lấy cho Khái 100 ngàn. Khái cầm tiền thất vọng than, có thế này thôi, 100 ngàn thì chỉ vèo một cái đã hết, lấy thêm cho tao độ 1 triệu thì mới đủ tiêu vặt. Em đào đâu ra 1 triệu cho anh? Cả tuần nay tiệm guốc đóng cửa. Thằng chồng mày ôm của tao hơn 400 triệu, cho nên tao mới ra nông nỗi này, chứ cả đời tao có bao giờ phải ngửa tay xin tiền mày. Khanh nén tiếng thở dài, quay vào lấy thêm cho Khái 100 ngàn nữa. Khái nóng mặt mắng ầm lên, nhưng chiếc taxi trắng vừa đổ trước sân và thằng Quyết mở cửa sau hân hoan chui ra. Hai mẹ con không nói gì xúm nhau, đẩy Khái lên xe trao trả tù binh về mái nhà xưa. Dọc đường Khái luôn miệng càu nhàu chửi em gái keo kiệt, nhưng Khanh lờ đi như không nghe thấy. Khái chửi đúng, vì quả thực Khanh keo kiệt thật. Đành rằng chỉ có Duyệt mới là thủ phạm lấy trộm vàng, nhưng trước khi ôm vàng bỏ trốn, Duyệt đã trả hết món nợ 10 cây cho Khanh, để Khanh hoàn toàn nhẹ gánh, kiếm được đồng nào là của mình đồng ấy. Khái lăn xe vào nhà, dừng lại bâng khuâng, nhìn căn phòng khách trống trơn. Mới xa giang sơn của mình có 3 hôm, mà Khái thấy đã lâu lắm, bàn ghế giường tủ không còn, mà ngay cả cái chiếu trải sát vách cho Khái nằm cũng đã biến mất, vì Hương yên chí, Khái ở luôn bên nhà em gái. Thành ra căn nhà đã trống lại càng trống hơn. Tuy thế cái trống vắng bên ngoài không đáng sợ bằng sự trống vắng trong lòng, bởi giờ này Hương và chị Kiều gần như không thèm hỏi han gì đến Khái nữa. Cô đơn quá nên 2 tuần sau, Khái lại gọi điện bảo Khanh qua đón. Khanh tỏ vẻ ngần ngại khiến Khái phải quát ầm lên trong điện thoại và nói dối là vừa có tin tức của thằng Duyệt. Khanh mới miễn cưỡng chạy sang đưa Khái về nhà mình. Ngồi trên taxi, Khái tủi thân khóc khu hu, vì nhận ra mình bây giờ chỉ là trái banh, hai bên đá qua đá lại mà chẳng ai muốn giữ làm của riêng.
Khanh để Khái khóc một lúc cho vơi sầu rồi hỏi. Anh mới có tin của nhà em à? Anh ấy bị bắt chưa? Khái lau nước mắt đáp. Tin mẹ gì mà tin, cứ coi như nó đã chết rồi. Nó chết bờ, chết bụi, chết thảm, chết nhục, cũng chưa đền được cái tội phản phúc của nó. Khanh không hỏi nữa, cô mang Khái về đặt trong xe lăn, để trước sân rồi bỏ mặc Khái chơ vơ tại đó. Cô ra tiệm guốc, hai đứa con nghỉ hè thơ thẩn rong chơi bên hàng xóm. Nói chung cả nhà đều hiệp đồng tỏ thái độ cực kỳ lạnh nhạt để Khái chán nản mà đòi về. Chiến thuật lạnh nhạt này chính Khái đã phải khổ sở đối phó tại nhà mình, vì chị Kiều và Hương cũng áp dụng y như Khanh để Khái tủi thân mà tự nguyện sang sống với em gái. Ở sân nhà Khanh, Khái ngồi tù túng cô đơn, chung quanh chỉ có những con ruồi lâu lâu thân mật đến làm quen đậu ngay trên mặt Khái. Cần ly nước cũng không có ai bên cạnh để nhờ cậy. Xe vào nhà coi truyền hình hoặc ngồi ngủ một giấc thì mũi bay vo ve, không tài nào ngồi yên được một chỗ. Cái quạt máy hôm trước chính Khái bỏ tiền ra mua lúc anh em còn mặn nồng tình nghĩa, giờ này chẳng biết Khanh giấu ở đâu hoặc đã bán mất. Khổ nhất là Khái bồn đái mà chẳng có ai bên cạnh để đưa Khái xuống cầu tiêu hay lấy cho Khái cái bô. Cuối cùng nhịn không nổi, Khái đành ngồi yên trên xe lăn, mở phẹt ma tuya và đái luôn ra góc sân. Nước tiểu chảy tràn lan ướt đẫm đũng quần và lan xuống cả hai ống chân của Khái, làm gã ngứa ngáy rất khó chịu. Nhưng cũng chả sao, vì trời khá nóng. Khái chỉ ngồi thêm vài tiếng đồng hồ, quần Khái lại khô như cũ. Thành ra cái biện pháp đái ra nhà để trừng trị Khanh không có kết quả, mà ngược lại chỉ tự làm khổ mình. Mà thôi, bởi mùi Khái bốc lên dưới ánh nắng, chính Khái là nạn nhân lãnh đổ. Mấy cái mụn ở mông Khái gặp nước tiểu rát như sát mối, mà Khái chỉ có một tay, rất khó thò vào mà gãi. Gã đấm vô cánh cửa và uất ức lặp lại câu chửi quen thuộc. Đời chó ma thật. Ngày dài lê thê, Khái cứ quanh quẩn ngoài sân không biết làm gì cho hết thì giờ. Anh em thằng Quyết hình như cố tình lánh mặt, kéo nhau đi chơi xa, không để cho Khái sai vặt. Lâu lâu mới có đứa trẻ hàng xóm đi ngang, Khái gọi vào thuê nó đi mua thức ăn, nước uống, để Khái nhâm nhi cho đỡ buồn mồm. 7 giờ tiệm guốc đóng cửa, nhưng Khanh không về ngay. Cô dặn hai đứa con đón xích lô ra chợ, rồi ba mẹ con đi ăn tiệm. Từ ngày Duyệt bỏ đi, Khanh thấy thương các con hơn, vì lòng hối hận thúc đẩy. Hai đứa bé khẳng khiu, nhìn thứ gì cũng thèm, mà Khanh có bao giờ để ý đến. Con xin vài ngàn bạc Khanh cũng tiếc, bỗng dưng Duyệt ôm đi mấy trăm triệu. Cái biến cố mâu thuẫn ấy làm Khanh đổi tính, chi tiêu cho các con rộng rãi hơn trước nhiều. Mà Khanh rộng rãi cũng phải, bởi vì nhà bây giờ bớt được một miệng ăn là Duyệt, mà Khanh lại không phải trả tiền lời như trước. Tiệm guốc thu nhập được bao nhiêu, cứ việc tiêu thoải mái. Cái trở ngại hiện nay chỉ là phải cõng thêm Khái mà thôi. Ở nhà, Khái đọc nát tờ tạp chí, ngóng cổ đợi mà mẹ con Khanh vẫn chưa về. Gã lăn xe vô, bật đèn và mở truyền hình ngồi xem. Nhưng chỉ được một lúc, đàn muỗi đã ập tới tấn công, Khái lại phải ra sân ngồi cho thoáng. Mãi cho đến 9 giờ mới thấy mẹ con Khanh lững thững dắt tay nhau từ ngã ba đi vào. Khanh hỏi một câu thủ tục. Anh ăn cái gì chưa? Để em nấu. Khái hờn dỗi đáp. Chờ mày nấu thì tao chết đói lâu rồi. Thằng Quyết đẩy Khái vô nhà và bảo. Tối nay có chương trình ca nhạc hay lắm, bác ngồi coi đi. Rồi cả ba mẹ con.
ngại can dự quá sâu vào chuyện nội bộ gia đình của Hương, và ngại nhất là Hương cho rằng chàng xúi Hương bỏ chồng để lấy chàng. Việc Hương ly dị chồng chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng Ninh muốn rằng việc ấy phải do chính Hương quyết định, chứ không phải do chàng đốc thúc. Chiều nay, lúc Hương chưa qua, nhà chỉ có hai chị em, Xuyến đã hỏi Ninh lúc nấu bếp. Nếu con Hương nó ly hôn với chồng rồi nó lấy em có bằng lòng không? Hồi đó nếu chị hỏi em thì em còn lưỡng lự, nhưng bây giờ đã mất hết tiền rồi đó, Hương mất hết rồi, thì em sẵn sàng lấy Hương. Em tội nghiệp nó à? Không phải, em không muốn cưới bất cứ ai có tiền nhiều hơn mình. Nếu vậy thì em ở giá suốt đời, vì bất cứ bà nào bây giờ cô nào cũng nhiều tiền hơn em hết á. Em đi làm bao nhiêu năm, lãnh lương nhà nước, chỉ tiêu được có một tuần là hết. Giờ này không có đồng bạc dính túi. Con Hương á, dù mất hết vàng á, thì khi ly hôn bán nhà chia đôi, nó cũng có một số vốn mang theo. Em mà em tự ái thế là không có đúng. Em chỉ cần tự hỏi là em có yêu nó có yêu em, và em có yêu con nó và yêu suốt đời hay không thôi. Ninh im lặng không đáp, mà Xuyến cũng bị giằng co suy nghĩ, không dám góp ý thêm. Khá lâu cô mới bảo. Chị thì chỉ sợ là em lấy nó đó, bố mẹ không có bằng lòng. Ninh cũng đoán trước như vậy, nhưng chàng không coi đó là trở ngại lớn. Chàng sẽ thuyết phục, cho dù cha mẹ chàng cứ nhất định phản đối, thì chàng vẫn lấy Hương như thường. Hai người im lặng một lúc, Xuyến cặm cụi nấu nồi canh trên bếp điện. Ninh tiếp tục vặt đậu bỏ vào dầu. Bỗng Ninh đứng dậy, bước lại sau lưng Xuyến và nghiêm trọng nói. Em hỏi thật chị, ý chị như thế nào? Nếu em lấy Hương, chị có bằng lòng không? Trong vụ này, em không quan tâm lắm đến bố mẹ, mà em chỉ ngại chị không đồng ý, bởi vì dù sao chị cũng là bạn của Hương. Xuyến vặn nhỏ lửa, rồi bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi. Cô nói. Em hỏi, chị mới nói. Còn Hương nó cũng hỏi chị câu này nè, mới cách đây có mấy hôm thôi. Hương hỏi chị làm sao? Thì nó hỏi là em có yêu nó không? Và nếu mà em lấy nó, chị có đồng ý không? Rồi chị trả lời thế nào? Chị thì chị chả nói làm gì. Chị thương nó lắm. Chị mong em với nó có hạnh phúc. Nhưng mà thật lòng mà nói, chị lại thương bố mẹ. Nếu bố mẹ không bằng lòng thì tội nghiệp ông bà già quá. Nhà chỉ có chị mình em với chị. Vậy là được rồi. Chị bằng lòng là em mừng rồi. Còn bố mẹ thì để từ từ em sẽ thưa chuyện. Lúc đó em nhờ chị nói vào giúp em một tiếng là xong. Thế rồi Ninh thở phào và ngồi xuống vặt đậu tiếp. Từ phút đó chàng thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Khi gần gũi Hương, chàng đưa Hương đi uống cà phê mà lòng hết sức thanh thản, bởi biết Xuyến không phản đối. Hai người bước vào quán Hương Trầm một cách công khai. Khung cảnh đầm ấm này dễ làm lòng người ta lắng dịu, quên đi những bụi bặm của cuộc sống tràn ngập gian truân, để chỉ nghĩ đến tình yêu. Nhiều lần Hương đã đi ăn hoặc dạo phố với Ninh, nhưng lần nào cũng có Xuyến cùng đi. Tối nay là lần đầu tiên chỉ có nàng và Ninh, cho nên nàng thấy dạo dực lắm. Dĩ nhiên nàng từng nằm với Ninh trên lầu nhà mình, nhưng cái lúc gần gũi ấy, cả hai đều biết mình đang đóng kịch để chọc tức Khái, và nhất là biết rằng Khái đang hầm hầm uất hận dưới nhà. Cho nên dù có muốn tâm tình với nhau thì cũng khó lòng mà thảnh thơi để tập trung trí óc. Đêm nay thì khác hẳn. Hai người thong dong đi bên nhau, đúng với ý nghĩa một buổi hẹn hò của đôi nhân tình. Bản nhạc quen thuộc, Trái Tim Không Ngủ Yên, đang phát ra từ dàn máy thật tốt. Rõ từng âm thanh hòa nhịp với đôi tâm hồn đang cùng nhau nhẹ bước vào cõi mộng. Bà chủ quán vốn quen mặt Ninh, vì chàng hay ghé đây, hôm nay ngạc nhiên lần đầu tiên thấy Ninh có bạn gái đi cùng. Ngồi bên Ninh, Hương chờ đợi một lời hứa hẹn của chàng, nhưng Ninh không dám bày tỏ cụ thể, chỉ vì chàng quá tế nhị. Dù vậy, cử chỉ âu yếm của Ninh đủ để cho phép Hương tin rằng Ninh cũng đã yêu nàng. Hương nhích lại gần hơn, đặt bàn tay mình lên bàn tay Ninh trên mặt bàn, ngước nhìn chàng và tha thiết nhắc lại câu hỏi cũ. Anh à, anh bảo em phải làm sao bây giờ? Trong khoảng ánh sáng xanh, dịu mờ nhạt, khuôn mặt Hương hiện ra trước mắt Ninh, trọn vẹn cái hình ảnh hơn 10 năm trước, khi Ninh thường len lén nhìn Hương say đắm mỗi lần Hương sang nhà chơi với Xuyến. Nỗi khao khát của Ninh ngày ấy tuy vụng dại nhưng mãnh liệt khôn tả, đến nỗi khi được tin Hương sắp lấy chồng, Ninh ngơ ngẩn như người mất hồn, tưởng là không thi nổi bằng phổ thông để lên đại học. Rồi Xuyến cũng đi lấy chồng,
Nhà Ninh vắng hẳn hai chiếc áo dài ra vào với tiếng cười hồn nhiên, rộn rã. Ninh đã lên đại học, mỗi buổi đi học về thấy nhà mình quạnh hiu đến rợn người, mặc dầu cha mẹ chàng vẫn còn đó. Có đến mấy năm chàng cứ day dứt nhớ Xuyến và tiếc Hương, rồi lại nghe tin Hương không có hạnh phúc. Ninh càng thấy buồn nhưng cố gạt đi. Ít lâu sau chồng Xuyến đột ngột chết. Ninh thương chị quá bộ ở tuổi quá trẻ, nhưng lại tự an ủi từ nay chị em lại có dịp gắn bó như xưa. Chính vì yêu kỷ niệm mà những ngày cuối tuần Ninh hay qua ở với mẹ con Xuyến. Giờ này ngồi bên Hương sống lại cái dĩ vãng chan hòa ấy, Ninh thấy tình yêu của mình dành cho Hương vừa trở về nguyên vẹn, có pha thêm chút lòng thương hại bởi biết rõ nỗi khổ vật vờ của Hương suốt 10 năm qua bên chồng. Chàng tự thấy mình là người cao cả, bao dung, sẵn sàng bù đắp cho Hương những mất mát của tuổi thanh xuân, và ngược lại, Hương cũng sẽ yêu chàng gấp bội. Chàng lật bàn tay mình, nắm lấy bàn tay Hương và nói bâng quơ: anh quen em trước mà rốt cục lại gặp em sau. Câu nói của Ninh làm bùng lên niềm hạnh phúc chan hòa trong tim Hương, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được nỗi ngậm mùi trong lời tỏ tình xa xôi ấy, khiến nàng nao nao muốn rơi lệ. Nàng ngả đầu vào vai Ninh và nghẹn ngào nói: anh đừng nhắc nữa, em khổ tâm lắm. Đâu phải chỉ có một mình anh tiếc đâu, chính em còn tiếc hơn anh nữa. Nhưng mà em tin đó là duyên số. Giờ này em mới đến với anh, em mang đầy mặc cảm trong lòng, Vì em không có xứng đáng với anh. Nhưng mà em cứ tự an ủi rằng mãi đến hôm nay này, định mệnh mới sắp đặt cho em gặp anh. Ninh gượng cười để khỏa lấp nỗi xúc động: anh có hối tiếc gì đâu, chỉ là câu nói vô tình thôi. Biết em chịu đựng 10 năm không có hạnh phúc, anh còn thương em hơn. Thôi đi anh ơi, anh tiếc cũng không được, là vì lỗi tại anh. Ngày ấy em sang nhà anh thường xuyên, anh có dám nói gì với em đâu. Mà không nói ít ra thì cũng phải nhờ bà Xuyến nói giùm chứ. Ai mà im lặng như anh, bây giờ còn tiếc cái gì nữa. Ninh choàng cánh tay qua lưng Hương, bấu vào vai nàng và nhắc lại: anh đâu có tiếc gì, anh chỉ mong đem lại hạnh phúc cho em thôi. Anh hứa đấy nhé, những gì anh nói với em hôm nay tại quán Hương Trầm này, em sẽ ghi nhớ suốt đời. Mai kia về sống với em, cấm không được nhắc tới quá khứ. Đàn ông các anh là hay có cái tật đó lắm. Lúc yêu thương chuyện gì cũng bỏ qua được, lúc chán nhau rồi thì kể đủ thứ về dĩ vãng. Tiếc là em không mang theo cái cassette để thu tất cả những điều anh nói hôm nay. Chưa gì em đã lo, em biết tính anh mà. Anh đã hứa điều gì, dù là lỡ lời thì anh vẫn làm đúng như lời đã hứa. Em hỏi anh này, thế hôm nay ngồi đây với em, anh đã lỡ lời với em câu nào chưa? Thí dụ bây giờ anh thử lỡ lời là nói yêu em đi. Anh nói yêu em là nói với tất cả tấm lòng của anh, chứ không phải là lỡ lời. Hương ngồi im, nép sát vào người Ninh. Nàng cảm động đến trào nước mắt, không nói được gì nữa.
Từ đó hai người ít nói, chỉ âm thầm ngồi kế bên nhau trong tiếng nhạc dịu dặt tới gần nửa đêm. Ngồi sau lưng Ninh trên đường về, Hương rất muốn ngỏ lời rủ Ninh ngủ lại với nàng đêm nay. Nhân Khái và con nàng đi vắng, nhưng ngượng ngùng không dám nói ra. Ở một người đàn bà đã có chồng, tình yêu luôn luôn bao gồm sự dâng hiến thân xác thì mới được coi là trọn vẹn. Khi xe dừng lại trước cửa nhà Hương, nàng bịn rịn nắm lấy cánh tay Ninh và mạnh dạn hỏi. Anh vào chơi một chút được không? Chị Kiều chắc ngủ rồi. Đã vào thì ở lại nguyên đêm, chứ vào một chút thì vào làm gì? Ninh chưa dứt câu, cửa nàng đã mở hé và chị Kiều bước hẳn ra sân. Vốn có thiện cảm với Ninh, chị Kiều gật đầu chào chàng rồi bảo Hương. Bà về rồi đấy à? Tôi mong bà mãi. Hương bước vô sân và ngạc nhiên hỏi. Ủa? Sao chị chưa ngủ? Có chuyện gì mà mong tôi? Ninh vẫn ngồi ghếch trên xe, thòng một chân xuống đất. Chàng tắt máy Honda vì con hẻm đã vắng ngắt, không còn ai qua lại. Chị Kiều nói. Tôi chờ bà về là vì lúc nãy ông gọi về, nói là ông Duyệt gọi điện cho cô Khanh. Ông báo cho bà biết, ông Duyệt gọi điện cho cô Khanh mới tối nay thôi này. Hương sửng sốt kêu lên. Thằng Duyệt hả? Nó ở đâu mà nó gọi điện cho vợ nó? Công an bắt được nó rồi hay sao? Rồi không chờ chị Kiều trả lời, Hương quay ra gọi Ninh. Anh, vào trong này một tí đi anh Ninh. Ba người vào hẳn trong nhà, nhưng không có ghế ngồi, đành đứng giữa phòng khách. Hương bật thêm đèn rồi hỏi chị Kiều. Đầu đuôi thế nào? Ông ấy nói những gì? Chị Kiều không trả lời thẳng câu hỏi. Chị nhìn Ninh rồi lại nhìn Hương và đề nghị. Hay bà mời ông xuống nhà ngồi tạm dưới bếp. Hương hài lòng gật đầu rồi nắm cánh tay Ninh lôi đi. Vâng, xuống nhà ngồi cho nó đỡ mỏi chân. Chị Kiều kéo ghé mời Ninh rồi nói. Lúc ấy độ 10 giờ, ông gọi tôi, hỏi bà đâu. Tôi bảo bà đi coi ca nhạc với cô Xuyến. Ông bảo là ông Duyệt mới gọi điện về nói chuyện với cô Khanh. Nhưng mà không cho cô Khanh biết là ông đang ở đâu. Chỉ báo tin là bằng an vô sự. Hương thất vọng hỏi. Chỉ có thế thôi à? Chị Kiều gật đầu. Vâng, chỉ có thế thôi. Rồi chị Kiều nhìn Hương hồi hộp thêm. Mới một tháng chắc là ông Duyệt chưa tiêu bao nhiêu. Để lâu ông ấy bán sạch vàng đi, bắt lại cũng như không. Chị nhìn Hương và dè dặt đề nghị. Bây giờ mới hơn 12 giờ, bà có muốn gọi điện nói chuyện với ông bên nhà cô Khanh không? Hương lắc đầu. Thôi, để sáng mai tôi gặp anh Bửu. Với lại sáng mai thế nào ông ấy cũng gọi về cho tôi mà. Thôi cảm ơn chị đi ngủ đi. Chị Kiều đứng dậy lên nhà. Hương khẩn khoản nhìn Ninh níu kéo. Ninh cũng muốn ở lại, nhưng có chị Kiều chẳng ngại quá, đành miễn cưỡng bảo. Anh về bên bà Xuyến, mai mình gặp nhau nhé Hương. Hương tiễn Ninh ra cửa, đứng ngoài sân bên cạnh chiếc Honda dưới tàn cây trứng cá. Nàng hôn nhanh lên má Ninh rồi thì thầm bảo. Anh à, đêm nay em sẽ không ngủ được đâu. Tất cả những gì anh nói với em tại quán cà phê, em sẽ ghi nhớ mãi trong tim. Em cảm động lắm. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Từ nay bất cứ lúc nào anh làm gì, anh đi đâu, anh cứ nhớ là luôn luôn có em đang nghĩ đến anh. Ninh nhìn Hương gật đầu rồi đẩy xe ra đường. Chờ chàng phóng đi khá xa, Hương mới quay vào, mang theo cả một trời hạnh phúc. Hương cài then cửa, tắt đèn rồi rón rén lên lầu. Bước ra ban công, đứng bên cây ngọc lan nở hoa thơm ngát, lòng rộn rã nhìn về phía nhà Xuyến. Nghĩ đến Ninh, nàng quay vào lại bàn, mở ngăn kéo, lấy giấy bút và ngồi xuống. Nàng ngẫm nghĩ vài giây rồi bắt đầu mấy chữ thật lớn ở trang giấy. Đơn xin ly hôn. Nàng hình dung ra nét mặt và thái độ của Khái nay mai khi nàng quăng lá đơn này vào mặt và yêu cầu Khái ký. Khái sẽ kỳ kèo, khóc lóc hoặc chửi rủa tục tằn. Nhưng không sao, giờ này thì Hương đã tắt lửa lòng rồi, không còn mảy may tội nghiệp Khái nữa. Nhất là khi đã có Ninh vừa mở cho nàng một cánh cửa thanh thang của cuộc đời mới. Sáng hôm sau quả nhiên Khái gọi điện về sớm, lúc Hương còn nằm trên giường. Khái gọi về để nhắc lại với Hương bản tin hôm qua là thằng Duyệt đã liên lạc với vợ. Bản tin ấy đối với Khái cực kỳ quan trọng, nhưng với Hương thì có cũng được, mà không cũng chả sao. Nàng không muốn nghĩ đến số vàng đã mất nữa. Nàng sắp dựng lại cuộc đời mới, trong đó nàng không muốn gặp lại những bóng dáng vô dụng như Khái, Khanh và Duyệt. Lúc điện thoại reo,
Hương đã thức rồi nhưng còn cuộn mình trong chăn, lim dim nhớ đến Ninh và dự trù những công việc sẽ làm ngày hôm nay. Chị Kiều nhấc phone rồi đứng dưới chân thang gọi lên. Bà xuống nói chuyện với ông bà ơi. Hương lưỡng lự nằm im, chị Kiều phải bước lên thêm mấy bậc và nhắc lại. Ông gọi bà ơi, bà có nói chuyện với ông không? Hương đẩy cửa buồng ngủ bước ra, vừa cài nút áo ngực vừa than. Còn chuyện gì mà nói nữa? Chị Kiều cẩn thận nhắc. Thì chuyện ông Duyệt cũng quan trọng đấy bà. May mà trời thương cho lấy lại chút nào hay chút ấy chứ. Bà nên động viên ông vài câu. Hẳn khoan, đừng nói gì đến chuyện ly hôn bà nhé. Hương không đồng ý, nhưng không muốn cãi. Nàng lững thững bước xuống cầu thang. Cầm ống nghe lên, chị Kiều chớp mắt đứng bên cạnh theo dõi. Giọng Khái reo vui trong điện thoại. Em ơi, thằng Duyệt nó điện về cho con Khanh tối hôm qua. Anh báo tin ngay cho em biết nhưng mà em không có nhà. Thế à? Thế nó ở đâu mà nó gọi con Khanh? Khái hơi thất vọng vì phản ứng nhạt nhẽo của Hương, nhưng gã biết Hương còn đang giận mình nên kiên nhẫn đáp. Nó đâu thì nó đâu có nói. Mình có biết nó ở đâu đâu, nhưng nó gọi điện về là tốt rồi. Tốt là tốt thế nào? Ừ hay, thì ít ra nó còn liên lạc với vợ nó, mình cũng hy vọng chứ em. Hy vọng là hy vọng cái gì? 100 cây vàng anh nắm trong tay mà còn mất. Huống hồ chi bây giờ vàng trong tay đứa khác mà giờ anh không biết nó ở đâu. Thế mà dám nói là hy vọng. Ngớ ngẩn. Thấy Hương đột ngột gay gắt, chị Kiều vội vỗ nhẹ vào cánh tay Hương làm hiệu nhắc nàng nên nhẫn nhục. Nhưng Hương lờ đi và gác máy. Chị Kiều nén tiếng thở dài bảo Hương. Sao bà không bảo chị chỉ cho ông cái cách mà kêu cô Khanh dụ ông Duyệt về, giống như ngày hôm qua ông Ninh bàn với mình á. Lần sau ông Duyệt điện về, cô Khanh có biết cách mà làm may ra. Hương chán nản lắc đầu. Rồi lại bắt đầu ngóng cổ ra chờ, đi tới đi lui rốt cuộc chưa chắc là lấy được gì. Mất thì giờ lắm chị ơi. Chính chị bảo tôi là đừng nghĩ đến nó nữa cơ mà. Chị Kiều nhìn Hương hỏi lại. Vậy là bà dứt khoát rồi à? Hương đáp ngay. Chị khuyên tôi dứt khoát mà. Chị Kiều cũng gượng cười theo. Dĩ nhiên chị khuyên Hương phải dứt khoát, nhưng chị vẫn tiếc số vàng đã mất. Và chị chủ trương nếu Hương cần phải nhẫn nhục để hợp tác với Khái trong kế hoạch dụ dỗ Duyệt thì nàng chẳng nên dại mà bỏ lỡ cơ hội. Về phần Duyệt, từ sau hôm đột ngột chia tay Liễu bỏ chạy khỏi khách sạn Đồng Khánh, Duyệt lao thẳng về miền Tây, tạm thời trốn chui trốn nhủi tại Mỹ Tho. Toàn bộ tài sản Duyệt mang theo chỉ còn hơn 1 triệu và cái Honda cũ. Vì tờ bố cáo và tấm hình chụp trên báo công an, Duyệt phải mua ngay cái nón vải rộng vành màu xanh đậm đội lên đầu suốt ngày, đồng thời để râu mọc lởm chởm đầy mặt hầu ngụy trang cho người ta khỏi nhận diện. Ban ngày Duyệt đi lang thang, tối tối mướn tạm cái ghế bố ngủ ở nhà lồng chợ bên cạnh hàng loạt những kẻ vô gia cư hoặc những bạn hàng cần buôn bán sớm. Đôi lúc Duyệt cũng muốn thuê khách sạn bình dân hay căn phòng trọ rẻ tiền để nghỉ ngơi và tắm rửa cho thoải mái, nhưng lại sợ tốn tiền và nhất là sợ phải xuất trình thẻ căn cước khi đăng ký, cho nên đành cứ nằm lê lết ngoài đường cho qua ngày. Dè sẻn đến đâu thì 2 tuần sau số tiền mặt cũng cạn sạch, Duyệt cắn răng đem bán cái Honda. Chiếc xe của Duyệt tương đối còn khá tốt, nhưng vì đi không mang theo giấy tờ chủ quyền, cho nên người ta trả Duyệt theo giá xe ăn cắp. Duyệt đau đớn lắm, nhưng không dám kèo nài lâu, không dám nán lại, năn nỉ, sợ có người phát hiện và gọi công an. 2 tuần ở Mỹ Tho thấy cũng đã khá lâu, Duyệt sợ không an toàn nữa bởi Mỹ Tho quá gần Sài Gòn có thể gặp người quen. Duyệt đón xe đỏ xuống tận Cần Thơ và lại tiếp tục những ngày vất vưởng ngủ đường ngủ chợ. Những ngày lang thang nơi xứ lạ, Duyệt u sầu trào nước mắt và lắm khi yếu lòng muốn quay về với vợ con. Tối hôm qua ngồi quạnh hiu trên bến Ninh Kiều nhìn dòng sông mênh mông đen thẫm trước mặt, điếu thuốc gắn trên môi, chai bia gần cạn, cầm hững hờ trên tay, Duyệt ngẫm nghĩ rất lâu rồi quyết định trốn sang Campuchia dù chưa biết sang đó để làm gì. Rồi nghĩ thêm một lúc, Duyệt lại đổi ý. Duyệt thấy rõ một điều là nếu cứ sống lang thang như thế này thì sớm muộn gì cũng bị bắt. Thà rằng mối mặt quay về, quỳ từ ngoài cửa quỳ vào năn nỉ xin vợ và anh vợ tha tội, còn hy vọng có tương lai. Chứ sống như thế này là đi vào cửa tử. Ý nghĩ ấy thúc đẩy Duyệt quyết định chạy lại trạm điện thoại công cộng gọi về cho Khanh. Lúc ấy cả nhà Khanh đang ngồi vỗ mũi trước màn ảnh truyền hình và Khái đang càu nhào trách ba mẹ con không ngó ngàng gì đến Khái suốt cả ngày. Nghe chung điện thoại, Khanh nhấc lên, nhận ra giọng chồng trong phone, Khanh sửng sốt đến lặng người, lập tức xua tay làm hiệu, bảo cả nhà im lặng. Nhìn nét mặt nhợt nhạt của mẹ, thằng
Thằng Quyết nhanh trí vặn nhỏ tivi xuống rồi trố mắt theo dõi. Mặt Khanh cứ tái dần, bao nhiêu giận hờn pha lẫn với những nhung nhớ cả từ tháng nay ào ào dâng tràn trong tim, làm Khanh không nói được. Nước mắt trào nhanh ra, lâu lắm Khanh mới nghẹn ngào hỏi: Anh đang ở đâu vậy? Sao anh bỏ em với con? Nói được có bấy nhiêu, Khanh khóc nấc lên. Khái lăn xe lại sát bên Khanh há mồm kinh ngạc. Đầu dây bên kia Duyệt mừng rỡ vì không ngờ Khanh không quát tháo hoặc cúp phôn như gã phỏng đoán. Khanh khóc tức là chưa dứt tình với gã. Gã dịu dàng hỏi: Em với con có khỏe không? Khỏe, khỏe lắm. Hai đứa nhỏ nhớ anh lắm. Em có muốn anh về không? Anh nói thật là anh hối hận lắm. Lúc nào anh cũng nhớ em với hai con. Thì anh về đi anh ơi, em với các con mong anh lắm. Được rồi, anh sẽ về. Nhưng em phải nói với anh Khái đừng làm khó dễ gì anh. Bảo anh ấy ra công an rút lại đơn thưa thì anh mới về được. Khanh quay sang nhìn Khái, từ nãy đến giờ vẫn hồi hộp ngồi bên cạnh, nín thở lắng nghe. Nỗi uất ức đã trào lên tới cổ, nhưng Khái tự nhủ phải dằn xuống để dụ dỗ Duyệt quay về. Khanh bảo Duyệt: Vâng, anh Khái đang ở đây với em với các con đây. Hay là anh nói chuyện thẳng với anh Khái đi. Anh xin lỗi anh Khái rồi về gấp với em nha anh. Dứt lời, Khanh trao ống nghe cho Khái. Khái đưa bàn tay run run đỡ lấy, cố nuốt hận để bình tĩnh nói: Duyệt đó hả? Cậu chót dạ, tôi buồn lắm, nhưng mà anh em không bỏ nhau được. Cậu về đi, tôi xí xóa hết. Mang tất cả vàng về trả cho tôi sẽ ra công an bãi nại, không ai làm gì cậu đâu. Hai đứa con cậu nó ốm dạc đi vì nhớ cậu, cậu nên về ngay đi. Duyệt rơm rớm nước mắt nói: Em cảm ơn anh. Vâng, em cảm ơn anh, em cạn nghĩ quá. Chuyện lỡ rồi, em định gọi điện xin lỗi anh mấy lần mà không dám. Khái sốt ruột ngắt lời: Tôi hứa với cậu là tôi bỏ qua hết. Đàn ông mà, ai chả có lúc bốc đồng. Tôi cũng đã có thời như cậu nên tôi thông cảm. Cậu thu xếp mà về đi. Cậu đang ở đâu? Nếu cần thì tôi bảo con Khanh nó đón cậu về. Duyệt vội ngăn lại: Khỏi anh, anh không giận em là em mừng lắm rồi. Em sẽ tự ý về, không cần nhà em đón. Em về buổi tối là tiện hơn cả. Điều này thì Duyệt nói thật. Duyệt đã nghĩ nát óc rồi. Giả như không bị cướp thì đời nào Duyệt còn thèm quay về căn nhà quanh năm vo ve tiếng mũi ấy. Vợ con đối với Duyệt có nghĩa lý gì? Chẳng qua vì trắng tay lại phải cải trang trốn tránh nên Duyệt mới đành giả vờ hối hận mà nối lại tình xưa nghĩa cũ. Nhưng Khái không biết nên mới mở lòng từ bi nói chuyện tha thiết với Duyệt, hy vọng thằng em rể ôm vàng về. Khái trao điện thoại cho Khanh. Cô động viên thêm: Anh nghe anh Khái nói chưa? Anh về đi. Còn bao nhiêu đem trả hết cho anh Khái. Về liền nha anh. Hiện giờ thì anh đang ở xa lắm. Vài hôm nữa anh sẽ về. Cho anh gửi lời thăm anh Khái với các con. Thôi em nhé. Nhớ ra công an rút lại lệnh truy nã nghe không? Trước khi cúp máy, Khanh dặn thêm một câu quan trọng: Anh ơi, vàng anh mang theo lúc nào cũng phải cảnh giác nha. Trộm cắp bây giờ nó nhiều lắm, anh chia ra nhé, để nhiều nhiều túi cho chắc ăn nhé. Duyệt không muốn nhắc đến vàng, gã chào Khanh lần nữa rồi gác máy. Duyệt chẳng dại gì mà cho Khanh biết là mình đã trắng tay, bởi trắng tay thì Khanh, và nhất là Khái, đâu có cần đón gã về nữa. Gã sẽ úp úp mở mở, để Khái ra công an bãi nạn, cho gã về nhà rồi tính sau. Đó là âm mưu Duyệt, và quả nhiên, hai anh em Khái cùng đang trúng kế. Hôm sau Khái dậy sớm, lòng lâng lâng sung sướng nhớ lại tối hôm qua Duyệt đã gieo cho Khái một niềm hy vọng lớn. Gã ngóc đầu dậy nhìn xuống bếp, thấy ánh lửa bập bùng dưới đó, biết là Khanh đang đun nước pha trà. Gã cất tiếng gọi bảo Khanh lên phụ gã vào xe lăn để ra sân sau đánh răng rửa mặt. Đêm qua cả Khái và Khanh đều không ngủ được thẳng giấc, mỗi người một niềm vui, một toan tính. Cú phôn bất ngờ của Duyệt làm cho tình hình căng thẳng giữa hai anh em đột nhiên dịu hẳn xuống. Vì Viễn Ảnh lấy lại vàng. Mới buổi chiều, Khái còn tức tối chửi em gái bỏ bê Khái và nằng nặc đòi về với Hương. Nhưng sau khi Duyệt tên là, Khái bỏ hẳn ý định ấy. Gã cần bám trụ ở đây để bàn mưu tính kế với Khanh trong phương án dụ dỗ Duyệt, đồng thời ngăn chặn âm mưu hai vợ chồng thông đồng với nhau. Cần nhất là khi Duyệt trở về phải có mặt Khái thì Khanh mới không ăn chặn được vàng. Mấy bữa nay ở với Khanh, Khái đã thấy rõ bộ mặt em gái không tử tế như Khái mong đợi. Khái nằm nhẩm tính và lạc quan phỏng đoán rằng thằng Duyệt mới vắng nhà có một tháng. Cho dù nó vung tay ném tiền qua cửa sổ
thì cũng chỉ mất độ 3-4 lạng vàng là cùng, không thể hơn được. Như vậy, Khái vẫn còn hy vọng lấy lại được ít nhất là gần 90 cây. Trong một phút bốc đồng, Khái tự nhủ lòng, lần này gã sẽ đưa hết cho Hương để vợ chồng tái tạo cuộc sống êm đềm đến lúc răng long đầu bạc. Đánh răng rửa mặt xong, Khái lên nhà gọi điện thoại cho Hương, đoán trước nàng sẽ cũng reo vui như Khái. Nhưng không ngờ Hương hoàn toàn lạnh nhạt, lại còn lớn tiếng mắng Khái. Khái buông phôn ngồi thử tại chỗ, mặt đanh lại và uất hận bừng bừng dâng lên. Gã nắm tay rồi chửi động: tiên sư cha nhà nó, đã vậy ông đích cần, ông giữ một mình ông. Khanh từ dưới bếp bưng khay trà lên dịu dàng hỏi Khái: bà ấy có mừng không anh? Đang sẵn cơn giận, Khái gay gắt bảo: con đàn bà thối thay, mở mồm ra là ăn nói láo lếu. Khanh mừng thầm trong bụng. Cô đặt khay trà để đẩy ra sân cho Khái. Cô tháo then cài cửa và nói: bây giờ anh mới biết à? Thôi thì anh em mình tính với nhau, lờ bà ấy đi. Câu nói của Khanh toát ra vẻ tự tin, làm như đã nắm chắc chỉ nay mai sẽ lấy lại gần 100 lạng vàng từ tay Duyệt. Ra sân, Khái bảo Khanh: nếu vậy thì hôm nay mày đóng cửa tiệm, đưa tao về bên đấy, rồi tao với mày ra công an gặp lão Bửu, bảo lão rút lại lệnh truy nã để thằng Duyệt nó về. Khanh đồng ý ngay, bởi cô rất lo cho chồng bị bắt. Những ngày đầu vì quá uất hận, cô muốn Duyệt bị trừng phạt nặng nề về cái tội dám bỏ vợ con ra đi. Rồi thời gian trôi qua, cô suy nghĩ lại và giảm dần lòng oán thù. Cho đến hôm nay khi Duyệt tỉ tê ra chiều hối lỗi, Khanh không còn giận như trước nữa. Cô mong Duyệt quay về trả lại vàng cho Khái để vợ chồng tái tạo cuộc sống bình lặng như cũ. Cô bảo thằng con chạy ra đầu ngõ kêu taxi để cùng Khái trở về phường của Khái. Lay hoay cả tiếng đồng hồ sau, thằng Quyết mới gọi được cái taxi từ ngã ba đường lớn vào tận cổng. Rồi hai mẹ con xúm nhau đẩy Khái lên và hân hoan ra đi, chỉ để lại con bé út giữ nhà. Ở trụ sở ban công an ra, Khanh và Khái đưa nhau vào sân nhà cũ, tiến thẳng lại cửa ra vào, rồi vô luôn trong nhà. Cánh cửa vẫn mở thông thống, lộ ra cái phòng khách trống rỗng. Khanh cất tiếng gọi: chị Kiều ơi, anh Khái về đây này. Không có tiếng trả lời, bởi chị đã xách vali về nhà đứa cháu. Chỉ có Hương vừa đi ăn sáng với Ninh về, đang ở trên lầu dự định sang bên ngoại chơi rồi buổi tối đón con về. Nghe tiếng Khanh gọi, Hương bước xuống nhà và nói lớn: sao mới qua bên đấy được có một ngày mà lại về ngay thế này? Tôi cho chị Kiều nghỉ việc rồi, anh về đây không ai lo cho anh đâu. Khanh đứng sau lưng anh từ từ bước vào, chưa thèm chào Hương, mặt mũi khinh khỉnh khác hẳn cái thái độ rụt rè cách đây một tháng khi Duyệt mới ra đi. Nghe Hương trả lời Khái, Khanh lạnh nhạt chen vào: chị Kiều nghỉ thuê người khác, thiếu gì người muốn làm, chỉ cần nuôi cơm ngày hai bữa thôi. Khanh nói câu ấy với vẻ mặt hiu hiu tự đắc, y như đã nắm chắc số vàng trong tay. Hương bực lắm, nhưng không muốn đôi co bởi đã quyết định chỉ nay mai sẽ không còn dính dáng gì đến anh em nhà Khái nữa. Mới hôm trước, khi Duyệt ăn cắp vàng mang đi, Khanh khóc lóc năn nỉ Hương. Thế mà hôm nay đã ăn nói hỗn xược, không còn coi Hương ra gì nữa. Hương thản nhiên bảo: cô cứ việc đem anh cô về bên đó rồi mướn người khác lo cho anh ấy nhé. Tôi hết sạch tiền rồi. Khanh vênh váo đáp: chị tưởng là anh tôi muốn về với chị lắm à? Chẳng qua là vì anh Duyệt sắp về, anh em tôi phải lại đây báo công an phường cho họ rút lệnh truy nã đi. Chứ báu gì cái nhà này mà về đây. Anh Khái về bên tôi còn có cái giường mà nằm, chứ về đây nằm đất cả đời à? Hương nói: báo công an rồi thì cô đưa anh Khái về bên đấy đi. Tôi vội lắm, không có thời giờ tiếp ai cả. Chồng cô mang vàng về thì anh em cô chia với nhau mà xài, tôi không có cần. Khanh hừ một tiếng rồi nói: chị nhớ nha, đến lúc lấy vàng về đừng có nhảy nhồm nhồm lên mà đòi chia phần đấy nha. Hương nhắc lại: thôi, đi ra cho tôi khóa cửa, tôi có việc phải đi bây giờ. Đem nhau về bên đó mà chờ ông Duyệt ôm vàng về đi. Khanh đang nóng lòng muốn về nhà vì hy vọng Duyệt sẽ liên lạc nên bảo Khái: thôi đi về anh ơi, về bên em uống cũng được. Rồi nhớ anh Duyệt gọi về thì không có ai bắt phone á. Với lại ở đây nhìn cái mặt bà Hương á, em muốn độn thổ. Rồi Khanh đẩy Khái ra sân, đứng dưới tàn cây trứng cá như thường lệ. Mặt trời đã lên tới đỉnh cao, tỏa ánh nắng chói chan xuống mảnh sân xi măng, làm Khái càng thấy khát nước hơn. Khanh lên tiếng gọi thằng Quyết đang đứng chơi thơ thẩn ngoài đường, bảo nó ra ngã ba gọi taxi. Mấy phút sau, Hương trở xuống thì thấy chiếc taxi đã đậu ngoài đường, máy vẫn đang nổ xình xịch,
Thằng Quyết mở cửa sau rồi phụ mẹ đẩy Khái lên. Xong rồi nó leo lên ghế trước ngồi bên tài xế. Hương bước nhanh ra sân, xoay lưng khóa cửa, chờ Khái và thằng Quyết đã ngồi yên trên xe. Khanh mới chui vô băng sau bên cạnh Khái và đóng mạnh cửa lại. Cô quay nhìn Hương, mặt hầm hầm bực bội. Hương khóa cửa nhà xong, lao tới gõ cửa xe. Khanh lạnh lùng quay kiếng xuống. Hương đưa cho Khanh tờ đơn xin ly hôn và dặn: cô bảo anh Khái đọc xong cái này rồi ký tên vào nhé, đừng có hỏi lời thôi gì hết. Trước cặp mắt ngơ ngác của Khanh, Hương bình thản bỏ đi, thả bộ sang nhà Xuyến. Ở đó có Ninh đang chờ nàng dưới dàn Thiên Lý. Ngồi trên taxi, Khái quay sang hỏi Khanh: nó đưa giấy tờ gì vậy? Giấy gì mà nó bảo tao ký? Khanh nhìn anh tội nghiệp, lưỡng lự một chút rồi mới trả lời: Bà ấy đòi ly hôn. Anh có muốn em đọc cho anh nghe không? Nói câu ấy, Khanh đoán trước cái phản ứng bừng bừng dữ dội của Khái. Nhưng cô ngạc nhiên thấy Khái chỉ khẽ thở dài rồi cay đắng nói: tao sẽ ký. Nó tưởng tao cần nói sao? Tao đã nghĩ kỹ rồi, sớm muộn gì nó cũng bỏ tao. Thôi thì giải quyết sớm ngày nào tốt ngày ấy. Chờ thằng Duyệt mang vàng về, tao sẽ bán nhà, chia cho con Hương một nửa, rồi tao mua nhà khác. Vợ chồng mày muốn ở với tao thì ở, không thì tao cũng đách cặt. Tao ở một mình, thuê người giúp việc, có tiền là xong hết. Khanh lại được nhịp nhắc lại: em nói mãi với anh rồi mà anh cứ bảo là em đặt điều nói xấu bà Hương. Thật ra là như thế đấy, bà lẳng lơ lắm. Chẳng phải mới đây đâu mà ngay từ hôm anh mới gặp nạn kìa. Thôi, anh ly hôn ngay bây giờ là đúng rồi đó, trước khi anh Duyệt mang vàng về. Tao biết rồi, mày không phải nói nữa. Nhưng chung quy cũng tại cái thằng chồng khốn nạn của mày mà ra. Thằng chồng mày mà không dở chứng ôm vàng của tao đi thì mọi chuyện đã giải quyết xong từ lâu rồi. Thôi thì đằng nào cũng phải một lần cho xong. Tao chỉ tiếc rằng hôm ấy nó nằm với thằng Ninh trên lầu, tao chưa kịp cho nó một mồi lửa. Khanh cũng lấy làm tiếc, còn tiếc hơn cả Khái nữa. Giả như hôm ấy mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, căn nhà bốc hỏa thì Hương không chết cháy cũng bị phỏng nặng, Khái dĩ nhiên vào tù, chỉ còn mình Khanh thong dong ở ngoài với gần 100 lượng vàng Khái gửi. Khanh đưa ra đề nghị: em mừng rằng anh dứt khoát được với bà Hương. Thôi thế này nhá, em tính vậy, anh chả cần bán nhà làm gì. Nếu mà anh thích cái căn nhà đang ở thì chỉ việc nhờ người ta định giá rồi trả cho bà Hương một nửa. Anh lấy căn nhà đó, thế là tiện nhất. Tỷ như người ta trả anh 200 cây nhá, thì anh đưa phứt cho bà ăn 100 cây, khỏi mất công lôi thôi. Còn về phần chúng em á, thì chồng em quả thực là có lỗi với anh đấy. Nhưng mà em tin chắc rằng từ đây tới già, ông tởn rồi, chả dám làm càn nữa đâu. Rồi có thể chúng em thu xếp bán nhà xong, dọn về ở với anh, thuê người giúp việc lo cho anh. Nhà mày bán bây giờ thì được độ bao nhiêu cây? Dạ, chắc cũng độ 50 cây. Như thế thì mày nói đúng, tao khỏi phải bán nhà. Cứ cho rằng cái nhà của tao hiện nay trị giá độ 150 cây. Nghĩa là khi ly hôn tao sẽ phải đưa cho con Hương 75 cây. Nhà của mày tao tính giá chót cũng được 50 cây. Mày bán nhà mày đi, lấy 50 cây, tao bù vào thêm 25 cây nữa đưa cho con Hương. Như thế là mày với tao đứng tên chung cái căn nhà của tao bây giờ, hai phần bằng nhau. Taxi về gần đến nhà, Khái bảo Khanh: con Hương đã viết cái gì trong đơn ly hôn, đưa tao xem nào. Khanh mở bóp, lấy tờ giấy trao cho anh. Gã đọc lướt nhanh nét chữ của vợ, rồi nén tiếng thở dài bảo Khanh: lát nữa về nhà mày, tao ký ngay. Mày gọi điện cho nó bảo nó sang lấy về mà nộp cho tòa. Giữ người ở chứ không giữ được người đi. Báo gì của nó mà giữ, bỏ phất cho rồi đi. Anh muốn thì em tìm cho người khác cho. Có tiền thiếu gì đứa nó lao vào. Khái không nói gì, trả lại tờ đơn cho Khanh rồi im lặng. Cho đến khi taxi rẽ vô con hẻm, từ từ lăn bánh đến tận sân nhà Khanh. Ở nhà Khanh tối hôm ấy, cơm nước xong cả nhà ngồi vỗ mũi coi tivi. Khanh thơ thẩn đi ra đi vào nóng lòng như lửa đốt vì không biết thêm tin tức gì của Duyệt kể từ lần phone đầu tiên. Khoảng 10 giờ cô ra sân đứng một lúc rồi lại thất vọng quay vào đóng cửa, giục các con đi ngủ. Khái thở dài bảo: cái thằng Duyệt này lạ thật. Đã nói hết lời với nó rồi mà nó câm luôn, chẳng liên lạc gì cả. Hay là nó đổi ý không muốn về nữa? Khanh cũng đã nghĩ đến điều xui xẻo ấy, nhưng cô ngại không dám nói ra. Hai anh em đang giàu dĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa, rồi giọng Duyệt gọi nhỏ ngoài sân: Khanh ơi, Khanh ơi, anh đây Khanh ơi. Khanh giật mình chạy lao ra, Khái cũng quay đầu lăn xe theo. Hai đứa con vừa lên giường tụt vội xuống và chạy bay ra, miệng kêu oai oái.
bố về, bố về. Cánh cửa mở rộng, Duyệt đứng đó, đầu đội nón vải, mặt mũi hốc hác, râu ria lâu ngày không cạo đâm ra tua tủa, làm Duyệt đã gầy, lại càng sọm đi như vừa ốm dậy. Khanh lôi chồng vào hẳn bên trong, ngơ ngác hỏi: xe đâu? Ai chở anh về? Hai anh em thằng Quyết bu lấy bố, nhao nhao mỗi đứa một câu: bố ơi, sao bố đi lâu thế, cả nhà chờ mãi. Bố, anh Quyết ở nhà đánh con đấy bố ạ. Duyệt ngượng ngùng nhìn khắp lượt, nhất là Khái. Khanh khép cửa lại rồi hỏi thêm một lần nữa: xe đâu? Anh về bằng cái gì? Duyệt bỏ nón cúi đầu chào Khái: anh ạ. Rồi khúm núm tiến lại ngồi xuống ghế. Khanh quát hai đứa con đi ngủ để người lớn nói chuyện. Khái từ nãy đến giờ vẫn im lặng lăm lăm nhìn Duyệt. Khái không quan tâm đến cái hông đa của Duyệt, cũng chẳng bận tâm về khuôn mặt hốc hác như người ho lao của thằng em rể. Khái chỉ ưu tư có mỗi một việc nhỏ là Duyệt không đeo cái túi như lúc ra đi, cũng không có một thứ hành lý nào khác. Duyệt về bằng hai bàn tay không, nghĩa là ngoài bộ quần áo mặc trên người, Duyệt chẳng mang theo cái gì cả. Thế thì gần 100 cây vàng nhét vào đâu? Khái quan sát kỹ, thấy mấy cái túi quần và túi áo của Duyệt cũng xẹp lép. Gã run run hỏi: chú đi người không thế này à? Thế cả tháng nay không có đồ đạc hành lý gì ấy sao? Duyệt ngước mắt nhìn Khanh rồi quay lại nhìn Khái, khẽ gật đầu. Khái nhịn không được đành hỏi thẳng: thế vàng của tôi chú có mang về đủ không? Còn tất cả bao nhiêu cây? Khanh chố mắt nhìn chồng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Cô cũng vừa nhận ra là Duyệt về tay không, nhưng cô đoán là Duyệt gửi hông đa cùng với hành lý ở một chỗ nào an toàn, chẳng hạn như nhà mà thằng bạn nhậu trong xóm, nên cô nhấn mạnh: anh Khái với em đi báo công an để họ rút lại cái lệnh truy nã rồi, anh yên tâm đi. Rồi em gặp cả tổ trưởng tổ phó cho họ biết là anh sắp về, không có sao hết á. Xe và hành lý gửi đâu, đi lấy về đi anh. Khái lăn xe lại gần, gật đầu đốc thêm: đi lấy ngay bây giờ đi, đừng để qua đêm. Duyệt ngồi như pho tượng, hai đứa con thập thò đứng sau tấm màn vải lấm lét nhìn ra. Khanh ngồi xuống cái ghế bên cạnh chồng và nhắc lại: xe anh để đâu, em đi lấy với anh, gửi nhà ai cũng phải lấy chứ, đi đi anh. Duyệt nhìn vợ, nhìn anh vợ, rồi bỗng mếu máo nói: anh bị cướp lấy mất hết rồi em ơi, mất tất cả rồi em ơi. Khái hoảng hốt hỏi lại: mất xe hay mất cả vàng? Duyệt quay nhìn Khái, lắc đầu nói lớn hơn: mất hết rồi anh ạ. Chúng nó lột sạch không còn gì cả, suýt nữa thì chúng nó đánh chết em. Em xin lỗi anh, chuyện lỡ rồi. Khanh á khẩu, mồm há hốc, mắt mở trừng trừng nhìn thằng chồng thân tàn ma dại. Khái thì mặt tái như người bị trúng gió bất ngờ. Lâu lắm Khái mới ấp úng thốt ra một câu, tiếng nói bị tắc nghẹn trong cổ họng: mất hết, không còn cây vàng nào. Vợ chồng mày giết tao rồi. Cùng với tiếng than não ruột ấy, nước mắt Khái bỗng trào ra. Gã lăn xe lại cửa, đấm thình thịch vào cánh cửa gỗ và nức nở nhắc lại: vợ chồng mày giết tao rồi Khanh ơi, mày giết tao rồi. Khanh không biết nói sao, đầu óc quay cuồng hỗn loạn, hết nhìn anh lại quay nhìn chồng. Thương Khái bao nhiêu thì càng hận Duyệt bấy nhiêu. Khanh muốn lao tới bóp cổ cho chết ngay thằng chồng khốn nạn, nhưng cô cứ đứng chết chân tại chỗ, nước mắt tuôn trào còn hơn trong ngày đại tang. Tiếng khóc của Khái cũng nấc lên từng hồi, rồi Khái ê chề bảo Duyệt: mất hết rồi thì mày còn vác mặt về đây để làm gì nữa? Dứt lời, Khái đẩy tung cánh cửa lăn xe ra ngoài. Con hẻm nhỏ đã vắng người qua lại, những ánh đèn lập lòe từ hai bên nhà hàng xóm hắt ra soi mở con đường âm u trước mặt. Trong khoảnh khắc, Khái hình dung ra cái viễn ảnh tương lai tăm tối của mình. Hương sẽ ra đi, con Dung và chị Kiều cũng sẽ chẳng còn sống với Khái nữa. Vợ chồng Khanh thì Khái không muốn nhìn mặt. Khóc một lúc cho vơi nỗi hận, Khái nghiến răng suy tính. Mối hận này Khái không thể bỏ qua được. Khái sẽ nán lại đây, lừa cơ hội đâm chết thằng Duyệt, rồi có phải lăn xe vào ngồi tù suốt đời cũng hả dạ. Bởi Khái ở ngoài hay vào tù thì cũng chẳng khác gì nhau. Khanh để mặc Khái ngồi khóc ngoài sân. Cô tiến lại ngồi xuống bên cạnh Duyệt. Trong đầu cô vừa lé lên một tia hy vọng làm cô giảm hẳn cơn giận. Qua biến cố vừa rồi, Khanh thấy chồng mình không phải là một người tầm thường như cô vẫn đánh giá suốt 10 năm qua. Duyệt nhiều thủ đoạn thâm hậu lắm. Khanh sực nghĩ ra một điều lý thú rằng có lẽ chồng cô không hề bị cướp. Chồng cô chỉ làm bộ như thế để gạt Khái. Đống vàng vào cái hông đa chắc chắn
Duyệt đang gửi ở một nơi nào kín đáo và an toàn. Rồi nay mai, chờ một thời gian cho êm đi, Duyệt sẽ lặng lẽ ôm vàng về, hai vợ chồng xài riêng với nhau mà Khái không làm gì được. Tin tưởng như thế, Khanh đặt bàn tay lên vai Duyệt và hồi hộp hỏi nhỏ. Thế vàng và xe anh gửi đâu? Có chắc ăn không? Duyệt quay sang chố mắt nhìn vợ không đáp. Khanh ngó ra sân rồi hỏi chồng. Còn tất cả bao nhiêu cây? Duyệt chậm chậm lắc đầu rồi mếu máo đáp. Mất hết rồi em ạ. Anh nói thật mà, mất sạch rồi. Thằng Quyết từ trong bức màn dẫn em gái mon men ra níu lấy vai bố. Duyệt quàng hai cánh tay ôm lấy hai con. Khanh mở to mắt hỏi lại. Anh nói thật hả? Mất thật rồi sao? Mất thật mà em, mất lâu rồi. Ngay cái hôm anh ra đi kia. Thế, mất sạch, không còn chút gì à? Không còn gì cả, chỉ có điều an ủi là chúng nó chưa có giết anh. Thôi trời ơi anh ơi, thì thả anh chết quách cho xong. Cô lảo đảo bước ra sân, đến sau lưng Khái. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, đưa mùi su uế thoang thoảng từ con kênh nước đen bay về. Nghe tiếng bước chân lại gần, Khái òa lên khóc lớn. Và lại nhắc lại điệp khúc cũ. Vợ chồng mày giết tao rồi Khanh ơi. Sao tôi khổ đến như thế này? Tôi tàn tật ngồi một chỗ mà chúng nó nỡ lừa tôi. Trời ơi là trời. Giữa đêm khuya vắng lạnh, tiếng nức nở của Khái vang lên rõ mồn một. Khanh vội đẩy Khái vào nhà. Giờ này thì Khái đã thật sự trắng tay. Mà Khái trắng tay thì Khanh không nên để Khái ở lại đây. Ngày mai Khanh sẽ phải đem Khái trả về cho Hương và chị Kiều để dành tay lo cuộc sống của mình. Dù thương anh đến đâu, Khanh cũng không thể chịu đựng nổi những đay nghiến dai dẳng mà Khanh biết trước là Khái sẽ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Thôi thì đành trả Khái về dưới gốc cây trứng cá trên mảnh sân quen thuộc để Khái đếm thời gian hiu quạnh mà thở dài nhìn quanh một mình cho đến cuối đời.